Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1446, một không thành công thì thành nhân. Diệp Thừa Dân nói đến nước này thì Vương Tử Quân cũng thuận tiện phụ họa, Bí thư Diệp, tôi cũng không muốn rời đi, thế nhưng những chuyện thế này cũng không phải do tôi quyết định. Vấn đề Nam Giang, tôi cần phải phản ánh rõ ràng với thượng cấp, vì càng ngày càng có nhiều người không ra gì. Diệp Thừa Dân dù cảm khái nhưng nụ cười trên mặt vẫn luôn có vài phần lạnh nhạt. Vẻ lạnh nhạt của Diệp Thừa Dân có lẽ là vì tình thế bắt buộc, xem như đã tính trước, Diệp Thừa Dân dừng lại ở phòng làm việc của Vương Tử Quân hơn 4 phút, cũng không nói đến chuyện công tác, chỉ nói về phương diện sinh hoạt. Lúc này lão không giống như là một bí thư tỉnh ủy, giống như là một ông lão tri tâm đang lưu luyến chia tay với Vương Tử Quân. Khi Diệp Thừa Dân rời đi, Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, nói chuyện với Vương Tử Quân hơn một giờ. Tuy những lời trò chuyện cũng không có quá nhiều chủ đề thực tế, thế nhưng lại biểu hiện một loại thái độ. Những thường ủy tỉnh ủy không có trở ngại trong quan hệ với Vương Tử Quân cũng dùng phương pháp này để biểu hiện ý nghĩ của mình. Núi không thể rời nhưng sông có thể chuyển, Vương Tử Quân bây giờ rời đi, biết đâu sau này có thể gặp lại nhau. Ai cũng muốn để lại một phần tình cảm để sau này có gặp lại cũng có chút cơ sở để phát huy. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân còn rất trẻ, sớm muộn gì cũng có thể tiếp tục phát triển lên trên. Trước đó bọn họ giữ khoảng cách với Vương Tử Quân căn bản cũng là vì hai bên có xung đột lợi ích, bây giờ Vương Tử Quân phải đi, bọn họ không còn xung đột gì, ai không muốn kết giao thêm vài người bạn. Trưởng phòng Tử Quân, tối nay nếu không có sắp xếp gì khác, chúng ta cùng nhau uống vài ly nhé. Không gạt anh, năm xưa tôi có nhận chức ở công ty sản xuất rượu, bây giờ còn giữ lại không ít rượu ngon. Đào Nhất Hành đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì mỉm cười nói lời mời. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn chợt cười nói, tối hôm nay có chút việc, nếu không thì trước lúc trời tối tôi sẽ mời thư ký trưởng vậy. Vậy thì chúng ta một lời đã định, chiều nay cùng uống vài ly. Đào Nhất Hành bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng khẳng định nói. Lúc này thời tiết ở phương Bắc căn bản là rất khó chịu, giống như nóng hơn so với phương Nam, Trịnh Uy Quân mặc quần cộc lúc này đã không khác gì một ông chủ quán cơm ven đường. Từ sau khi lên giường với Mai Linh, hắn nhanh chóng trở thành một thành viên của gia đình này. Mai Linh hầu như là một người phụ nữ không xinh đẹp đi qua đời Trịnh Uy Quân, thế nhưng nàng quá hiền lành. Thật sự làm cho Trịnh Uy Quân sinh ra cảm giác có một gia đình. Mỗi ngày hắn về nhà, có con, có vợ, cuộc sống bình thản như vậy làm cho hắn cực kỳ hưởng thụ. Những quán cơm ở bên cạnh cũng dần tiếp nhận người đàn ông này, Trịnh Uy Quân căn bản không nói nhiều nhưng lại dốc sức làm việc. Giọng nói thật sự của Trịnh Uy Quân, trừ hắn ra thì không ai được nghe. Mỗi khi rảnh rỗi ngồi uống rượu, có vài người đàn ông trêu chọc Mai Linh bây giờ là củi khô gặp lửa. Không biết hắn có chống đỡ nổi hay không. Trịnh Uy Quân chỉ nở nụ cười thiện ý cho qua đối với những câu trêu chọc thôn dã của cánh đàn ông uống rượu với mình, thậm chí sau này cũng trộn lẫn vào những câu trêu chọc của đối phương, nhưng hắn vẫn có chút không vui. Bố, mẹ nói bố về nhà dùng cơm. Lúc này trời đã tối, mọi người đều đã lấp đầy bụng, đám người rảnh rỗi uống rượu cũng muốn về nhà. Khi Trịnh Uy Quân đi về quán nhỏ của mình thì chỉ còn lại vài người đang dùng cơm. Trịnh Uy Quân nhìn cậu bé mặc đồng phục học sinh sạch sẽ mà không khỏi nở nụ cười. Trước đó Mai Linh ép con trai và con gái gọi hắn là bố, cô con gái còn có chút kháng cự, nhưng cậu trai 5 tuổi lại căn bản nhanh chóng đồng ý. Tuy chỉ là một câu xưng hô nhưng lại làm cho tâm tư hắc ám gần như tuyệt vọng của Trịnh Uy Quân chợt bừng sáng, vô tình cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt ngào. Từ ngày đó trở đi thì Trịnh Uy Quân làm việc siêng năng hơn. Chăm chú quan tâm đến vợ con, đến quán cơm. Hắn cũng chú trọng quan hệ với hàng xóm, thỉnh thoảng cười nói ha hả với nhau, việc làm ăn cũng giống như sinh động hẳn lên. Một câu xưng hô là bố làm cho Trịnh Uy Quân cảm thấy rất ấm áp, trước kia hắn là xã hội đen và không dám có con, dù sao hắn cũng không được tự do, hắn không dám, cũng không muốn có con. Nhưng cậu bé kia thường ỷ lại vào Trịnh Uy Quân. Điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng bùng lên cảm giác yêu thương say đắm. Hắn dùng hai bàn tay đầy dầu mỡ xoa đầu cậu bé rồi cười nói, tiểu đôn tử, hôm nay học tập thế nào rồi? Rất tốt, thầy Vương khen ngợi con, nói chỉ cần con học tốt như vậy, sau này sẽ có cơ hội thi đại học.
Khi thấy Trịnh Uy Quân nhắc đến chuyện học tập thì cậu bé vui vẻ hớn hở cười nói. Trịnh Uy Quân cười ha hả, hào khí bừng bừng, hắn nói, tiểu đôn tử nhà ta thật sự rất tốt, chỉ cần con tình nguyện học tập, dù học lên đến tiến sĩ thì bố cũng có thể lo được. Con thấy chưa, tháng sau bố và mẹ sẽ cải tạo lại quán, khi đó quán cơm nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tuy bây giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng Trịnh Uy Quân dù sao cũng là một vị đại ca, đầu óc thông minh, suy xét lâu dài, hắn dùng hết tất cả biện pháp để cố gắng làm cho gia đình hiện tại của mình phát triển ngày càng tốt hơn. Con nghe đám bạn nói quán lớn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhà của nó trước kia cũng làm nghề này, hai ngày trước còn mua một cái túi sách rất đẹp. Những cậu con trai thích thứ gì đó thì thường xuyên mơ tưởng đến, cảm thấy rất có hứng thú. Con cứ chờ đấy, khi nào bố sửa quán xong, việc đầu tiên cần làm chính là mua cho con một cái túi sách như vậy. Căn bản còn đẹp hơn những người bạn của con nhiều. Tiểu đôn tử nghe Trịnh Uy Quân nói như vậy thì căn bản hào hứng bừng bừng, sau đó nói vài câu ba ba vạn tuế với bộ dạng tung tăng như chim sẻ. Trịnh Uy Quân cùng con trai thu dọn đồ đạc, vài phút sau hắn đặt cậu con trai lên vai, chọc cho cậu bé phải cười cầu xin tha thứ, sau đó hai cha con vui vẻ đi về nhà. Chỉ là tình cảnh ấm áp này bị một đôi mắt khác nhìn thấy được, cặp mắt này rất lạnh lùng. Liên tục giữ khoảng cách 100 mét để lặng lẽ theo đuôi Trịnh Uy Quân. Khi Trịnh Uy Quân đi về đến nhà thì cặp mắt kia mới biến mất trong màn đêm đen kịt. Lúc này Cục Công an thành phố Đông Hồng có nhiều người tới lui, có vẻ rất bận rộn. Một tin tức từ văn phòng Cục Công an truyền đến cho các cán bộ cấp phòng nói là tối nay sẽ có một hành động, nội dung rất rõ ràng, là càn quét tệ nạn. Chương 1446, 2, không thành công thì thành nhân. Chỉ lệnh này làm cho không ít người tỏ ra kinh hãi, bọn họ thông qua tin tức của hội nghị văn phòng Cục Công an để nhận được nội dung hành động, đó là nhất định phải chăm chú làm tốt công tác, đồng thời nhân viên nữ mặc váy phải dài hơn một chút. Thậm chí còn có một vị lãnh đạo Cục Công an trực tiếp yêu cầu nhân viên nữ phải chú ý hình tượng. Đoạn Văn Đống lẳng lặng hút thuốc trong phòng, vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng, mặc dù trong mắt nhiều người thì hắn vẫn trò chuyện vui vẻ, tiêu sái tự nhiên. Thế nhưng chỉ một mình hắn biết, bây giờ áp lực mình phải nhận là lớn như thế nào. Nếu Đoạn Văn Đống không xử lý tốt, chỉ sợ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà thôi. Áp lực chính là một đường tắt để tiến lên mây cao, Đoạn Văn Đống đã là một vị phó cục trưởng Cục Công an tỉnh, hắn cảm thấy đó là thời điểm huy hoàng của gia đình mình, chuyện này có thể làm cho hắn lên voi và xuống chó, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng Đoạn Văn Đống không quan tâm đến mình. Thế nhưng lại không thể không quan tâm đến người khác, vì người kia ủng hộ hắn, thế cho nên hắn mới có được ngày hôm nay, mới có thành tựu như vậy. Nếu sự việc không thành công, người chủ của Đoạn Văn Đống sẽ bị hãm hại, điều này căn bản là cực kỳ áp chế hắn, vì hắn muốn mình chịu uất ức nặng nề chứ không muốn người kia gặp vấn đề. Cơ hội hiện tại là khó có được, nếu như buông tha thì căn bản không biết bao giờ đám người kia mới thỏ cái đuôi ra ngoài. Hơn nữa sau khi người kia rời khỏi Nam Giang, nếu có cơ hội thì không biết Đoạn Văn Đống còn được hành động nữa không? Nói thật một sự việc chỉ có thể thành công mà không được thất bại làm cho người ta cảm thấy khó chịu, thế nhưng lúc này Đoạn Văn Đống lại cảm thấy mình nên mở lòng, bây giờ hắn không thể thất bại, vì thất bại thì chính hắn cũng ngã đổ. Nếu thất bại thì mình làm sao để đi gặp trưởng phòng Vương? Đoạn Văn Đống biết rõ tuy trưởng phòng Vương không quan tâm đến phương diện này. Thế nhưng nếu như không điều tra được gì, chỉ sợ người ta sẽ nắm lấy một số việc để nói về trưởng phòng Vương. Cục trưởng, đã đến giờ họp rồi. Phó chủ nhiệm văn phòng Cục Công an khẽ đẩy cửa đi vào, hắn khẽ nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống khẽ gật đầu với vị phó chủ nhiệm văn phòng, hắn không nói gì, chỉ vung tay cho đối phương rời khỏi phòng. Hắn là cục trưởng Cục Công an thành phố, hắn chính là kỷ luật của đơn vị, người ta còn phải chờ hắn cho ra quyết định. Hơn nữa bây giờ hắn còn kiêm nhiệm phó cục trưởng Cục Công an tỉnh. Sau khi vị phó chủ nhiệm kia đi ra ngoài đóng cửa lại, Đoạn Văn Đống xoay người nhìn đồng hồ treo tường, đã là 6 giờ. Đoạn Văn Đống lấy điện thoại ra, hắn bấm vài chữ, sau đó gửi tin ra ngoài, nội dung chỉ có 5 chữ, đã bắt đầu hành động. Vương Tử Quân nhận được tin nhắn này khi đang thu dọn vài thứ trên bàn, tối nay Đào Nhất Hành mời khách, hắn tuy không cần đến sớm. Thế nhưng cũng không nên đến quá muộn. Tuy hắn cùng công tác với đối phương khá lâu, thế nhưng hai người tiếp xúc cũng không nhiều.
hai người không phải ít đi dùng cơm với nhau, thế nhưng chủ yếu là xã giao, còn bây giờ Đào Nhất Hành xác định Vương Tử Quân sẽ phải đi, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội được dùng cơm cùng nhau như trước. Tiếng chuông tin nhắn làm cho Vương Tử Quân bừng tỉnh khi đang suy tư về bữa cơm với Đào Nhất Hành, hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn cái tên của người gửi tin, sau đó mới mở ra xem. Nội dung chỉ có 5 chữ, Vương Tử Quân xem xong rồi trực tiếp xóa bỏ. Khi Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn mà Đào Nhất Hành đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, Đào Nhất Hành đã đến trước, thư ký của Đào Nhất Hành đang chờ bên ngoài. Sau khi đưa Vương Tử Quân lên lầu 3, Đào Nhất Hành đi ra nghênh đón. Vương Tử Quân bắt tay thân thiết với Đào Nhất Hành, trên mặt hai người đều nở nụ cười sáng lạn. Giám đốc khách sạn cũng cung kính đứng một bên, bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ lãnh đạo. Vì đã nói sẵn từ trước, thế cho nên thức ăn được đưa lên rất nhanh. Lúc này có hai người trong căn phòng nhỏ, bàn cơm được dọn ra những món rất tinh xảo. Đào Nhất Hành vừa mở một chai rượu vừa cười nói, trưởng phòng Vương, lần này có hai người chúng ta, chỉ cần đưa lên những món ăn đặc sắc của khách sạn, nếu nhiều quá thì chúng ta cũng dùng không hết. Nhưng chai rượu này tôi có thể đảm bảo với anh là rượu ngon, đã được tôi giữ lại hơn 20 năm rồi. Vương Tử Quân nghe mùi rượu thơm ngát mà cười nói, tuy tôi không hiểu nhiều về rượu, thế nhưng nghe mùi hương mà đã cảm thấy vài phần men say. Rượu ngon thức ăn ngon, hơn nữa bây giờ hai bên căn bản không xung đột lợi ích, thế cho nên bầu không khí trong phòng khá vui vẻ. Đào Nhất Hành làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy lâu năm, phương diện đối nhân xử thế có thủ đoạn của riêng mình, lúc này mở miệng phun trâu nhà ngọc, căn bản làm cho người ta vui vẻ không thôi. Sau khi uống xong một chai rượu thì lúc này bên ngoài đã sáng đèn, ánh đèn neon làm cho cả thành phố giống như lấp lánh hào quang. Vương Tử Quân đứng ở cửa sổ khách sạn, hắn nhìn đám trai gái lui tới bên dưới, trong lòng thật sự cảm khái. Trưởng phòng Tử Quân, hôm nay mọi người uống thoải mái, hai ngày nữa chúng ta lại tiếp tục. Đào Nhất Hành nhìn thấy Vương Tử Quân đang nhìn bầu trời đêm, thế là cười tủm tỉm nói. Tốt, rượu ngon gặp tri kỷ thì ngàn ly cũng ít. Rượu không say người nhưng người tự say. Vương Tử Quân nghiêng đầu đi nhìn Đào Nhất Hành rồi cười lớn nói. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Đào Nhất Hành chợt nhíu mày. Hắn đã xác định dùng cơm với Vương Tử Quân ở nơi này, cũng đã sắp xếp nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cho bất kỳ ai tiến vào. Tạo ra một bầu không khí tốt đẹp là không dễ dàng gì, hơn nữa Đào Nhất Hành làm việc chú trọng đẹp đẽ tươi sáng, ai mà không có ánh mắt lại đến vào lúc này. Đào Nhất Hành tuy không thoải mái nhưng vẫn trầm giọng nói hai câu mời vào. Người đầu tiên đi vào trong phòng là một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp, sau khi mở cửa thì yên lặng đứng một bên, Trử Ngôn Huy nở nụ cười đi vào trong phòng. Trưởng phòng Vương, thư ký trưởng, tôi vừa vặn dùng cơm ở nơi này, vừa rồi gặp nhóm Giang Vĩ ở dưới lầu, đoán rằng có hai vị lãnh đạo ở bên trên, thế cho nên tranh thủ đến mời rượu hai vị lãnh đạo. Trử Ngôn Huy vừa đi vào thì nâng ly rượu trong tay lên nói. Vương Tử Quân có chút bất ngờ vì gặp Trử Ngôn Huy ở nơi này, trong lòng hắn không khỏi run lên, nhanh chóng nhìn sang Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành thấy Vương Tử Quân không nói lời nào, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái, thế là khoát tay áo với Trử Ngôn Huy. Ngôn Huy, mời rượu thì được, nhưng tôi và trưởng phòng Vương hôm nay đã uống khá nhiều, tôi thấy thế này, ba người chúng ta cùng cụng ly rồi cho qua. Trử Ngôn Huy cũng không phải là người uống rượu quá kém, sau khi nghe Đào Nhất Hành nói như vậy thì khẽ cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, nếu thư ký trưởng đã sắp xếp như thế, tôi nào dám không tòng mệnh. Trử Ngôn Huy vừa nói vừa nâng ly rượu lên, thư ký trưởng Đào, ly rượu đầu tiên tôi xin kính ngài, chúc ngài liên tục thăng tiến. Đào Nhất Hành cười ha hả từ chối cho ý kiến với lời chúc phúc của Trử Ngôn Huy. Chương 1447, cùng đường đối mặt bốn bề thọ địch. Sau khi rót đầy ly cho Đào Nhất Hành, Trử Ngôn Huy lại nhìn về phía Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, cả đời này tôi bội phục chỉ có ba người, ngài là một trong số đó. Nhưng với thân phận của tôi thì căn bản không đủ tư cách ngồi uống rượu cùng bàn với ngài, hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, cuối cùng xem như giải quyết được tâm nguyện lớn của mình. Vương Tử Quân nghe thấy Trử Ngôn Huy nói năng khách khí như vậy thì cũng không nói gì, chỉ nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Trử Ngôn Huy thấy Vương Tử Quân uống rượu thoải mái như vậy thì nở nụ cười, hắn dốc hết rượu vào miệng, sau đó tiêu sái nâng ly đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói,
vì một núi không thể có hai hổ, Nam Giang cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nói thật lòng, tôi cực kỳ hy vọng có thể hài hòa chung sống cùng mưu cầu phát triển với trưởng phòng Vương. Chử Ngôn Huy nói lời này làm cho Vương Tử Quân có chút bất ngờ, đồng thời cũng càng thêm đánh giá cao Chử Ngôn Huy. Đối phương có thể nói ra những lời này, có thể xem như hiểu Vương Tử Quân đã biết được vấn đề. Đối phương làm người hung ác, nói năng thoải mái, xem như là người dám làm dám chịu. Chử Ngôn Huy rời đi thoải mái tự nhiên như lúc mới đến, sau khi nhân viên phục vụ đóng cửa lại thì Đào Nhất Hành chợt nói, Chủ tịch Chử có một người con trai quá tốt. Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình, hắn uống một hớp trà rồi nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về nhà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc là tiếng còi xe cảnh sát chói tai chợt vang lên, từng chiếc xe cảnh sát liên tục chạy qua bên dưới. Khi Vương Tử Quân về đến nhà thì Mạc Tiểu Bắc còn chưa đi ngủ, nàng đang ngồi trên ghế xem bộ phim Tây Du Ký bản mới nhất. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xem phim của Mạc Tiểu Bắc, hắn không kìm lòng được phải nở nụ cười, vợ, sao em lại có hứng thú xem phim này? Mạc Tiểu Bắc đứng lên khỏi ghế salon, nàng khoa trương thúc giục Vương Tử Quân, anh mau đi tắm rửa. Anh nhìn mình kìa, giống như mới nhấc ra từ hũ rượu vậy. Vương Tử Quân rửa mặt xong thì cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn, hắn và Mạc Tiểu Bắc cùng ngồi trong phòng khách xem TV. Mạc Tiểu Bắc bị hấp dẫn bởi bộ phim đang được chiếu, nhưng tâm tư Vương Tử Quân lại bay xa ngàn dặm. Mặc dù hắn không phải là người trực tiếp chỉ huy, thế nhưng thông qua những gì mà Đoạn Văn Đống sắp xếp và đệ trình lên cho hắn, nhìn từ phương diện này hắn hiểu được ý nghĩ của Đoạn Văn Đống. Lúc này Đoạn Văn Đống đang dẫn đầu tổ chuyên án, có lẽ đang ở trên tàu tuần tra lênh đênh trên biển. Vương Tử Quân có chút nôn nóng nhìn chiếc điện thoại của mình, hắn muốn gọi điện thoại, thế nhưng sau đó lại đặt điện thoại xuống. Gió thổi ào qua cửa sổ, đây là một đêm không an tĩnh. Đêm nay căn bản là khó ngủ, Cục Công an thành phố Đông Hồng mở chuyên án bài trừ tệ nạn, cảnh sát áp dụng thủ đoạn cứng rắn với tất cả các hoạt động sản xuất trong thành phố. Một đám người hành nghề buôn bán không hợp pháp bị đưa đi. Đám người thân và bạn bè của những kẻ bị cảnh sát bắt đi căn bản có một đêm mất ngủ. Khi đám người có thân thích bị bắt giam đang mắng chửi Cục Công an thành phố ra tay hung ác, lúc này trên mặt biển đen kịt có một đội ngũ tinh nhuệ của Cục Công an thành phố đang nấp trên thuyền tuần tra, chuẩn bị chấp pháp. Đoạn Văn Đống đứng ở đầu thuyền, hắn vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm. Trong một thành phố ở phương Bắc, mọi người đã khổ cực một ngày, bây giờ bắt đầu một đêm hạnh phúc của mình. Mai Linh giống như càng mập mạp hơn trước, Chính Uy Quân nằm ôm Mai Linh mà cảm thấy hạnh phúc có tồn tại thực chất trên thế gian. Nếu so sánh với cuộc sống gia đình hạnh phúc của Chính Uy Quân, trong một đại sảnh ở xa xôi ngàn dặm, Chử Ngôn Huy đang nâng ly với những người ngồi trên bàn, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Màn đêm giống như một sân khấu lớn che giấu tất cả những thứ dơ bẩn vào bên trong. Lúc này ở hải vực phía nam, màn đêm và nước biển đen kịt giống như một con mãnh thú có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Không biết bộ phim đã xong từ khi nào, khúc nhạc cuối phim vang lên, Vương Tử Quân vô thức nhìn sang Mạc Tiểu Bắc, phát hiện nàng đã ngủ. Khi hắn chuẩn bị ôm nàng vào phòng ngủ, điện thoại di động chợt vang lên dồn dập. Vương Tử Quân cầm điện thoại đến tay giống như phản xạ có điều kiện, là một dãy số xa lạ. Ngay khi nghe máy thì chợt nghe Chử Ngôn Huy ở bên kia lên tiếng, trưởng phòng Vương, suy nghĩ quá nhiều cũng không tốt, ngủ sớm mới có lợi cho sức khỏe. Những lời này của Chử Ngôn Huy rơi vào trong tai Vương Tử Quân như sấm sét giữa trời quang, người thông minh nói chuyện không cần che giấu, một câu nói này của Chử Ngôn Huy đã nói rõ tất cả mọi thứ. Nhưng tính tự chủ của Vương Tử Quân cũng không phải là người thường có thể so sánh được, hắn cười cười nói, thật xin lỗi giám đốc Chử. Tôi đã đi nghỉ rồi, ngài có chuyện gì không? Không chờ Chử Ngôn Huy lên tiếng, Vương Tử Quân đã cúp máy. Điện thoại vừa cắt đứt thì Đoạn Văn Đống đã gọi điện thoại đến, giọng nói gần như tuyệt vọng, trưởng phòng Vương, chúng tôi rút lui. Lúc này đầu óc như hôn mê của Vương Tử Quân chợt bình tĩnh lại, hắn khẽ an ủi, tôi đã biết rồi, không có gì là không được, trên chiến trường nào có tướng quân thường đánh thắng. Lần sau tu bổ là được. Nhưng trưởng phòng Vương, đây là một tàu hàng của nước ngoài, bọn họ đã báo cáo chuyện này rồi. À, tôi biết rồi, các đồng chí đã vất vả nhiều, hãy thay tôi an ủi mọi người, nên nghỉ ngơi cho tốt.
Vương Tử Quân cắt đứt điện thoại của Đoạn Văn Đống, hắn châm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, vô tình hắn đã bị người ta dẫn mũi. Xem ra Trử Ngôn Huy có thể phát triển đến ngày hôm nay cũng là có tài năng. Mạc Tiểu Bắc bị khói thuốc của Vương Tử Quân làm cho thức tỉnh, nàng dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn, sau đó lên tiếng, anh làm gì thế? Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Vương Tử Quân nhíu mày, sau đó hắn thở dài nói với Mạc Tiểu Bắc, vợ, nói không chừng sau này em phải nuôi không anh rồi. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Mạc Tiểu Bắc đứng lên khỏi ghế salon rồi vùi đầu vào lòng Vương Tử Quân, chồng, trời còn chưa sập xuống, em không cho phép anh nói những lời ủ rũ như vậy. Vương Tử Quân ôm lấy Mạc Tiểu Bắc, trong lòng bùng lên cảm giác bi tráng. Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, là một dãy số xa lạ, hắn đành lắc đầu bất đắc dĩ, quá nhiều người gọi điện thoại đến quấy rầy. Trong bầu trời đêm, Trịnh Uy Quân ôm Tiểu Đôn Tử, hắn giống như một con sư tử điên, hắn không quan tâm đến tiếng còi xe hơi, hớn giống như một ngọn núi đứng sừng sững giữa đường. Mày muốn chết sao? Một tiếng thắng xe rất gấp vang lên chói tai, lái xe thỏ đầu ra chửi ầm lên. Bác Tài, con tôi bị bỏng, mong anh giúp đỡ đưa con tôi đến bệnh viện. Trịnh Uy Quân chỉ kém quỳ xuống cầu xin mà thôi. Tên tài xế không muốn bị làm phiền nên nhanh chóng từ chối, có bệnh thì tự đi đến bệnh viện, đây là xe tư gia, tao còn có việc, mày mau tránh ra. Tên tài xế kia nhanh chóng nổi điên, hắn hổn hển bấm còi một tiếng rồi khởi động xe. Trịnh Uy Quân nhìn thấy như vậy mà đỏ cả mắt, bản chất không sợ chết lại bùng lên. Hắn bất chấp nguy hiểm mà vượt qua đầu xe, sau đó mở cửa sổ xe đưa con trai lên ghế lái phụ. Chương 1448, một thế cuộc xoay vần. Tên tài xế thấy Trịnh Uy Quân không nói lời nào mà leo lên xe, thế là cực kỳ căm tức, không khỏi mở miệng mắng những lời không sạch sẽ, vừa muốn đuổi Trịnh Uy Quân xuống xe. Lúc này Trịnh Uy Quân cực kỳ cấp bách, hắn móc một khẩu súng bên hông ra nghiến răng nghiến lợi quát lên. Mày làm ảnh hưởng đến con tao, tao cho mày biết tay. Cây súng này là hàng thật hay hàng giả, để tao dùng mày thử nghiệm xem thế nào. Viên tài xế kia thấy tình huống dương cung bạt kiếm, thế là không khỏi bị bộ dạng hung thần ác sát của Trịnh Uy Quân làm cho hoảng sợ, hắn lắp bắp cầu xin tha thứ, không cần phải. Anh đừng nóng, anh chỉ đường cho tôi sẽ đưa cha con anh đến bệnh viện. Anh chờ chút. Trịnh Uy Quân nói rồi vẫy vẫy tay với một cô gái mặc đồ ngủ ở bên đường, cô gái cũng leo lên xe, hai mắt cô gái sưng đỏ, giống như vừa mới khóc. Tên tài xế nhanh chóng cho xe chạy đi, vài phút sau đã đi đến bệnh viện. Con trai của Trịnh Uy Quân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này Trịnh Uy Quân giống như đã quá mệt mỏi, hắn co quắp ngồi xuống bên ngoài căn phòng đã đóng cửa. Người nhà của bệnh nhân giường 402, trước tiên đóng tiền lệ phí. Một y tá đeo khẩu trang đi ra ngoài cửa hét lớn. Bao nhiêu tiền? Trịnh Uy Quân ngẩng đầu nhìn cô y tá rồi trầm giọng hỏi. Trước tiên đóng 10.000, ngày mai phải đóng thêm. Con trai anh sao lại thành ra như vậy? Bỏng nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. 10.000, lúc này Trịnh Uy Quân không có dù chỉ là 100 đồng. Hắn nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô y tá, thế là không khỏi cảm thấy trong lòng cực kỳ ngột ngạt. Được. Tôi sẽ đi đóng ngay. Trịnh Uy Quân dùng giọng mất hết sức lực nói. Bố, nếu không ngài tìm người bán con đi, người ta nói bây giờ con nít rất đáng tiền. Khi Trịnh Uy Quân đang cực kỳ lo lắng thì cô gái ở bên cạnh lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Trịnh Uy Quân nghe cô bé gọi mình là bố, hắn không khỏi choáng váng, hai mắt chợt đỏ hoe. Hắn vuốt ve đầu cô bé, sau đó giả vờ điềm nhiên như không nói, con nói gì vậy? Bố nói cho con biết. Chúng ta có rất nhiều tiền, nhất định sẽ cứu được em. Cô gái nức nở đi đến gần, Trịnh Uy Quân càng cảm thấy cực kỳ khốn khổ. Lý trí nói cho hắn biết điều mình cần làm bây giờ là nhanh chóng rời đi. Căn nhà đã bị đốt cháy, thi thể của Mai Linh căn bản không còn nguyên vẹn, còn có dấu vết của những viên đạn được bắn ra, đám cảnh sát sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm đến nơi này. Nhưng Trịnh Uy Quân có thể đi được sao? Hắn có thể vứt bỏ hai người con, mặc kệ chúng. Đặc biệt là Tiểu Đôn Tử đã sắp chết đến nơi để cao chạy xa bay, để cho mình rời khỏi địa phương nguy hiểm này, như vậy mà được sao? Sau nhiều ngày ở cùng một gia đình có vợ có con, lúc này vị trí mềm mại nhất trong lòng hắn đã bị kích hoạt quá nặng nề. Trịnh Uy Quân nhớ mỗi lần mình từ quán cơm về nhà muộn,
Mai Linh căn bản khá tức giận, nổi nóng với hai người con, lại mắng tiểu đôn tử nhiều nhất. Vì tiểu đôn tử căn bản không nghe lời nàng, bị sai đến gọi bố về nhưng luôn chạy ra ngoài chơi cùng chúng bạn, căn bản quên luôn lời dặn của mẹ. Mai Linh mắng rất lớn, cái gì cũng có thể mắng được, nhưng sau khi mắng được nửa giờ thì căn bản có thể quay về trạng thái ôn hòa. Khi tâm tình của nàng như mây đen thì căn bản sẽ có mưa gió sấm sét, thế nhưng mưa gió đến nhanh thì rút đi cũng nhanh, khi mọi người còn đang choáng váng vì bị mắng xối xả thì mây gió đã tản đi. Người phụ nữ này cho người ta một cảm giác gia đình ấm áp, hạnh phúc này có thể động chạm vào được, nàng rất yêu người đàn ông vừa mới đi vào đời mình là Trịnh Uy Quân. Lúc này Trịnh Uy Quân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt khá hoảng hốt, bên tai liên tục vang lên những âm thanh sột soạt, giống như những lời nỉ non lẩm bẩm của Mai Linh. Những chuyện đã trải qua trước kia và bây giờ giống như những con sâu chui vào trong lỗ chân lông của hắn, bây giờ hắn rất muốn nghe hơi thở của Mai Linh, nghe tiếng nói của nàng, thật ra từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng nói đã yêu hắn. Nhưng yêu thương của Mai Linh dành cho Trịnh Uy Quân là khá nặng, rất đặc. Thời gian qua thật sự quá đẹp, đẹp đến mức có thể che đậy tất cả máu tanh, đến nỗi Trịnh Uy Quân đã dung nhập vào cuộc sống mới của mình, tình nguyện bỏ qua những ký ức lộn xộn trước đó, hắn ném bỏ tất cả để tiếp nhận một cuộc sống như trang giấy mới trắng tinh của mình. Những gì nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, không bằng để cho nó có giá trị một chút. Mặt đất bệnh viện rất cứng nhưng Trịnh Uy Quân ngồi mà không cảm thấy khó chịu, trong lòng hắn có một ý nghĩ thần thánh. Cây đuốc thần thánh này làm cho toàn thân hắn cháy lên hừng hực. Trịnh Uy Quân cầm ra chiếc điện thoại đã tắt máy từ lâu của mình, hắn bấm một số máy vốn đã được mình cất giấu vào sâu trong ký ức. Trịnh Uy Quân biết rõ mình sẽ gặp phải kết quả gì khi gọi điện thoại đi, thế nhưng hắn không hối hận. Hắn cảm thấy đời mình chỉ có một kết cục, mặc dù kết cục này không hoàn mỹ, thế nhưng nó cũng không tồi. Ít nhất khi những tên cảnh sát tuyên cáo án tử, hắn sẽ là một tên hung ác không gì không làm, nhưng cuối cùng hắn cũng có chút lương thiện, vẫn cứu sống được hai người con. Dù thế nào thì quãng đời sau này của mình còn có chút giá trị, mặc dù người kia sẽ cho mình chết, thế nhưng Trịnh Uy Quân tin tưởng nếu như giao hai người này vào dòng tay đối phương, như vậy sẽ là lựa chọn cực kỳ yên tâm. Xin hỏi ai đang gọi điện thoại cho tôi vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông lạ lẫm và thân thiết. Trịnh Uy Quân lập tức bị chinh phục bởi lời nói cực kỳ có sức cuốn hút của đối phương, hắn tin tưởng mình sẽ sắp xếp tốt cho hai người con của mình. Sáng sớm mặt trời nhô lên cao, đối với những người mà mọi ngày vẫn phải lo toan cuộc sống của mình, luôn luôn lo lắng cải thiện bữa cơm của mình như dân chúng bình thường, bọn họ cảm thấy mặt trời hôm nay ngoài việc gay gắt hơn thì không có chút phương diện động lòng người. Nhưng đối với những người đang công tác trong đơn vị nhà nước, hôm nay làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực, rất nhiều người tới lui với gương mặt trầm trọng, giống như có người đang nợ tiền bọn họ vậy. Ngay cả những người quen biết nhau gặp mặt cũng chỉ khẽ gật đầu, cũng không dám nói nhiều đến những thứ khác. Bầu không khí thần bí và nặng nề này không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác bị đè nén. Chị Triệu, chị nói thật sao? Cục Công an thành phố Đông Hồng chúng ta thật sự ra tay rồi sao? Trong phòng nghiên cứu chính sách của tỉnh Nam Giang, một nhân viên tuổi trẻ vừa mới thi đậu công chức không khỏi dùng giọng tò mò nói. Chương 1448, hai thế cuộc xoay vần. Người phụ nữ kia không thích thái độ hoài nghi của cậu cán bộ trẻ, nàng cười nói thế nào? Ngay cả câu nói của chị Triệu mà cậu cũng không tin sao? Tôi nói cho cậu biết nhé, Tiểu Lưu, cậu nghe vào tai cũng đừng nghi vấn lời nói của chị. Kiểm tra mà không có chứng cứ rõ ràng, đúng là quá không may. Tên cán bộ trẻ lắc đầu thở dài nói. Không may, hi hi, đây cũng không phải chỉ là không may mà thôi, cái này gọi là động vào hồ ly làm cho thế cục rối loạn. Nghe nói người ta căn bản không chịu buông tha, đã phản ánh lên lãnh đạo thượng cấp. Vừa rồi tôi đi đến ban sự vụ cơ yếu, vô tình thấy một văn bản đốc thúc, đó là yêu cầu phải điều tra ra nguyên nhân. Hơn nữa phải xử lý thích đáng những người có trách nhiệm. Cục trưởng Đoạn Văn Đống công tác cực kỳ tốt, tình hình trật tự trị an trong thành phố được đảm bảo, nếu đổi lại là người khác thì cũng không thể làm tốt hơn được. Một cán bộ lão thành ngồi trong phòng nãy giờ vùi đầu vào báo chí, bây giờ chợt cảm thán nói một câu. Chị Triệu bĩu môi, sau đó dùng giọng không cho là đúng nói, anh Kỳ, Đoạn Văn Đống có năng lực cá nhân, thế nhưng có ai làm việc mà không đắc tội với người.
Hơn nữa bây giờ chỗ dựa của anh ta sắp cuốn gói ra đi, tôi thấy cục trưởng Đoạn rõ ràng là người không may, anh nghĩ mà xem, vào thời điểm mấu chốt không thành thật cúi đầu rụt tay làm rùa đen, không chịu hưởng bình an, cần gì phải chọc lỗ thủng. Đây không phải là thò đầu ra cho người ta đánh sao? Chị Triệu nói làm cho hai người đồng sự đều gật đầu, bọn họ trà trộn quan trường nhiều năm, phải có chút tâm tư và ánh mắt như vậy. Bọn họ lắc đầu cho rằng Đoạn Văn Đống sẽ bị đánh cho bầm dập mặt mũi, đầu rơi máu cháy, mà hiện tượng này lại quá bình thường. Chị Triệu, anh Kỳ, hai anh chị đến phòng làm việc của chủ nhiệm văn phòng một chuyến, lãnh đạo có chuyện cần sắp xếp. Một nhân viên công tác hơn 30 tuổi đẩy cửa đi vào phòng rồi trầm giọng nói. Chị Triệu và anh Kỳ đưa mắt nhìn người vừa đến, trên mặt bày ra biểu hiện không thèm quan tâm. Anh Kỳ càng không khách khí nói, trưởng khoa Ngưu, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Anh không nói rõ thì vỗ mông rời đi được sao? Anh đúng là quá bận rộn rồi. Có thương nhân nước ngoài nghi vấn về hoàn cảnh phát triển của chúng ta, phản ánh lên bí thư Diệp, tình huống rất khó giải quyết. Cục Công an thành phố Đông Hồng cũng đúng là, chỉ là một con thuyền hàng. Cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là quá điên khùng. Đúng là làm bừa, Diệp Thừa Dân nện nắm đấm lên mặt bàn, biểu hiện cực kỳ hổn hển. Lão là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, lão là người có khí độ mỗi khi gặp chuyện lớn đều bình tĩnh không chút sợ hãi, nhưng chuyện này lại làm cho lão cực kỳ xúc động. Diệp Thừa Dân là người đứng đầu một tỉnh, lão là người được trao quyền lực, đồng thời cũng phải gánh trách nhiệm tương ứng. Nếu có một vấn đề nào đó ở phương diện công tác, như vậy trách nhiệm của lão là khó thể nào cứu chữa được. Khuất Chấn Hưng đứng đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn cẩn thận nhìn gương mặt và cơ thể đang phát run của lãnh đạo. Hắn là thư ký cho Diệp Thừa Dân, căn bản ít khi thấy bí thư Diệp nổi cơn thịnh nộ như vậy. Cậu đi gọi thư ký trưởng đến đây một chuyến. Diệp Thừa Dân phất phất tay với Khuất Chấn Hưng rồi trầm giọng nói. Sau khi nghe Diệp Thừa Dân nói mình đi tìm Đào Nhất Hành, Khuất Chấn Hưng rốn như được đại xá. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, chạy như bay đến phòng của thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Diệp Thừa Dân đã phát giận xong, lão uống một ngụm nước, vẻ mặt càng thêm trầm thấp. Dựa vào khả năng nắm chặt thế cục của lão ở Nam Giang, lão mẫn cảm thấy được mấu chốt của sự việc ở nơi nào. Xem ra Vương Tử Quân này không phải là một cây đèn cạn dầu. Không cam lòng ảm đạm xuống đài, nếu trước khi rời đi mà không nắm được ai đó thì căn bản không thoải mái, thế cho nên mới không khách khí mà đánh cược một lần. Diệp Thừa Dân nghĩ đến Vương Tử Quân, hai mắt không khỏi nhắm lại, lão không nhịn được phải lẩm bẩm, cho dù anh muốn ra tay thì cũng phải biết cho rõ ràng tình thế, bây giờ thì tốt, xem như lấy đá đập chân mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang vọng trong phòng, Diệp Thừa Dân nhìn qua số gọi đến. Lão không khỏi đứng lên khỏi ghế. Lão cung kính nói hai câu với đầu dây bên kia, sau khi nghe được sắp xếp thì gương mặt càng thêm nghiêm túc. Khi Đào Nhất Hành đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này bí thư Diệp đã nghe điện thoại xong, lão ngẩng đầu nhìn Đào Nhất Hành rồi trầm giọng nói, thư ký trưởng Nhất Hành, anh có nghe chuyện xảy ra tối qua chưa? Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn yêu cầu mình phải là mắt diều hâu và miệng cọp. Đồng thời phải có cái đầu khỉ và cặp chân thỏ. Lúc này hắn biết rõ bí thư Diệp nói về chuyện gì, thế nên không chút do dự mà nói với Diệp Thừa Dân, bí thư Diệp, tôi cũng đã nghe qua, thật sự không ngờ được. Diệp Thừa Dân không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng, hắn mặc dù là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng căn bản lại có liên quan mật thiết đến sự tín nhiệm của bí thư Diệp Thừa Dân, nếu không có được sự tín nhiệm của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn căn bản không thể nào triển khai mở rộng công tác. Lúc này Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt kia nhìn Đào Nhất Hành, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Hắn vừa phỏng đoán thái độ của bí thư vừa dùng giọng cẩn thận nói, bí thư Diệp, chuyện này tổn hại đến hình tượng của tỉnh Nam Giang chúng ta, tôi cảm thấy nên điều tra rõ nguyên nhân, để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đào Nhất Hành nói những lời này rõ ràng là ngoài miệng bôi vôi, nói cũng như không. Nhưng xem như tự dựng lên đường lui cho mình. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Đào Nhất Hành theo sát tiến độ của Diệp Thừa Dân, khi còn chưa hiểu thái độ của Diệp Thừa Dân ở sự kiện này, hắn căn bản không dám tùy tiện tỏ thái độ của mình. Nếu hắn không nhất trí với lãnh đạo, như vậy chính bản thân sẽ rơi vào thế bị động. Diệp Thừa Dân hiểu rõ tập tính của Đào Nhất Hành, lão cao mày nhìn thoáng qua đối phương,
trong lòng có chút bức bối. Thư ký của lãnh đạo có tác dụng gì? Chính là phục vụ cho quyết sách của lãnh đạo. Nếu như anh chỉ là một người truyền lời, phải nhìn qua lãnh đạo mới có thể cho ra câu trả lời phù hợp, như vậy anh còn ý nghĩa gì nữa? Điều này thì Du Giang Vĩ làm rất tốt, hắn luôn định đoạt các công tác của Vương Tử Quân, luôn tóm tắt đại khái vấn đề, sau đó đề xuất phương án giải quyết cụ thể để cho Vương Tử Quân tham khảo. Nhìn vào phương diện này thì Diệp Thừa Dân cảm thấy Du Giang Vĩ căn bản là người có tiềm lực để đào bới. Chương 1449, con cái nhà ai thì người đó ôm. Không che đậy miệng trước mặt lãnh đạo, hơn nữa còn tùy tâm làm việc, điều này tuy không tốt. Nhưng nếu như anh cứ mãi tỏ ra cẩn thận, khi lãnh đạo trưng cầu ý kiến thì anh chỉ biết lắc đầu như gà mổ thóc nói là mình không có phương án cụ thể nào, như vậy anh chỉ có thể là người chạy việc, căn bản không phải là một quân sư được lãnh đạo tán thưởng. Nhìn từ phương diện này thì thấy thư ký nên nói ra những gì mình đang suy nghĩ, dù sai cũng không có vấn đề, vì làm cấp dưới sao có thể cao minh hơn lãnh đạo được. Nếu lãnh đạo không chỉ điểm cho anh, như vậy sao có thể là lãnh đạo? Điều này là không thể hoài nghi. Chỉ là đáng tiếc bây giờ Đào Nhất Hành còn chưa hiểu rõ điều này, thế là Diệp Thừa Dân cảm thấy rất bực bội, lão nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi trầm giọng nói, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, không những tỉnh ủy phải tự truy cứu trách nhiệm, còn phải cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo thượng cấp. Cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo thượng cấp. Đào Nhất Hành nghe mà hiểu rõ đây là thái độ của Diệp Thừa Dân ở sự kiện này, thế là hắn nhanh chóng dùng giọng điệu kiên quyết nói, Bí thư Diệp, sự kiện ác liệt như vậy làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang, tôi đề nghị nên cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vào cuộc, cần phải xử lý thật nghiêm những người tùy ý làm bậy. Tuy Đào Nhất Hành biết rõ sự việc này có liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn không cố kỵ nhiều như vậy, hắn cần phải bảo trì sự nhất trí cao độ với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân coi như thỏa mãn với thái độ của Đào Nhất Hành, lão nhìn gương mặt nghiêm túc của Đào Nhất Hành rồi trầm giọng nói, chuyện này còn cần thông qua ở hội nghị thường ủy, nhưng tôi hy vọng trước khi tổ chức hội nghị thường ủy, anh nên quan tâm một chút. Bí thư Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý tốt. Đào Nhất Hành nhìn gương mặt trầm trọng căn bản không thể thả lỏng của Diệp Thừa Dân, hắn không khỏi trầm giọng đảm bảo. Diệp Thừa Dân lấy ra một gói thuốc, ném cho Đào Nhất Hành một điếu, sau đó thở dài nói, tôi cảm thấy anh ấy còn trẻ, đầu óc linh hoạt, không ngờ lại muốn chơi trò tiểu thông minh. Như vậy thì quá tốt, cho dù tôi có muốn lên tiếng thay cũng xem như lực bất tòng tâm. Bí thư Diệp, sự việc rất nghiêm trọng sao? Mặc dù Đào Nhất Hành có chút dự đoán về tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng lời nói của Diệp Thừa Dân không khỏi làm cho tâm tư của hắn trầm xuống. Lãnh đạo thượng cấp vừa gọi điện thoại đến, phê bình rất nghiêm khắc. Anh ấy có ý kiến rất lớn với công tác của tỉnh Nam Giang chúng ta. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì sờ lên tóc của mình dùng giọng cảm khái nói, chỉ sợ lần này tôi cũng khó tránh được trách nhiệm. Diệp Thừa Dân bày ra bộ dạng không phải nói dối. Đào Nhất Hành nghĩ đến phương diện bí thư Diệp còn phải liên quan vào sự kiện này, thế là không khỏi mong muốn Vương Tử Quân bóp chết tâm tư của mình đi. Có một số việc đã xảy ra và có kết cục rõ ràng, hơn nữa dù là Diệp Thừa Dân bên này có muốn hòa giải thì đám người khác cũng không đồng ý. Khi Đào Nhất Hành đang suy tư thì Khuất Trấn Hưng gõ cửa đi vào, lúc này gương mặt Khuất Trấn Hưng cực kỳ ngưng trọng, hắn đi đến trước mặt Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói, bí thư Diệp. Cục trưởng Trân Cục Công an tỉnh muốn gặp ngài. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, hầu như lịch trình hàng ngày trên cơ bản đều đã được văn phòng tỉnh ủy sắp xếp rõ ràng, cũng không phải là ai muốn gặp cũng được. Trân Hồng Lỗi là cục trưởng Cục Công an tỉnh, hắn cũng hiểu rõ quy củ này, hôm nay sở dĩ liều lĩnh muốn gặp mặt có lẽ là chuyện khẩn cấp. Đào Nhất Hành nhìn gương mặt không chút biểu hiện của Diệp Thừa Dân, hắn biết rõ thái độ của lãnh đạo. Trân Hồng Lỗi là người đi gần Trử Vận Phong, bây giờ xảy ra sự việc lại chạy đến tìm Diệp Thừa Dân, điều này làm cho Diệp Thừa Dân căn bản không vui vẻ chút nào. Đào Nhất Hành nhìn thoáng qua Khuất Trấn Hưng, sau đó lên tiếng phân phó, lịch trình công tác của bí thư hôm nay rất bận rộn, để cho anh ấy đi đến văn phòng làm hồ sơ báo cáo đi. Khuất Trấn Hưng biết rõ thư ký trưởng nói lời nghiêm khắc không hướng về phía mình, vì vậy cũng không quá quan tâm mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Thư ký trưởng, Trân Hồng Lỗi bây giờ đang ở trong phòng làm việc của tôi, khẩn cầu bí thư bớt chút thời gian gặp mặt, anh ấy có chuyện khẩn cấp cần báo cáo.
Đào Nhất Hành bên này vừa định lên tiếng thì Diệp Thừa Dân đã vung tay cản lại, cậu cho anh ta đi vào, lúc này trời sắp mưa nhưng gái cũng muốn lấy chồng, nên đến thì sẽ đến. Một phút sau Trần Hồng Lỗi mặc đồng phục cảnh sát đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Tuy hắn cung kính chào hỏi Diệp Thừa Dân, thế nhưng gương mặt phẫn nộ làm người ta giống như đang đối diện với một con sư tử. Đào Nhất Hành nhìn bộ dạng của Trần Hồng Lỗi, tâm tình chợt lay động. Đã hơn một năm qua hắn quen nhìn bộ dạng vâng lời của Trần Hồng Lỗi, thật sự đã quên biểu hiện của Trần Hồng Lỗi trước kia. Trước kia Đào Nhất Hành cũng từng có quan hệ với Trần Hồng Lỗi, mặc dù chức vụ của hắn ở bên trên Trần Hồng Lỗi, thế nhưng hai bên không có quan hệ lệ thuộc, thế cho nên Trần Hồng Lỗi cũng không coi hắn ra gì. Khi Vương Tử Quân đi đến thì Trần Hồng Lỗi nhanh chóng ra tay áp chế rất mạnh, chiến đấu hăng hái, việc gì cũng làm. Nhưng khi Vương Tử Quân đứng vững bàn chân ở Nam Giang, cũng đi từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, ánh hào quang trên người Trần Hồng Lỗi ngày càng nhạt. Đặc biệt là sau khi Đoạn Văn Đống kiêm nhiệm vị trí phó cục trưởng cục công an tỉnh, biểu hiện của Trần Hồng Lỗi chỉ có thể dùng hai từ an phận để miêu tả chân thực mà thôi. Nhưng khi nhìn vào tình hình hôm nay thì Đào Nhất Hành cảm thấy Trần Hồng Lỗi cũng không phải đã lui bước, người ta đang ẩn nhẫn chờ ngày ra tay. Đây là trạng thái ẩn nhẫn chờ thời thế, là nằm gai nếm mật, tùy thời mà động. Lúc này Vương Tử Quân lộ ra sơ hở, Trần Hồng Lỗi là người không chờ đợi được mà nhảy ra đầu tiên. Cục trưởng Hồng Lỗi đến đấy à, mời anh ngồi. Diệp Thừa Dân khoát tay áo với Trần Hồng Lỗi rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Trần Hồng Lỗi cũng không ngồi xuống, hắn nhìn Diệp Thừa Dân dùng giọng cực kỳ phẫn nộ nói, bí thư Diệp. Nếu như tỉnh ủy cho rằng cục công an tỉnh không hợp cách thì có thể điều chỉnh công tác của tôi không có một câu oán hận. Thế nhưng tôi còn đang ở trên vị trí lãnh đạo cục công an tỉnh, kính mong lãnh đạo có chuyện gì lớn cũng đừng bỏ qua tôi. Nếu như tôi chỉ là một con bù nhìn, chỉ là một bài trí cho đẹp, như vậy tôi khẩn cầu tỉnh ủy miễn đi chức vụ của tôi. Ai nói miễn đi chức vụ của anh? Anh rõ ràng nghe gió nói mưa, còn có tính kỷ luật tổ chức nữa không? Trần Hồng Lỗi anh là người đứng đầu hệ thống công an tỉnh Nam Giang, nếu không phải anh có năng lực, anh ngồi trên vị trí này được sao? Mặc dù biết Trần Hồng Lỗi đến đây là có mục đích, thế nhưng Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão không thể không bày tỏ ra vài phần tư thái của mình. Bí thư Diệp, không biết ngài có nghe nói qua hay chưa, Cục Công an thành phố Đông Hồng nhận được sự gật đầu của bí thư ủy ban tư pháp Lỗ Kính Tu, lại trực tiếp tiến hành kiểm tra tàu hàng nước ngoài. Lại là một hành động có quy mô lớn. Tôi là một cục trưởng cục công an tỉnh mà không nhận được thông báo gì, ngài nói xem, đây không phải là cực kỳ không tín nhiệm tôi sao? Tôi là cái gì nữa chứ? Đào Nhất Hành nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Trần Hồng Lỗi, hắn không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho Lỗ Kính Tu. Trần Hồng Lỗi không dẫn lửa lên người Vương Tử Quân, lại trực tiếp hướng về phía Lỗ Kính Tu, như vậy không những càng có sức thuyết phục, lại càng tạo ra con đường tiến lên tốt đẹp cho mình. Cục trưởng Hồng Lỗi, tôi vừa mới thảo luận với bí thư Diệp về sự kiện này, bí thư đối với chuyện này cũng rất tức giận. Lúc này tỉnh ủy có thái độ rõ ràng, sẽ kiểm tra thật nghiêm, tuyệt đối không nuông chiều. Đào Nhất Hành thấy vẻ mặt của Diệp Thừa Dân có vài phần hòa hoãn, thế là tâm tư thả lỏng hơn, hắn chợt ý thức được sau lưng khá ẩm ướt, có lẽ vừa rồi căng thẳng quá độ. Lỗ Kính Tu âm trầm đứng trong phòng làm việc của mình, từ tối qua hắn đã không ngủ yên. Sáng dậy tắm nước nóng mà cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Lỗ Kính Tu là bí thư ủy ban tư pháp, hắn là người biết tin đầu tiên sau sự kiện tối qua. Hắn biết rõ hành động lần này chỉ là toi công, còn xuất hiện tranh cãi ngoại giao, thế là biết được sự việc căn bản là không ổn. Lỗ Kính Tu nghĩ nhiều nhất là mình nên làm gì bây giờ, mặc dù tất cả là do Vương Tử Quân bày ra, thế nhưng Lỗ Kính Tu dù sao cũng mới là bí thư ủy ban tư pháp. Rất nhiều thứ phải có chữ ký của hắn mới được thực hiện. Chữ ký kia giống như một cây châm đâm vào trong người Lỗ Kính Tu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lỗ Kính Tu vội vàng nghe máy, hắn vừa há miệng định lên tiếng thì chợt nghe người bên kia nói, bí thư Lỗ, vừa rồi cục trưởng Trần Hồng Lỗi đi đến yêu cầu tỉnh ủy phân xử, anh nên làm tốt công tác chuẩn bị. Sự việc đến nước này thì Lỗ Kính Tu không biết nói gì hơn, chỉ có thể cúp máy. Chương 1450, mới đó sự việc đã qua. Nếu so sánh với Đậu Minh Đường sóng vai đi vào phòng họp thì Lỗ Kính Tu căn bản đưa mắt đánh giá bốn phía, hắn phát hiện lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình.
Nhưng ánh mắt kia có bình tĩnh, cũng có những người ẩn giấu nụ cười thản nhiên. Lỗ Kính Tu nhìn Kim Hành Thuấn ném đến cho mình một gương mặt tươi cười hớn hở, thế là trong lòng có chút không thoải mái. Hắn có quan hệ không tốt với Kim Hành Thuấn, lúc này Kim Hành Thuấn nở nụ cười cũng không phải bày tỏ sự thân mật với hắn. Lỗ Kính Tu ngồi xuống vị trí của mình, hắn chợt sững sờ, hắn giống như bỏ lỡ cái gì đó, nhưng lúc này lại không nghĩ ra được. Hắn trầm ngâm giây lát, ánh mắt lại đảo qua bốn phía. Tuy đám người đang ngồi đây đều biết hội nghị thường ủy họp là vì mục đích gì, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là một trong những thành viên thường ủy tỉnh ủy, bọn họ có thân phận của mình. Vì vậy nhưng ánh mắt đám người chung quanh nhìn vào Lỗ Kính Tu cũng không quá chằm chằm. Tình hình này làm cho Lỗ Kính Tu có chút an ủi, trong mắt hắn thì hai người Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong còn chưa đến, lúc này Phó Bí Thư Đậu Minh Đường đang nói đùa vài câu với đối thủ cạnh tranh trước đó của mình là Hoắc Quang Lĩnh. Kim Hành Thuấn ngồi cách đó không xa đang nói gì đó với Trương Thu Mi, sau đó Trương Thu Mi cười lớn, lại dùng tay vỗ lên ngực giống như một cô gái mới lớn. Bộ ngực của Trương Thu Mi không phải là hàng giả, nàng đã qua tuổi 50 nên ngực cũng không còn mượt mà, cũng không làm cho thanh niên động tâm. Lỗ Kính Tu vốn không có gì với Trương Thu Mi, nhưng lúc này hắn rất khó chịu, tất nhiên hắn cũng không keo kiệt mà dùng tâm tư suy đoán ý nghĩ của những người kia. Kim Hành Thuấn đang lật xem văn kiện, Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy thì đang cho ra vài sắp xếp với những nhân viên văn phòng thường ủy. Tất cả nhìn qua giống như không khác gì các hội nghị thường ủy trước kia. Nhưng có điểm khác biệt, Lỗ Kính Tu biết rõ có sự khác biệt. Trong đó hắn cảm thấy khác biệt lớn nhất chính là vị trí của mình chợt biến đổi, nói không chừng đây là hội nghị thường ủy cuối cùng của mình trong tỉnh Nam Giang. Lỗ Kính Tu cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ ảm đạm rời khỏi Nam Giang, nhưng tình hình bây giờ không khỏi làm hắn nghĩ đến phương diện này. Ngay sau đó hội nghị thường ủy sẽ được mở, hắn cần phải làm sao để giảm áp lực lên người mình một cách nhỏ nhất, có thể nói đây là khảo nghiệm cực kỳ lớn đối với hắn đến bây giờ. Khi Lỗ Kính Tu còn đang trầm tư thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đó là Vương Tử Quân sao còn chưa đến. Nếu như nói trước kia Lỗ Kính Tu cực kỳ kính sợ Vương Tử Quân, bây giờ hắn lại cảm thấy cực kỳ bất mãn, căn bản là có thêm chút bực bội. Hắn cảm thấy mình bây giờ thừa nhận một phần áp lực đến từ Vương Tử Quân, nếu như không phải Vương Tử Quân không chịu liên hệ với một số người, sao hắn lại rơi vào thế cục đắc tội với người ta cho được. Vương Tử Quân chưa đến, có lẽ đang liên hệ với vài người. Lỗ Kính Tu nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó cho ra suy nghĩ ác ý. Khi Lỗ Kính Tu còn đang chuẩn bị nói hai câu với vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc ở bên cạnh, cửa phòng mở ra, bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trử Vận Phong sóng vai đi vào. Nhưng khi đại đa số mọi người nhìn thấy hai vị lãnh đạo tỉnh ủy, bọn họ cũng không khỏi đưa mắt nhìn ra sau lưng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, đó là một người vốn dĩ không có tư cách xuất hiện nơi này. Chính là Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trân Hồng Lỗi. Đây là một người dậm chân một cái cũng có thể làm run rẩy lòng người trong Nam Giang, cũng là nhân vật quan trọng, thế nhưng dù quan trọng thế nào cũng không được tiến vào trong hội nghị thường ủy. Người này đi vào hội nghị thường ủy chỉ có một nguyên nhân là dự thính. Hội nghị thường ủy lần này có sự tham gia của Trân Hồng Lỗi, càng làm tăng thêm nhiều suy đoán của mọi người về nội dung hội nghị hôm nay. Diệp Thừa Dân ngồi xuống vị trí của mình, ánh mắt nhìn qua bốn phía. Sau đó rơi lên người Đào Nhất Hành ngồi phía xa, thư ký trưởng, các vị thường ủy đã đến đông đủ chưa? Đào Nhất Hành đã sớm có chuẩn bị, hắn khẽ đứng lên rồi trầm giọng nói, bí thư Diệp, đã thông báo cho các vị thường ủy, lúc này ngoài trưởng phòng Vương Tử Quân còn có một số việc nên đến chậm, những đồng chí khác đều có mặt. Diệp Thừa Dân nghe nói Vương Tử Quân chưa đến thì khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành, gương mặt càng thêm nghiêm túc, trưởng phòng Tử Quân nói có chuyện gì? Cần bao lâu? Trưởng phòng Tử Quân cũng không nói có chuyện gì, chỉ nói là mất nửa giờ sau mới đến được. Đào Nhất Hành nói làm cho Diệp Thừa Dân có chút mất hứng, nhưng lão cũng không thể nói được điều gì, chỉ nâng ly trà do Khuất Trấn Hưng đưa đến uống một ngụm. Diệp Thừa Dân đang suy tính xem nên bắt đầu thế nào thì chợt có người cười nói, trưởng phòng Vương hôm qua bận rộn cả buổi tối, chúng ta nên thông cảm cho anh ấy một chút, để anh ấy nghỉ ngơi thêm. Giọng nói kia không quá lớn, thế nhưng lại thu hút ánh mắt của mọi người. Lỗ Kính Tu nhìn thấy đó là Kim Hành Thuấn, thế là trong lòng có chút vui sướng. Kim Hành Thuấn cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người,
hắn đặt văn kiện trong tay lên mặt bàn, sau đó bày ra bộ dạng chuẩn bị họp. Diệp Thừa Dân nhíu mày, lão có chút không thoải mái vì Kim Hành Thuấn chợt mở miệng như vậy. Nếu lão không bày tỏ thái độ với hành vi nói lời mỉa mai của Kim Hành Thuấn, như vậy đại biểu cho hội nghị thường ủy hôm nay đã thoát khỏi vòng khống chế của lão. Diệp Thừa Dân không lên tiếng mà nhìn thoáng qua Trử Vận Phong ở bên cạnh, Trử Vận Phong đã thấy ánh mắt của Diệp Thừa Dân, thế nhưng nhìn qua vẻ mặt của lão lại làm cho người ta cảm thấy như không hiểu. Lúc này Trử Vận Phong thật sự không quan tâm đến lời nói mỉa mai của Kim Hành Thuấn, trong đầu chỉ xuất hiện những lời nói của Trân Hồng Lỗi sau khi đến báo cáo cho mình vào buổi sáng hôm nay. Đã đắc tội thì không cho người ta con đường sống, người kia là nhân tài cao tay, lần này oán hận rời khỏi Nam Giang, sau này trời đất đổi vần, biết đâu hắn sẽ phát triển cao vời hơn, như vậy chỉ sợ đám người chúng ta ở Nam Giang sẽ là vật tế cờ của đối phương. Hơn nữa người kia tự ý làm bậy, rõ ràng là tự làm tự chịu, chủ tịch tỉnh nếu có muốn tha thứ cho hắn, thế nhưng ngài nên nhớ đến chuyện của anh thích, ai làm ra chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm. Lúc này cũng nên để hắn ta thực hiện đúng quy củ mà mình đã vạch ra trước đó. Hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy không nói lời nào, điều này làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm khác thường. Đỗ Minh Đường là phó bí thư tỉnh ủy, lúc này hắn cảm thấy rất chấn động, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại vắng mặt vào lúc này. Vì đền bù cho hành động của Vương Tử Quân, Đỗ Minh Đường đã đặc biệt bàn luận với Lỗ Kính Tu, thực tế là đã đắc tội với Lỗ Kính Tu. Khi Lỗ Kính Tu xác định gánh vác vụ này, như vậy Vương Tử Quân sẽ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Nhưng Vương Tử Quân phải một lát sau mới đến, đây không phải nói cho mọi người biết Vương Tử Quân đang trốn tránh sao. Trong chính trị dù xảy ra chuyện gì lớn thì vẫn phải có tâm tư bình tĩnh ung dung mới được. Nếu như không làm tốt phương diện bảo trì trạng thái bình tĩnh, chỉ sợ chuyện lớn sẽ xảy ra. Nhìn qua lịch sử thì thấy nhiều người căn bản khó vượt qua hoàn cảnh này. Câu tiến của Việt quốc vì ẩn nhẫn nên diệt được Ngô quốc, Lưu Bị vì ẩn nhẫn hạ mình nên có được ba phần thiên hạ, mà gần đây nhất là Tằng Quốc Phiên nhờ bình tĩnh ẩn mình mà đánh bại được đối thủ của mình. Nếu so sánh với những người kia thì Vương Tử Quân căn bản là còn quá trẻ, chuyện này cũng là khá nhỏ, cũng có người giúp đỡ hắn bình an, vì sao còn chưa xuất hiện, muốn để người ta chọn mình làm đối tượng công kích sao? Hi hi, xem ra Chủ tịch Kim rất quan tâm đến trưởng phòng Vương. Trương Thu Mi chợt phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nàng nở nụ cười yêu kiều với Kim Hành Thuấn. Kim Hành Thuấn thấy Trương Thu Mi tiếp lời thì dùng giọng nghiêm túc nói, không quan tâm không được, trưởng phòng Vương là người đẩy mạnh cải cách nhân sự, có quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ, tôi cũng hy vọng trưởng phòng Vương có thể làm tấm gương tốt để quán triệt quy chế này xuống địa phương. Kim Hành Thuấn nói ra những lời này trực chỉ vào người Vương Tử Quân. Đỗ Minh Đường tuy cảm thấy bất mãn vì Vương Tử Quân còn chưa xuất hiện, thế nhưng hắn đã có quyết định của mình ở sự kiện này, không thể để cho Kim Hành Thuấn làm rối loạn được. Chương 1451 Một gió bão nổi lên. Chủ tịch Kim, trưởng phòng Vương là người thúc đẩy cải cách nhân sự, bây giờ đã được đại đa số các tỉnh thành chung quanh học hỏi kinh nghiệm, nếu ngài có đề nghị gì thì trực tiếp nói với anh ấy. Chúng ta đều là người một nhà. Tôi tin tưởng lời đề nghị của anh sẽ được chăm chú suy xét. Nếu nói trên phương diện chức vụ thì Đỗ Minh Đường căn bản đè lên đầu Đỗ Minh Đường, bây giờ hắn lên tiếng yêu cầu Kim Hành Thuấn nên chú ý lời nói, không nên đâm người ta sau lưng. Lời nói thế này căn bản là không khách khí, thậm chí có thể nói là vẽ lên mặt đối phương. Sau khi Đỗ Minh Đường lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì luôn ẩn nhẫn, làm cho người ta sinh ra cảm giác vị phó bí thư này không có mũi nhọn. Nhưng bây giờ hắn mở miệng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác như vả vào mồm. Vẻ mặt Kim Hành Thuấn chợt biến đổi, hắn nào không hiểu lời châm chọc của Đỗ Minh Đường. Hắn cảm thấy xấu hổ, thấy mặt nóng hừng hực, hắn thấy đại cục hôm nay đã định, nhưng hắn không ngờ Đỗ Minh Đường những ngày qua luôn ẩn nhẫn lại phản kích sắc bén như vậy. Nhưng Kim Hành Thuấn cũng không muốn nuốt trôi cơn tức này, bây giờ đại cục đã định. Hắn không cho rằng bằng vào một người như Đậu Minh Đường có thể làm ra thiêu thân gì khác. Khi hắn chuẩn bị mở miệng thì Lý Thừa Uyên đã lên tiếng, tôi đã từng thảo luận với Chủ tịch Kim về phương diện truy cứu trách nhiệm cán bộ, chúng tôi cảm thấy phương diện nhận lỗi từ chức có thể tạo nên cơ chế từ trên xuống dưới, như vậy mới đảm bảo có tác dụng mạnh mẽ. Lúc này lãnh đạo thượng cấp cực kỳ chú ý đến cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang, chúng ta quyết không thể cho ra bất kỳ sai lầm nào trong vấn đề này được.
Lý Thừa Uyên nói đến đây thì đưa mắt nhìn Đậu Minh Đường, giọng điệu càng thêm trầm thấp, "Bí thư Đậu, anh là phó bí thư nắm công tác nhân sự, những lời này cũng giống như những gì anh đã nói. Tôi cho rằng dù là ai phạm vào sai lầm thì cũng phải trả giá thật nhiều, anh nói xem có đúng không?" Lý Thừa Uyên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, có thể nói là ở sát nút phía sau Đậu Minh Đường. Lời nói của hắn vào lúc này cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn chĩa vào Vương Tử Quân. Mọi người ngang hàng nhau trước mặt chế độ, thế cho nên những lời này coi như chĩa vào chỗ hiểm của Vương Tử Quân. Chủ tịch Lý có sự coi trọng đến công tác nhân sự, điều này làm tôi cảm động, nếu có thời gian thì tôi nhất định sẽ cùng chủ tịch Lý tham khảo về phương diện công tác cải cách nhân sự. Đầu óc Đậu Minh Đường khẽ xoay chuyển, vừa cười vừa nói. Đậu Minh Đường nói rất trôi chảy, rất có ý nghĩ một lạng bạt ngàn cân, nhưng những lời này rơi vào trong tai Lỗ Kính Thu, lại làm cho Lỗ Kính Thu thở dài một hơi. Đậu Minh Đường không phải là người chịu rơi xuống thế hạ phong, bây giờ bị Lý Thừa Uyên ép cho như vậy, rõ ràng là vì quá lo lắng. Căn bản là quá lo lắng. Lỗ Kính Thu nghĩ đến chuyện Lý Thừa Uyên cứ mãi nhắc đến quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ, hắn nghĩ đến vai trò của mình trong sự kiện này, thế là cảm thấy những lời nói của Đậu Minh Đường và Lý Thừa Uyên giống như một cây đao lấp lánh hào quang, không phải mũi đao đang chĩa về phía Lỗ Kính Thu hắn sao. Điều này không khỏi làm cho trái tim của hắn chợt siết chặt, một cảm giác đau đớn kéo đến đánh úp lên người hắn, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại. Diệp Thừa Dân ngồi trên vị trí của mình, Đào Nhất Hành đưa cho bí thư một tư liệu về nội dung hội nghị. Bí thư Diệp xem xét rồi ngẩng đầu trầm giọng nói, các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp, trưởng phòng Vương xin nghỉ, chúng ta sẽ không đợi. Thư ký trưởng Nhất Hành, sau hội nghị thì anh sẽ truyền đạt tinh thần xuống bên dưới, kể cả trưởng phòng Vương, những người vì lý do mà không thể tham gia hội nghị đều phải được truyền đạt rõ ràng, hơn nữa cần phải trưng cầu ý kiến của bọn họ về quyết định của hội nghị thường ủy. Diệp Thừa Dân nói làm cho bầu không khí phòng họp yên tĩnh trở lại. Vừa rồi mọi người cho ra những lời đối chọi gay gắt, đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi, quyết định hướng đi chính thức vẫn phải dành cho hội nghị thường ủy. Thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp, chủ đề của hội nghị hôm nay chính là thảo luận về hành động tối qua của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì đưa mắt nhìn khắp bốn phía, đám thường ủy ngồi trong phòng đều ngầm hiểu ánh mắt của lãnh đạo. Đều nhìn về phía lãnh đạo. Lúc này vẻ mặt đám người có chút âm trầm, giống như mọi người hôm nay đến đây chính là đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn, giải quyết một phiền phức, tất cả đều có chung một biểu hiện khí khái, hơn nữa cũng hy vọng lãnh đạo thấy được sự quyết tâm của mình. Vì vậy đám người này che giấu nụ cười rất tốt, vừa không làm cho lãnh đạo của mình hiểu lầm, vừa treo cao sự việc không liên quan đến mình. Chính mình có thể chế giễu đối phương, thế nhưng dù thế nào cũng phải có ý thức đại cục. Diệp Thừa Dân đưa mắt nhìn đám thường ủy tỉnh ủy trong phòng, lão cũng không nói điều gì vào lúc này. Lão không nói lời nào cũng không phải tin tưởng vẻ mặt của đám người trong phòng, đám người kia có tâm tư gì thì lão hiểu rất rõ, có người nào không phải là đèn cạn dầu. Có người nào tình nguyện thành thật nói với nhau bằng những lời thật lòng. Căn bản chỉ là những chính khách bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Vì vậy Diệp Thừa Dân không nói lời nào nhưng lại hưởng thụ cảm giác ưu việt hơn người cao cao tại thượng, lão chỉ muốn nói vài câu tuyên truyền về vấn đề giác ngộ, thế nhưng lại cố gắng biểu hiện sự phẫn nộ của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ thì Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Lỗ Kính Thu, giọng nói khá lạnh, Cục Công an thành phố Đông Hồng lần này tự tiện ra tay xử lý vấn đề, mang đến những ảnh hưởng ác liệt cho tỉnh Nam Giang, trước khi họp tôi đã nhận được điện thoại của lãnh đạo Trung ương. Yêu cầu cho ra lời giải thích. Lúc này mọi người nói xem chuyện này Nam Giang chúng ta nên cho ra lời giải thích thế nào thì hợp lý với lãnh đạo thượng cấp. Tuy mọi người trên cơ bản đều hiểu rõ ràng thế nhưng giọng nói thất lạc của Diệp Thừa Dân vang lên và không ai dám lên tiếng tiếp chiêu. Bầu không khí trong phòng họp cực kỳ trầm mặc, đám người ngồi đây đều có biểu hiện khác nhau, thế nhưng hầu như ai cũng cúi đầu của mình thấp xuống một chút. Nếu là hành động của Cục Công an, như vậy thì Trần Hồng Lỗi là Cục trưởng Cục Công an tỉnh, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Sau khi đặt bút lên bàn thì Trử Vận Phong bắt đầu điểm danh. Câu nói chất vấn của Trử Vận Phong giống như đặt lò xo xuống mông Trần Hồng Lỗi, lão vừa nói dứt lời thì Trần Hồng Lỗi đã nhanh chóng đứng lên. Trần Hồng Lỗi đứng trong hội nghị thường ủy mà cảm thấy cực kỳ sảng khoái, đã một năm rồi hắn cứ mãi nhẫn nhịn, kẹp chặt lấy đuôi của mình.
vì hắn không muốn trêu chọc người kia. Tên kia không phải là người, rõ ràng là một con nhím mà không ai cắn vào được, cho dù anh không cẩn thận động vào thì cũng sẽ bị một cây lông đâm sâu vào da thịt, anh sẽ đau đớn đến mức không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Chương 1451-2, gió bão nổi lên. Trần Hồng Lỗi có cảm nhận khắc cốt ghi tâm với điều này, hắn không muốn trêu chọc người kia, nhưng điều làm cho hắn cực kỳ bức bối chính là uy thế của người kia càng lúc càng lớn. Trần Hồng Lỗi ngồi trong phòng làm việc của mình mà nhiều lần thầm nghĩ chính mình chịu nhục để có một ngày Đông Sơn tái khởi, có phải đó là một giấc mộng mãi mãi không bao giờ thực hiện được không? Không ai có thể cho Trần Hồng Lỗi một câu trả lời chính xác, kể cả chủ tịch Trử mà hắn đang dựa vào, dù địa bàn Nam Giang luôn nằm trong tay lãnh đạo của mình. Vì vậy Trần Hồng Lỗi là người xem xét tình thế rất tinh tế, hắn cực kỳ thức thời, hắn luôn ẩn giấu ý nghĩ của mình cực kỳ sâu trong cục công an tỉnh. Trong mắt rất nhiều người thì hắn không còn là một cục trưởng nhất ngôn cửu đỉnh được nhiều người ủng hộ. Sau khi Lỗ Kính Thu tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, vị trí của hắn càng thêm bấp bênh. Một năm qua Trần Hồng Lỗi đã trải qua rất nhiều chuyện, đầu tiên là chịu những lời chỉ trích của đám thuộc hạ trung thành đang nản lòng thoái chí, có những người trước kia luôn trung thành đi theo hắn đã lần lượt ly khai. Hơn nữa hắn còn bị Đoạn Văn Đống từng bước áp sát cực kỳ khốn khổ. Có thể nói một năm qua hắn lo trong sợ ngoài, hoàn toàn mất đi khả năng khống chế cục diện, điều này cực kỳ ngột ngạt và nhục nhã đối với một người như Trần Hồng Lỗi hắn. Khi Trần Hồng Lỗi đang cực kỳ nản lòng thoái chí thì hy vọng đột nhiên kéo đến. Một người căn bản giống như không ai chiến thắng được cuối cùng đã đi đến nước tận cùng, đối phương sẽ phải di rời. Ha ha, điều này cực kỳ sung sướng lòng người, làm cho tâm tình của Trần Hồng Lỗi giống như được ngồi cáp treo. Cực kỳ vui mừng phấn khởi, thế là đêm đó hắn không khỏi một mình uống cạn một ly rượu lâu năm trong nhà. Nói thật kết quả như vậy làm cho Trần Hồng Lỗi cực kỳ vui vẻ, người kia quá mạnh, năng lực quá khủng khiếp, thủ đoạn lại đanh đá chua ngoa. Đáng sợ nhất chính là người này có lòng dạ rất sâu, thế nhưng lại căn bản không chịu biểu hiện ra, vẻ bề ngoài có thể làm người ta phải rơi vào trạng thái ma túy, thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hại người. Trần Hồng Lỗi không cầu mong gì khác, chỉ mong sao người này bị tổn thương gân cốt, điều này giống như một tảng đá lớn chất trong lòng, hắn chỉ cần vị ôn thần này bị điều đi khỏi Nam Giang là quá đủ rồi. Thế nhưng ông trời thương tình lại cho Trần Hồng Lỗi một cơ hội hả giận, người kia trẻ tuổi kiêu ngạo và tự phụ, không có tâm tư quá vững vàng, sắp đi đến nơi còn có tâm tư lật bàn. Ha ha, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, sắp chết trong tay người khác. Vương Tử Quân tìm rất đúng điểm phát lực, đồng thời cũng cho ra quyết đoán phù hợp, nhưng căn bản gặp phải đối thủ của mình trong kiếp này. Đám người Trần Hồng Lỗi chỉ thi triển một kế sách nhỏ, điều động lực lượng mà bọn họ có được sau nhiều năm kinh doanh ở Nam Giang, thế là tương kế tựu kế cho ra kết quả như ngày hôm nay. Người ngoài có thể thấy được Vương Tử Quân đang ai oán như thế nào, Trần Hồng Lỗi nghĩ đến sự bị động của Vương Tử Quân mà thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nếu như không phải hắn thầm véo tay lên đùi mình, hắn thật sự rất muốn cười lớn phát tiết trong phòng họp hội nghị thường ủy. Bí thư Diệp, chủ tịch Trử, các vị lãnh đạo, vừa rồi bí thư Diệp có nhắc đến chuyện này, tôi là cục trưởng cục công an tỉnh phải có trách nhiệm. Vì vậy hôm nay trước mặt các vị thường ủy tỉnh ủy tôi xin bày tỏ thái độ, những trách nhiệm gì nên gánh vác thì tôi sẽ gánh vác. Trần Hồng Lỗi nói với gương mặt bình tĩnh, thái độ thành khẩn. Nhưng Trần Hồng Lỗi tỏ thái độ như vậy căn bản chỉ là một câu nói nhảm đối với những người đang ngồi nơi đây, bước ngoặt ngay sau đó mới chính là thứ mà đám người đang chờ đợi. Tôi là cục trưởng cục công an tỉnh, có sự việc lớn như vậy xảy ra mà tôi không được biết chút thông tin nào. Thế nhưng tôi lại nghĩ rằng, có phải tỉnh ủy không tín nhiệm một vị cục trưởng cục công an như tôi, cũng đã quyết định điều động tôi đi khỏi vị trí hiện tại rồi hay sao? Trần Hồng Lỗi đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân. Hai môi kéo căng. Những lời này đã được hắn chú tâm suy xét và sắp xếp cực kỳ tốt, hắn cần phải là người nắm giữ tiết tấu, thái độ nói chuyện phải hiệu quả, ít nhất cũng phải trầm bổng du dương, lên xuống phù hợp. Lúc này Trần Hồng Lỗi dùng một giọng điệu cực kỳ chính nghĩa để ép Diệp Thừa Dân phải tỏ thái độ. Trước khi Diệp Thừa Dân đi vào phòng họp đã từng gặp mặt Trần Hồng Lỗi, bây giờ Trần Hồng Lỗi lại hỏi ra những lời này, lão cũng không quá bất ngờ. Diệp Thừa Dân nhìn đám thường ủy tỉnh ủy đang nghẹn họng nhìn Trần Trần, lão thầm nghĩ rằng có phải lúc này Trử Vận Phong đang cảm thấy rất vui mừng hay không?
Trần Hồng Lỗi dùng giọng cực kỳ hào hùng nói ra những lời như vậy, không phải đang ném cho mình một yêu cầu quá khó khăn sao? Lão là người làm quan vài chục năm, căn bản đều nhìn rõ những trò diễn xiếc nhỏ nhặt này. Diệp Thừa Dân nghĩ đến đây mà không khỏi thầm cười lạnh, lão nhìn bộ dạng cực kỳ căm phẫn của Trần Hồng Lỗi, lão dùng giọng bình tâm tĩnh khí nói, anh là cục trưởng cục công an tỉnh Nam Giang, tỉnh ủy rất thỏa mãn với năng lực công tác của anh, cho đến bây giờ cũng chưa có tính toán điều động anh rời khỏi vị trí cục trưởng cục công an tỉnh. Thế nào, Hồng Lỗi anh có ý nghĩ rời khỏi cục công an sao? Sau khi Trần Hồng Lỗi nói ra những lời chú ý gây chuyện thì Lỗ Kính Tu không khỏi đổ mồ hôi hột. Lúc này Trần Hồng Lỗi cầm trong tay con dao quá sắc, hơn nữa còn chỉ vào tim phổi của hắn, hắn căn bản không thể nào nói nên lời. Đây không phải chỉ là chút trao đổi trên phương diện chính trị, là một sự việc khó thể tha thứ, hơn nữa đây lại là hội nghị thường ủy, căn bản không còn dư âm quay về, lại có đầy đủ bản ghi chép được lưu giữ lại. Biết đâu lời nói của Trần Hồng Lỗi chỉ là một bước đệm, ý nghĩ thật sự của đối phương chính là ép cho mình không có đường lui. Cảm ơn Bí Thư Diệp và tỉnh ủy đã tín nhiệm tôi, nếu lãnh đạo tỉnh ủy còn tín nhiệm tôi bây giờ vẫn còn là cục trưởng cục công an tỉnh. Thế nhưng tôi lại có chút buồn bực, vì sao trước khi sự việc này phát sinh mà không có bất kỳ văn bản chỉ thị nào đưa xuống cho cục công an tỉnh? Vì sao khi sự việc xảy ra rồi lại lấy tôi ra chịu tội thay? Người chỉ huy hành động không thể nào bao biện làm thay được, xảy ra vấn đề bọn họ còn chạy nhanh hơn thỏ, nhanh chóng lẩn tránh. Tôi muốn hỏi có phải là vị lãnh đạo đó cảm thấy Trần Hồng Lỗi tôi không có mặt mũi, đáng đời bị oan uổng sao? Giọng nói của Trần Hồng Lỗi càng thêm cao vút, câu sau cùng căn bản làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Chương 1452, một thí xe bảo vệ tướng. Trần Hồng Lỗi giống như một kiếm khách đang quyết đấu, khi hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thừa Dân rồi lên tiếng, hắn giống như đang nắm chặt một chuôi kiếm, trong lòng kích động vì phát tiết cảm giác báo thù. Hắn phải dùng thanh kiếm lạnh như băng này để đâm vào lồng ngực đối phương, phải tìm ra cho đối phương một lối thoát khốn khổ nhất. Diệp Thừa Dân thấy đám thường ủy tỉnh ủy đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há mồm, lão cũng không khỏi cảm thấy khó chịu vì câu hỏi của Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi chỉ cảm thấy tay mình đang run lên, trái tim đang run lên, có một cảm giác thoải mái đang bùng phát giống như hắn đang phát tiết với một người phụ nữ nào đó, vừa sướng vừa mang theo khoái cảm ngược đãi đối phương. Đám người kia trước đó luôn đối nghịch với hắn, hôm nay đến lượt hắn ra tay bài binh bố trận ép chết đối phương. Trần Hồng Lỗi phải phát ra âm thanh của mình, cũng không quản sự việc mang đến cho mình kết cục thế nào, là bi tráng hay tương lai sáng lạn. Lúc này bầu không khí trong phòng họp bị hắn làm cho trở nên cực kỳ cô độc, nếu như chuyện này là một cây đuốc, như vậy chỉ cần dùng một cây diêm có thể đốt cháy bừng bừng, người có thể đưa cây diêm ra chỉ có thể là Trần Hồng Lỗi hắn mà thôi. Chỉ cần hắn đốt diêm châm vào cây đuốc, không lo người khác không châm thêm dầu. Bầu không khí trong phòng họp lặng ngắt như tờ, đám người tham gia hội nghị thường ủy đều bày ra gương mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu là bí thư ủy ban tư pháp, Trần Hồng Lỗi hỏi như vậy thì những người khác có thể lảng tránh không trả lời, nhưng Lỗ Kính Tu thì không thể nào tránh đi đâu được. Câu trả lời của hắn là rất quan trọng. Vì hắn biết trách nhiệm chủ yếu của sự kiện này thuộc về người nào. Người ta càng hùng hồn thì mình càng khó đối phó, Lỗ Kính Tu trước kia hiểu những lời này, thế nhưng bây giờ mới chính thức hiểu được ý nghĩa ở sâu bên trong. Mặc dù trước khi họp thì hắn đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này bị ép không còn đường lui, hắn vẫn cảm thấy những gì mình suy xét trước đó căn bản là không đủ. Hắn không thể nghĩ ra đối sách phù hợp nhất. Hắn thật sự không thể làm cho đám người kia bỏ qua không hủy diệt tương lai chính trị của mình. Trần Hồng Lỗi nói như vậy thì Lỗ Kính Tu phải lên tiếng trả lời, tất cả những người tham gia hội nghị hôm nay đều đang chờ câu trả lời của hắn, biết đâu còn có nhiều người bên ngoài đang chờ đợi câu trả lời này. Tuy Lỗ Kính Tu cảm thấy cực kỳ oan uổng, có muôn vàn điều không phục, thế nhưng hắn không có kế sách nào khác. Bây giờ hắn chỉ có thể phục tùng đại cục. Phải thay nhân vật quan trọng trong mắt mọi người kia nhận lấy những trách nhiệm khốn khổ này. Bây giờ Lỗ Kính Tu chủ động lấy thân ra che chở cho người kia, nhưng người kia lại chưa đến phòng họp này. Điều này làm cho Lỗ Kính Tu có chút phẫn nộ, đồng thời có chút đau lòng. Người kia không đến tham gia hắn lần này. Lỗ Kính Tu nâng ly nước lên uống một ngụm, sau khi uống xong thì hắn cần phải đối mặt với tất cả chất vấn,
đối mặt với chỉ trích, càng phải chịu trách nhiệm như Thái Sơn ép lên đầu. Đến khi đó chỉ sợ hắn không còn đủ tâm tư để nuốt xuống một ngụm nước giống như vậy. Cục trưởng Hồng Lỗi, anh nói anh không biết chuyện này sao? Giọng nói của Kim Hành Thuấn chợt vang lên. Đúng vậy, Chủ tịch Kim, ngài nên biết tính cách của tôi, con người của tôi có nhiều bệnh tật, thế nhưng tuyệt đối có sao nói vậy, căn bản không nói lời giả dối. Chỉ cần là chuyện tôi làm ra, tôi sẽ tuyệt đối gánh chịu trách nhiệm, nhưng sự việc này không phải do tôi chỉ đạo, tôi không phải là người gây họa, thế nên tuyệt đối không thể gánh lấy trách nhiệm của người khác, không thể đứng ra làm kẻ ngốc chịu tội thay cho người khác được. Trần Hồng Lỗi nhìn Kim Hành Thuấn rồi dùng giọng gần từng chữ nói. Trần Hồng Lỗi nói hai chữ kẻ ngốc cực kỳ vang dội, hội nghị thường ủy là địa phương nghiêm túc, khi nhân viên công tác làm bản ghi chép nghe được lời nói của Trần Hồng Lỗi thì không khỏi dừng bút lại. Hắn không phải là lần đầu tiên làm bản ghi chép cho hội nghị thường ủy, mỗi lần đều thực hiện công tác cực kỳ chuyên chú, thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe được những lời như vậy. Nghe được những lời như thế trong hội nghị thường ủy trang nghiêm như thế này có phải là quá hoang đường rồi không? Điều này thật sự làm cho người ta khó tưởng. Nhưng lúc này cũng không ai dám cười, cũng không có tiếng xì xào bàn tán, nhân viên công tác làm bản ghi chép nhìn qua các vị thường ủy tỉnh ủy, cuối cùng vẫn ghi hai chữ như vậy vào trong bản ghi chép. Đậu Minh Đường nghe hai chữ kia phát ra từ miệng Trần Hồng Lỗi mà vẻ mặt không khỏi liên tục biến đổi. Tuy trước đó hắn đã cùng trò chuyện với Lỗ Kính Tu, đã quyết định sự việc. Thế nhưng hắn căn bản biết rõ tính cách của Lỗ Kính Tu, người kia có thái độ không phải là quá kiên định. Mặc dù Lỗ Kính Tu hiểu rõ lợi hại của sự việc, thế nhưng dù sao cũng có cảm tình của mình, có người nào tình nguyện gánh vác sai lầm thay cho người khác. Hơn nữa một tội danh vào lúc này có thể đẩy anh xuống mồ bất cứ lúc nào, thế nên nói Lỗ Kính Tu ra tay chịu trách nhiệm mà không oán trách và hối hận thì có vẻ quá khó khăn. Nhưng Lỗ Kính Tu cũng không còn đường nào khác để đi, phải hiểu câu nói thí xem bảo vệ tướng. Lỗ Kính Tu uống một hớp nước, cổ họng vang lên vài tiếng khó chịu, thế nhưng hắn phải cố gắng nuốt nước xuống bụng. Hắn vốn cảm thấy sự việc này không nên tiếp tục bùng sóng, thế nhưng Trần Hồng Lỗi và Kim Hành Thuấn một người hỏi một người đáp lời, phối hợp quá ăn ý, lại làm cho sự việc thêm xấu. Tất cả giống như mới chỉ là bắt đầu. Đậu Minh Đường nghĩ đến đây mà cảm thấy mình không thể không lên tiếng. Nếu như ý chí của Lỗ Kính Tu có chút không kiên định, cứ mãi trầm mặc không nói lời nào, như vậy muốn ngăn cơn sóng dữ cũng là quá khó khăn, chỉ sợ sau đó muốn tu bổ cũng không còn cơ hội nữa rồi. Cục trưởng Hồng Lỗi, tôi hiểu tâm tình của anh vào lúc này, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh nói chuyện cần phải chú ý một chút, đây chính là hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Đồng thời có một số việc anh không chỉ nhìn vào một mặt, anh là một cán bộ đảng viên thì phải nhìn vào đại cục, chỉ cần một lòng vì việc công, vì sự phát triển của Nam Giang thì tôi cảm thấy dù anh công tác không có sự liên hệ chặt chẽ cũng không đáng kể, dù thế nào thì anh cũng vì sự phát triển tổng thể của Nam Giang. Đậu Minh Đường dùng đại cục để áp chế lời nói của Trần Hồng Lỗi, thế nhưng mọi người đều hiểu rõ lời này của hắn là nói đến ai. Khi hắn cường điệu đại cục thì Lý Thừa Uyên thản nhiên nói. Lời nói chú ý đại cục của Bí Thư Đậu là rất tốt, Cục trưởng Hồng Lỗi, sau này anh nên thỉnh giáo Bí Thư Đậu nhiều hơn. Chương 1452, hai thí xe bảo vệ tướng. Nhưng nếu so sánh với phương diện đại cục thì chúng ta càng phải chú trọng đến mặt cầu thị, tôi hy vọng sự kiện vừa rồi xảy ra cần phải có câu trả lời rõ ràng, cần phải có trách nhiệm rõ ràng. Lời nói đối chọi gay gắt của Phó Bí Thư tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh giống như một thanh kiếm sắc đâm vào lồng ngực Lỗ Kính Tu. Lúc này tâm tư dao động của hắn càng không thể kiên định, hắn biết lúc này mình không nên do dự, nhưng ép hắn làm ra lựa chọn thì thật sự quá khó khăn. Không ai ép Lỗ Kính Tu phải lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn vào làm hắn cảm thấy áp lực của mình là quá lớn. Nếu như giống như lời nói của Lý Thừa Uyên, chính mình sẽ hy sinh anh dũng nhưng chỉ đổi lấy sự phí công vô ích mà thôi, như vậy không phải là mình chết oan sao? Lỗ Kính Tu nghĩ đến phương diện mình sẽ bị người ta trào phúng, nghĩ đến những đả kích mà mình sắp gặp phải, hắn không khỏi cảm thấy rất do dự. Hắn nhìn qua chiếc ghế trống bên kia, trong đầu càng lóe lên vài ý nghĩ u ám. Dựa vào cái gì mà bây giờ anh còn không đến? Dựa vào cái gì mà anh ra tay nhưng tôi phải là người đến chùi đít? Dựa vào cái gì? Tuy trong đầu liên tục vang lên những ý nghĩ không cam lòng, thế nhưng Lỗ Kính Tu vẫn hít vào một hơi thật sâu,
sau đó quyết định áp dụng những dự định trước đó của mình. Dù sao thì sự việc này cũng do anh của Lỗ Kính Thu sắp xếp, biết đâu đứng đằng sau chính là một đại nhân vật mà gia đình mình không thể từ chối được. Nếu như mình đổi ý giữa đường, tuy có thể trốn tránh nhất thời, thế nhưng kết cục cuối cùng của mình càng thảm thương hơn. Thôi thì gánh chịu vậy. Lỗ Kính Thu cắn răng nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, sau đó hắn trầm giọng nói, Bí thư Diệp, chuyện này là tôi lỗ mãng, tôi xin thừa nhận sai lầm với hội nghị thường ủy. Một câu nói vừa ra khỏi miệng thì làm cho tâm tư dày vò của Lỗ Kính Thu trở nên cực kỳ thoải mái. Mặc dù tất cả chỉ mới là bắt đầu, thế nhưng như vậy cũng có nghĩa là hắn không còn phiền não vì sự lựa chọn của mình. Không cần phiền não có đôi khi cũng là chuyện tốt. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Lỗ Kính Thu hầu như dùng giọng không chút do dự nói tiếp, tôi nghe Cục Công an thành phố Đông Hồng nói về việc sắp có một thuyền buôn lậu sắp giao dịch ở vùng biển quốc tế. Tôi cảm thấy thời cơ là rất tốt, nếu như có thể bắt được người và cả tang vật, như vậy sẽ cho ra đả kích nghiêm trọng cho tình hình buôn lậu trong tỉnh. Nhưng người tính không bằng trời tính, tin tình báo của hành động lần này là không chính xác, còn tạo nên tình thế căng thẳng vào lúc này, gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với hình tượng và công tác của tỉnh Nam Giang. Phòng họp trở nên cực kỳ yên tĩnh, tuy mọi ánh mắt vẫn tập trung lên người Lỗ Kính Thu, thế nhưng biểu hiện của bọn họ căn bản không hoàn toàn giống nhau. Đậu Minh Đường thì thở dài một hơi, hắn thật sự lo lắng Lỗ Kính Thu dao động ở phương diện này. Nếu Lỗ Kính Thu thật sự dao động, như vậy sẽ là cực kỳ bất lợi cho Vương Tử Quân. Lúc này thì quá tốt, Lỗ Kính Thu cuối cùng vẫn tiến hành dựa theo phương án mà hai bên vạch ra trước đó. Tuy hắn không biết Lỗ Kính Thu vừa rồi đã khó khăn thế nào khi phải đấu tranh tâm lý tự vượt qua chính mình, thế nhưng ít nhất bây giờ sự việc cũng được giải quyết viên mãn. Hắn cảm thấy vui mừng vì đã bảo vệ được Vương Tử Quân. Thí xe bảo vệ tướng, tuy nói dễ nhưng chính thức làm lại rất khó. Diệp Thừa Dân cũng cảm thấy có chút bất ngờ, thế nhưng cũng có vài phần nằm trong dự đoán. Dù sao thì lão cũng không phải chưa từng được thấy qua tình huống thí xe bảo vệ tướng. Bây giờ có thêm một tình huống như vậy xuất hiện, cũng không phải là chuyện gì quá mức ngạc nhiên. Diệp Thừa Dân biết rõ sự kiện này xảy ra như thế nào. Lão biết rõ người đứng sau Vương Tử Quân là ai, bây giờ người ta đã làm như vậy, lão không cần tiếp tục gây rối. Vương Tử Quân đi, Lỗ Kính Thu ngã xuống, trong Nam Giang chỉ còn lại một mình Đậu Minh Đường, những gì mà Vương Tử Quân kinh doanh ở Nam Giang sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Đậu Minh Đường chỉ còn một mình, chỉ có thể lựa chọn một là mình, hai là Trử Vận Phong, mà Diệp Thừa Dân tin tưởng Đậu Minh Đường sẽ chọn mình. Vì chuyện này Vương Tử Quân và Trử Vận Phong đã kết thù với nhau, chỉ sợ thù oán càng thêm sâu. Tuy Vương Tử Quân sẽ ảm đạm rời khỏi Nam Giang, thế nhưng nói một cách tổng quát thì vẫn không có vấn đề gì. Đường phát triển sau này của một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân còn dài, không thể không nhắc đến sự tồn tại của Vương Tử Quân, đó căn bản là một lực kiềm chế cực kỳ lớn cho Trử Vận Phong. Bí thư Lỗ, nếu theo những lời anh đã nói, Cục Công an Đông Hồng bắt đầu hành động thì anh đã biết rồi sao? Giọng nói bình tĩnh của Diệp Thừa Dân vang lên làm cho người ta cảm nhận được sự uy nghiêm cực lớn. Đúng vậy, tôi biết rõ. Lỗ Kính Thu ngẩng đầu lên dùng giọng không chút do dự nói, khi đó tôi cảm thấy đây là một sự kiện cực kỳ có tính chuyên nghiệp, thế nên giao cho chuyên gia đi làm, nếu thật sự đả kích được đám người buôn lậu thì Cục Công an thành phố Đông Hồng ra mặt cũng không phạm sai lầm. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu. Lão chuẩn bị giải thích biết thời biết thế theo lời của Lỗ Kính Thu. Nhưng lão nghĩ như vậy mà người khác lại không nghĩ như thế, lão còn chưa kịp lên tiếng thì Trử Vận Phong ở bên cạnh đã mất kiên nhẫn nói, Bí thư Kính Thu, anh là bí thư ủy ban tư pháp, vì sao anh không tha cục trưởng Trần Hồng Lỗi mà đi đường vòng để thực hiện chuyên án này? Trần Hồng Lỗi vừa vào trong hội nghị thường ủy thì cố gắng bày ra bộ dạng cực kỳ đau thương, lúc này nghe thấy lãnh đạo nhắc đến mình. Thế là càng nhìn thẳng vào Lỗ Kính Thu. Lỗ Kính Thu vốn không thèm quan tâm đến Trần Hồng Lỗi, mặc dù một năm qua biểu hiện của Trần Hồng Lỗi là cực kỳ thấp kém, thế nhưng Lỗ Kính Thu biết rõ thái độ của người này căn bản không khiêm nhường cung kính giống như những gì đang biểu hiện ra bên ngoài. Trần Hồng Lỗi là người căn bản không coi hắn ra gì, trong đầu đối phương có bản cửu chương của riêng mình, sao có thể cúi đầu xưng thần với mình được. Nếu như là trước kia thì Lỗ Kính Thu sẽ cố gắng giải thích. Nhưng bây giờ dù gì thì vò mẻ lại sứt, hắn cũng không quá quan tâm.
Hắn cười lạnh một tiếng nói, chủ tịch Trử hỏi vì sao tôi không thông qua đồng chí Trần Hồng Lỗi, tôi cũng nói thật, trong quá trình chấp pháp chúng tôi cũng không muốn trắng trợn tuyên truyền. Thế cho nên khi mà cục trưởng Đoạn muốn báo cáo lên cho cục công an tỉnh, tôi đã lên tiếng bảo vệ cho đồng chí Trần Hồng Lỗi. Lỗ Kính Tu nói là bảo vệ thế nhưng người nơi đây ai không phải kẻ tai thính mắt tinh. Hắn nói như vậy căn bản là không tín nhiệm Trần Hồng Lỗi. Chương 1453, tai họa chó vàng ăn thịt chó đen. Trần Hồng Lỗi chợt đỏ mặt, vừa rồi hắn nói rất hay, những trách nhiệm gì nên gánh vác sẽ không bỏ qua, thậm chí còn yêu cầu tỉnh ủy hủy bỏ vị trí cục trưởng cục công an tỉnh của mình. Hắn nói như vậy chỉ là cho ra kế sách lấy lùi làm tiến, không phải là thật. Nhưng không ngờ bây giờ Lỗ Kính Tu lại nắm lấy đó để trả đũa, căn bản cắn ngược mình một cái mà không biết xấu hổ là gì. Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy không tín nhiệm cục trưởng cục công an tỉnh, đây là đả kích không nhỏ với một người như Trần Hồng Lỗi. Dù sao hắn cũng là cấp dưới của Lỗ Kính Tu, nếu tin tức này truyền ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ sinh ra lực ảnh hưởng không tốt. Nhưng lúc này Trần Hồng Lỗi không biết nói gì hơn, hội nghị thường ủy vốn chỉ là địa phương hắn có chút tư cách dự thính, hắn cần phải tuân theo đúng quy củ. Cũng may Trần Hồng Lỗi cảm thấy khó chịu không thể đứng lên đáp lời thế nhưng có khối người muốn giải thích thay cho hắn. Trương Thu Mi khẽ cười một tiếng rồi nói, bí thư Lỗ, anh bảo vệ thủ hạ của mình như vậy thật sự là quá chu đáo, hèn gì có nhiều người nói ngài thường tình nguyện bảo vệ thủ hạ của mình trong công tác, có lẽ cục trưởng Trần sẽ cảm động rơi nước mắt vì sự bảo vệ của ngài, nếu không thì sự việc hôm nay anh ấy cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Được rồi, cũng không cần thảo luận về phương diện này. Bây giờ đồng chí Lỗ Kính Tu đã thừa nhận sai lầm, như vậy điều cấp bách chúng ta cần làm lúc này là phải làm sao xử lý hậu quả cho tốt. Còn phương diện xử lý cụ thể, cần phải chờ cấp trên quyết định rồi nói sau. Diệp Thừa Dân đặt ly trà trong tay xuống rồi trầm giọng nói. Diệp Thừa Dân nói với thái độ quá rõ ràng, đó là Lỗ Kính Tu đã gánh vác trách nhiệm, như vậy cũng không nên tiếp tục nắm chặt lấy những chuyện dâu ria không chịu bỏ qua. Diệp Thừa Dân xuất phát từ tâm tư bảo trì sự ổn thỏa, thế nhưng lại có nhiều người căn bản không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Thừa Dân vừa nói xong thì chợt nghe Lý Thừa Uyên thản nhiên nói, tôi rất đồng ý với chỉ thị của Bí Thư Diệp, nhưng có một điều làm tôi cảm thấy nên coi trọng, đó chính là chúng ta cho ra bất kỳ quyết định gì cũng phải chống lại khảo nghiệm của thượng cấp. Lý Thừa Uyên nói đến đây thì dùng giọng như cười như không nhấn mạnh, bây giờ chuyện này đã đưa tỉnh Nam Giang lên vị trí khó khăn. Nếu như chúng ta cho ra một phương án xử lý không thuyết phục, như vậy xảy ra tình huống chó vàng ăn thịt chó đen, thượng cấp sẽ nghĩ thế nào về Nam Giang chúng ta? Ban ngành Nam Giang chúng ta nên tự xử thế nào? Những vấn đề này cần chúng ta phải suy xét. Lý Thừa Uyên nói không quá lớn thế nhưng giọng điệu lại vang vọng khắp phòng. Lúc này đám người Diệp Thừa Dân, Đậu Minh Đường, Hoắc Quang Lĩnh đều dùng ánh mắt sáng quắc giống như thấy kỳ đà cản mũi nhìn về phía Lý Thừa Uyên. Diệp Thừa Dân căn bản có chút tức giận vì lời nói của Lý Thừa Uyên, đúng là hạng tiểu nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhưng ánh mắt của Diệp Thừa Dân cũng không dừng lại trên người Lý Thừa Uyên quá lâu, lão đưa mắt nhìn Trử Vận Phong ngồi bên cạnh mình. Lý Thừa Uyên chỉ là phát pháo đầu tiên của Trử Vận Phong, lời nói của người này đại biểu cho ý nghĩ của Trử Vận Phong. Ý nghĩ của phía đối phương chính là không được xử lý qua loa, không định tội Lỗ Kính Tu thì không chịu bỏ qua. Không ép chết Phương Tử Quân thì thề không chịu bỏ qua, Diệp Thừa Dân nghĩ đến kết quả mà đám người Trử Vận Phong mong muốn, thế là cảm giác phẫn nộ dần tiêu tán. Lúc này tình cảm giữa Vương Tử Quân và mình căn bản dần tiêu tán theo gió, bây giờ Vương Tử Quân đang chọc họa, mình cần gì phải vạch mặt với đám người Trử Vận Phong, chủ động ôm lấy nghĩa vụ vốn phải thuộc về đối phương. Hơn nữa chuyện này mình nếu không chịu buông tha, Trử Vận Phong cũng không buông tha. Như vậy dù thế nào cũng không liên quan quá lớn đến mình. Hơn nữa nếu như quan hệ giữa hai người Trử Vương càng thêm ác liệt thì Nam Giang sau này càng dễ vận hành dưới tay của Diệp Thừa Dân lão. Diệp Thừa Dân thầm cho ra quyết định, lão nhìn về phía Lý Thừa Uyên rồi nói, Chủ tịch Thừa Uyên nói đúng, khi chúng ta tiến hành khẳng định và chối bỏ thì đều phải cho ra lý do cực kỳ xác thực. Nếu Chủ tịch Thừa Uyên đã nói như vậy, mong anh nói ra lý do với mọi người. Đậu Minh Đường nắm chặt cây bút trong tay, tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng sự việc đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Trử Vận Phong vào thời điểm này không chịu buông tha cho Vương Tử Quân, cho dù Lỗ Kính Tu bây giờ có chống đỡ thế nào thì đối phương cũng không chịu buông tha.
Diệp Thừa Dân lên tiếng càng làm cho Đậu Minh Đường hiểu được suy tính của lãnh đạo là gì, đó là nếu các anh có ý muốn đấu với nhau, như vậy thì các anh cứ tự nhiên, tôi chỉ cần đứng ngoài làm trọng tài, tìm ra kết quả thuận lợi nhất là được. Hơn nữa các anh chiến đấu càng gay gắt dữ dội thì càng vui mà thôi. Bây giờ những gì Đậu Minh Đường kỳ vọng vào Lỗ Kính Tu lại tăng lên, chỉ cần Lỗ Kính Tu không sơ sẩy vấp ngã, như vậy mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Bí thư Diệp nói tôi cho ra lý do cụ thể, tôi đây cũng xin nói vài lời. Lý Thừa Uyên đặt bút trong tay xuống rồi nói với Trần Hồng Lỗi, cục trưởng Hồng Lỗi, trước khi vào phòng họp thì cục công an các anh đã tiến hành điều tra vụ này, bây giờ có mặt bí thư Diệp và các vị thường ủy, mong anh nói ra kết quả điều tra cho các vị lãnh đạo hiểu rõ ràng. Cục công an tỉnh tự kiểm tra không khỏi làm cho hai mắt Lỗ Kính Tu chợt run rẩy. Khi hắn đang suy tư xem nên đối phó thế nào, Trần Hồng Lỗi đã đứng lên khỏi ghế rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này hắn chợt cảm thấy ánh mắt của đối phương có gì đó là lạ, giống như đang trêu đùa mình. Cục công an tỉnh tự cho ra kiểm tra thực tế giống như đọc bản thảo, Trần Hồng Lỗi lấy ra một tờ bản thảo, trước tiên thừa nhận sai lầm của mình, sau đó nói đến những phương diện tự kiểm tra và truy cứu trách nhiệm. Đám người nơi đây trên cơ bản đều hiểu rõ vấn đề, bọn họ không khỏi coi thường thủ đoạn này của Trần Hồng Lỗi. Nhưng đám người ngồi đây đều là người thông minh, Lý Thừa Uyên cũng thông minh, mà Trần Hồng Lỗi cũng không kém. Người thông minh cũng không phải thích làm những trò không có ý nghĩa, bọn họ đã đề xuất những ý kiến bất đồng, như vậy ít nhất cũng nói rõ bọn họ có chứng cứ vô cùng xác thực ở phương diện này. Trần Hồng Lỗi đọc xong bản báo cáo tự kiểm tra và truy cứu của Cục Công an tỉnh, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn buông bản thảo trong tay ra, sau đó nhìn về phía Diệp Thừa Dân rồi nói, Bí thư Diệp, chỗ này của tôi có tư liệu tự kiểm tra và truy cứu, còn có một vài điều tra về các đơn vị tham gia hành động lần này. Sau khi liên hệ với những đơn vị kia, chúng tôi có được vài tư liệu, mong lãnh đạo xem xét. Tuy sự việc xảy ra trong địa bàn tỉnh Nam Giang, thế nhưng không phải nói tất cả đơn vị đều thuộc sự chỉ huy của tỉnh Nam Giang. Đặc biệt là có vài đơn vị tham gia phối hợp hành động với Cục Công an thành phố Đông Hồng lần này càng phải thông qua quan hệ mới điều động được. Lúc này Trần Hồng Lỗi lấy ra những tư liệu điều tra về các đơn vị kia, báo cáo như vậy không khỏi làm cho đám người nơi đây kinh ngạc. Vì bọn họ cũng cảm thấy đấu tranh lần này không chỉ liên quan đến Nam Giang, càng liên quan đến. Không một ai lên tiếng, đám người nhìn về phía Trần Hồng Lỗi, nhìn vài trang tài liệu mà người này đang lấy ra. Tuy bọn họ biết với khoảng cách hiện tại của mình thì khó thể với tới quyền lực kia, thế nhưng bọn họ vẫn muốn được xem. Lỗ Kính Tu chợt cảm thấy rất đau lòng, hắn đã biết được nội dung tư liệu mà Trần Hồng Lỗi đang cung cấp, những bản điều tra về các đơn vị kia căn bản càng có sức thuyết phục hơn tư liệu tự kiểm tra và truy cứu của Cục Công an tỉnh. Đối phương có thể thu những tư liệu kia vào trong tay, không, phải nói là đối phương thúc đẩy để những tài liệu kia được sinh ra, thế cho nên mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, bọn họ sẽ không bỏ qua ý nghĩ đánh ngã Vương Tử Quân. Đúng là quá cay độc. Lỗ Kính Tu nghĩ đến phương diện đối phương cố gắng bố cục để kéo Vương Tử Quân vào sự việc này, hắn không khỏi cảm khái, đồng thời trong lòng có chút phức tạp, giống như còn có chút mừng rỡ. Nhưng đó chỉ là cảm giác vui mừng vì cùng nhau xuống địa ngục mà thôi. Đúng là khó trốn thoát đi được. Chương 1454, một anh có hình tượng cao lớn trong mắt tôi. Diệp Thừa Dân cẩn thận nhìn tư liệu trong tay, gương mặt hơi căng cứng. Sau khi nhìn xong thì cũng không nói gì mà đưa cho Trử Vận Phong ở bên cạnh. Trử Vận Phong đọc rất nhanh, động tác có thể nói là gió cuốn mây tan, gương mặt cũng dần trở nên âm trầm khi lật qua từng trang tư liệu. Sau khi những trang tư liệu mỏng được Trử Vận Phong đọc xong, lão vỗ lên mặt bàn rồi nói, Bí thư Lỗ Kính Tu, anh là một cán bộ lãnh đạo, sự việc phát triển đến mức này, anh còn cảm thấy mình không nên nói rõ tình huống với tổ chức sao? Anh nói xem ai là người chỉ thị cho anh hành động lần này, tôi muốn hỏi xem vì sao những tư liệu báo cáo của các đơn vị tham gia hành động lần này vì sao không phải là anh. Tôi hy vọng anh có thể mở rộng cửa lòng khai báo chân tướng sự việc, không cần phải nói là mình nhờ người khác, như vậy căn bản không có sức thuyết phục, không quá đáng tin. Giọng nói của Trử Vận Phong là không nhỏ, thật sự giống như sấm sét. Khi lão nổi giận thì đám thường ủy tỉnh ủy mới ý thức được Lỗ Kính Tu là người gánh tội thay. Tất cả đều từ bàn tay của Vương Tử Quân mà ra sao? Nếu nói rõ sự việc,
như vậy tất cả nguyên nhân chỉ nằm trên người Vương Tử Quân. Lỗ Kính Thu là một người kiêu ngạo, nếu như nói hắn có chút bi thương vì mình gánh tội thay, như vậy thế cục bây giờ lại làm cho bản tính kiêu ngạo của hắn trở nên đau đớn. Chính mình xem ra quá bi kịch, chưa nói đến việc nhận tội thay cho người khác, bây giờ sự việc nhận tội thay không thành công, còn bị người ta vạch trần, sau này nhất định sẽ có cái nhìn khác về mình. Trước kia Lỗ Kính Tu căn bản có sự sợ hãi theo bản năng với Trử Vận Phong, thế nhưng bây giờ hắn không sợ đòn ánh mắt của đối phương. Khi hắn đang chuẩn bị thà chết cũng không nhận, chợt có người lên tiếng, các đơn vị kia cũng không phối hợp với bí thư Lỗ, điều này tôi có thể chứng minh. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên làm cho bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên sinh động, hầu như mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng. Cửa phòng được mở ra, Vương Tử Quân đi vào trong với vẻ mặt ung dung. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì vẻ mặt nhiều người chợt tỏ ra sững sờ. Mọi người cho rằng lần này Vương Tử Quân xin nghỉ không tham gia hội nghị thường ủy là vì trốn tránh trách nhiệm, tránh khỏi tình huống xấu hổ, nguyên nhân vì sao thì mọi người đều hiểu rõ. Nhưng cũng không ai ngờ Vương Tử Quân lại xuất hiện, hơn nữa câu đầu tiên lại là nói thay cho Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu nghe được những lời này mà thiếu chút nữa đã hôn mê, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn cảm thấy tảng đá lớn trong đầu đã được dịch chuyển, đồng thời còn có chút phẫn nộ. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không nên tới, vì hắn đã nhận tội lên người, bây giờ anh chen ngang làm gì? Không phải làm ngược lại rồi sao? Anh cảm thấy mình là người hùng, vào thời điểm mấu chốt thì đứng ra cứu giúp người khác sao? Không biết anh làm như vậy đã ép những hy sinh của tôi trước đó thành công cốc. Lỗ Kính Tu dùng ánh mắt buồn vui lẫn lộn nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt có chút dao động bất định. Đúng lúc này Kim Hành Thuấn ngồi bên cạnh Lỗ Kính Tu đã mở miệng cười nói, trưởng phòng Tử Quân, sao anh biết không phải là bí thư Lỗ đã ra tay phối hợp, chẳng lẽ ngài biết còn một người khác tham gia nữa sao? Tôi tất nhiên biết rõ, vì những chuyện này đều do tôi làm ra. Vương Tử Quân đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, sau đó lên tiếng không chút bối rối. Đám người trong phòng họp giống như ngừng thở, bọn họ tỏ ra kinh ngạc, đồng thời càng tỏ ra vui mừng như điên. Cảm giác vui sướng hiện rõ trên mặt Lý Thừa Uyên, trên mặt Kim Hành Thuấn, Trương Thu Mi, và thậm chí là cả Lỗ Kính Tu. Diệp Thừa Dân là người chủ trì hội nghị lần này, lão kinh ngạc nhưng cũng có chút thoải mái. Lão vốn còn đang dao động bất định trong phương diện bảo vệ Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân chủ động đứng ra, cho dù lãnh đạo cấp trên có truy cứu cũng không liên quan đến Diệp Thừa Dân lão. Chính mình muốn chết còn trách người khác được sao? Nếu so với vẻ mặt như chút được gánh nặng của Diệp Thừa Dân thì gương mặt Trử Vận Phong biến đổi cực kỳ nhanh chóng. Đối với Trử Vận Phong thì có không ít hảo cảm với Vương Tử Quân, ít nhất thì lão cũng cảm thấy Vương Tử Quân là người gánh vác trách nhiệm. Sau khi Trần Hồng Lỗi cầm những chứng cứ này đi đến, Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn cũng nhanh chóng tỏ thái độ, thế là Trử Vận Phong căn bản vẫn còn có chút do dự về chuyện cạn tàu giáo máng với Vương Tử Quân. Nhưng trước đó khi mà Vương Tử Quân không xuất hiện trong phòng họp thì cảm giác kia biến mất hơn phân nửa. Người không dám đảm đương thì căn bản không thể làm việc lớn, đây chính là tiêu chuẩn nhìn người của Trử Vận Phong, cũng là nguyên tắc được lão cực kỳ coi trọng. Nhưng khi bọn họ từng bước áp sát, hầu như sự việc đã đi đến mức cuối cùng thì Vương Tử Quân lại xuất hiện, sau đó gánh hết trách nhiệm lên người. Điều này làm cho tâm tư ái tài của Trử Vận Phong với Vương Tử Quân càng thêm nồng đậm. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là người có tài trong mắt Trử Vận Phong, lão không hy vọng một nhân tài như vậy sẽ vì chút sơ sẩy mà rơi vào hậu quả chim gãy cánh. Nhưng lão cũng không phải chỉ đại biểu cho chính mình, nếu như lão chỉ đại biểu cho mình thì căn bản dễ dàng nói ra những lời bảo hộ cho Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, anh nói như vậy rõ ràng biết đến hành động lần này của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Anh là một lãnh đạo tỉnh ủy, anh cũng biết rõ hành động này mang lại ảnh hưởng thế nào cho tỉnh, vì sao trước khi hành động anh không báo cáo cho cấp ủy chính quyền tỉnh. Lý Thừa Uyên dùng giọng điệu sắc bén lên tiếng, khóe miệng còn treo nụ cười nhàn nhạt. Tuy Lý Thừa Uyên là người lòng dạ sâu thẳm nhưng lúc này có cục diện không chiến đấu mà vẫn thắng vẫn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hắn không ngờ sự việc lại biến hóa nhanh như vậy. Theo dự đoán của Lý Thừa Uyên thì hai bên phải đấu võ mồm một lúc mới cho ra kết quả, không ngờ người ta lại chủ động thừa nhận. Điều này làm cho Lý Thừa Uyên cảm thấy vui mừng như điên,
giống như còn có chút tiếc nuối. Dù sao thì hắn chờ ngày hôm nay đã quá lâu, cũng mưu đồ rất lâu, hắn không chỉ muốn thắng lợi, còn muốn thực hiện cả quá trình, vì như vậy mới sảng khoái nhân tâm, là một hưởng thụ khó có được. Tôi cho rằng đây là công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, cho nên cũng không cần báo cáo. Vương Tử Quân thản nhiên nhìn Lý Thừa Uyên rồi nói. Chương 1454-2, anh có hình tượng cao lớn trong mắt tôi. Vương Tử Quân tỏ ra quá tỉnh táo làm cho Lý Thừa Uyên cảm thấy không thoải mái, thậm chí trong lòng còn có chút bất an. Vương Tử Quân có thể thản nhiên thừa nhận chuyện này, lại không cho ra bất kỳ lời giải thích nào, đây vốn không phải là phong cách của Vương Tử Quân. Chẳng lẽ bên trong có biến cố gì sao? Lý Thừa Uyên biết rõ Vương Tử Quân là một người mà lòng dạ không giống như gương mặt trẻ tuổi, nếu như không có đủ chứng cứ và lý lẽ thuyết phục, căn bản khó thể nào nắm được người này vào trong tay. Thậm chí đối phương còn có vài phương diện vượt xa Lý Thừa Uyên. Nếu như ném Lý Thừa Uyên đến một địa phương như Nam Giang, hắn cảm thấy mình tuy đủ năng lực, thế nhưng mình có cố gắng cũng không làm ra thành tích như Vương Tử Quân vào lúc này. Không, phải nói là có cơ sở tốt ở Nam Giang cũng không làm hắn có được thành tích tốt như Vương Tử Quân vào lúc này. Hai bên tự tạo thành hai phái khác nhau, điều này không phải chỉ dựa vào sự giúp đỡ của tuyến trên. Bản thân càng có năng lực và thủ đoạn vượt qua thử thách. Vương Tử Quân mới đi vào Nam Giang được một năm đã có thể thực hiện ước mơ cả đời của bao nhiêu người, còn ai dám coi thường hắn. Lý Thừa Uyên đến bây giờ cũng chưa từng xem thường Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu bình tĩnh tiêu sái, chẳng lẽ trong này có gì khác thường. Lý Thừa Uyên càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Trưởng phòng Vương, anh có biết chính mình cho rằng những thứ kia không tất yếu, thế nhưng lại tạo nên ảnh hưởng lớn thế nào cho Nam Giang? Lãnh đạo thượng cấp đã gọi điện thoại đến, yêu cầu chúng ta cho ra giải thích, hơn nữa sự kiện này sắp xảy ra tranh cãi ngoại giao. Kim Hành Thuấn thấy Lý Thừa Uyên không nói được lời nào thì đứng lên dùng giọng nghiêm nghị nói. Đến bây giờ hắn cũng vẫn sợ hãi Vương Tử Quân, thế nhưng vì cảm giác sợ hãi này mà hắn đứng lên phản kích càng cảm nhận được khoái cảm khó có được. Vương Tử Quân cũng không có gì là quá mạnh. Kim Hành Thuấn nhìn Vương Tử Quân ngồi ở đối diện với mình mà không khỏi có chút đắc ý. Khi một loạt người lên tiếng chất vấn thì chỉ còn một con đường cho Vương Tử Quân, đó là gánh vác tất cả trách nhiệm, thừa nhận sai lầm. Kết quả này căn bản là thắng lợi toàn diện với một số người, nhưng đối với Đậu Minh Đường ở bên cạnh Vương Tử Quân thì căn bản là khổ sở khó nói nên lời. Tuy chuyện này không thể ép chết Vương Tử Quân, thế nhưng lại làm cho con đường làm quan của Vương Tử Quân có chút u ám. Tuy Vương Tử Quân còn trẻ, căn bản có nhiều ưu thế hơn những người cạnh tranh với mình, vẫn có ưu thế rất lớn, thế nhưng sự việc trong quan trường xảy ra như trong một dòng nước, sóng đánh đến có thể kéo anh vào vòng xoáy. Nếu anh bị kéo vào vòng xoáy, anh sẽ phí đi vài năm công tác, như vậy sẽ mất đi ưu thế độ tuổi của mình. Nếu so ra thì càng lên cao càng khó đi, như vậy có thể thấy được Vương Tử Quân bây giờ có chút lỗ mãng. Vương Tử Quân sao lại như vậy? Trước khi Đậu Minh Đường đến đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, đã nói ra tính toán của mình. Nhưng bây giờ sao lại xuất hiện phá nát tất cả bố cục có sẵn như vậy? Ôi, phải nói là tự mình cho là đúng, Vương Tử Quân cũng không phải không đồng ý gì trong lúc gọi điện thoại với mình sao? Đậu Minh Đường nghĩ đến cuộc điện thoại với Vương Tử Quân, hắn chợt nghĩ đến thái độ sảng khoái của Vương Tử Quân vào lúc này. Vương Tử Quân đang cười, cũng không nói thêm điều gì khác. Đậu Minh Đường nhìn thái độ của Vương Tử Quân, hắn thật sự muốn xem vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này có nhận thua đơn giản như vậy không. Nhưng không nhận thua thì có thể làm sao? Tôi không cần giải thích, vì đó là con thuyền buôn lậu. Vương Tử Quân nói rất nhạt nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác như nhúng nước sôi, chỉ một câu nó đã giống như ném tảng đá khổng lồ vào hồ nước. Không cần giải thích, không cần giải thích. Vương Tử Quân đến bây giờ vẫn nhận định đó là thuyền buôn lậu. Điều này làm cho không ít người giật mình, cả đám trợn tròn mắt chờ đáp án từ Vương Tử Quân. Lúc này trong quan trường Nam Giang có nhiều tin đồn về việc Vương Tử Quân sắp bị điều đi, có người nói hội nghị thường ủy lần này không chỉ là Nam Giang chắp tay tiễn khách với Vương Tử Quân, còn tiễn trưởng phòng Vương một đoạn đường. Hơn nữa biết đâu địa bàn nhận chức đã được quyết định, lúc này mưa gió mà Vương Tử Quân tạo ra ở Nam Giang sắp kết thúc. Trần Hồng Lỗi tất nhiên biết rõ những thứ này. Mỗi lần Nam Giang có gió thổi cỏ lay đều khó qua được mắt hắn. Nếu những tin đồn kia là thật,
như vậy thế cục chính trị ở Nam Giang sắp lật bài. Trần Hồng Lỗi đã chờ quá lâu rồi, nếu chủ tịch Trừ tạo nên xu thế đối kháng với Diệp Thừa Dân, như vậy Trần Hồng Lỗi đầy tự tin mình sẽ tiến gần Trung tâm quyền lực, sẽ không cần sợ bị cho ra rìa. Nếu như anh có được thực lực sau bao ngày bị ghẻ lạnh, anh có gì mà không chịu được. Vì vậy dù Vương Tử Quân không có mặt trong hội nghị thường ủy hôm nay thì vẫn khó chạy trời khỏi nắng, kết quả cũng như nhau, sẽ là một tình cảnh quyết định sinh tử tồn vong của Vương Tử Quân. Nếu như nói Vương Tử Quân xuất hiện làm cho Trần Hồng Lỗi cực kỳ bất ngờ, bây giờ nghe được lời nói khẳng định của Vương Tử Quân rằng con thuyền kia là của đám người buôn lậu, hắn có chút giật mình nhưng khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Trần Hồng Lỗi biết rõ trên con thuyền kia có những thứ gì, không có bất kỳ vật phẩm buôn lậu nào, Vương Tử Quân dựa vào cái gì để nói nó là con thuyền buôn lậu. Gắng gượng chống chế sao? Gắng gượng như vậy sẽ không có gì là tốt cho Vương Tử Quân, nhưng thật lòng thì Trần Hồng Lỗi mong muốn Vương Tử Quân cứ mãi kiên trì gắng gượng như vậy. Càng gắng gượng thì phản lực càng lớn. Trưởng phòng Vương, chúng ta đang bàn về chuyện trọng đại, nói chuyện cần phải có chứng cứ, nói không không cũng chẳng ra thể thống gì. Cục công an thành phố Đông Hồng đã kiểm tra con thuyền vài lượt, không có thu hoạch gì, chẳng lẽ anh cho rằng sức phán đoán của mình thuyết phục hơn những tư liệu kiểm tra của cục công an thành phố sao? Trương Thu Mi nói những lời này bằng giọng điệu có chút khinh thường. Trương Thu Mi gần đây không có cảm tình gì với Vương Tử Quân. Nàng là một thường ủy có tư cách trong hội nghị thường ủy, nàng căn bản sinh ra cảm giác ưu việt đối với cánh thường ủy là đàn ông. Hơn nữa những năm qua nàng đi khá gần với Trử Vận Phong, ít nhiều cũng cho rằng mình có chút thần bí. Vì vậy mọi người đều cho rằng người phụ nữ này nhìn thì dịu dàng hòa nhã nhưng lại quá hùng mạnh, thế nên bọn họ thường bày ra thái độ cung kính khiêm nhường, nếu không sẽ bị liệt vào hạng người không giỏi đối nhân xử thế. Điều này căn bản được số đông đàn ông trong tỉnh Nam Giang có chung nhận thức. Nhưng cục diện nhanh chóng bị phá vỡ, Vương Tử Quân là một vị thường ủy trẻ tuổi vốn xếp sau Trương Thu Mi, bây giờ chỉ mất không tới một năm để vượt qua nàng, là một đầu sỏ ở Nam Giang. Điều này làm cho Trương Thu Mi ghen ghét dữ dội, nàng căn bản không nhìn thuận mắt người đến sau mà tới trước như Vương Tử Quân. Chương 1455, sống và chết. Thử nghĩ mà xem, đối phương là cái gì mà đứng trước mặt mình. Trương Thu Mi đến nay căn bản không phục, kết quả không phục đó là câu trả lời mỉa mai Vương Tử Quân vào lúc này. Trương Thu Mi tuy không hiểu rõ sự việc như đám người Lý Thử Uyên, thế nhưng cũng biết lần này Vương Tử Quân khó thể xoay người. Vương Tử Quân đã là con vịt mạnh miệng khi sắp bị vặt lông, điều này làm cho Trương Thu Mi cảm thấy khinh thường và cực kỳ vui mừng. Nếu Trương Thu Mi có thể đả kích được Vương Tử Quân, như vậy cũng gia tăng uy tín của mình. Nếu như Vương Tử Quân á khẩu không trả lời được, như vậy ngay cả Chủ tịch Trừ cũng phải giơ ngón tay cái lên với mình. Một sự việc nhất cử lưỡng tiện như vậy, Trương Thu Mi cũng không muốn buông tha. Vì vậy nàng căn bản không chút do dự, nhanh chóng đặt ra vấn đề, nàng muốn xem Vương Tử Quân có thể duy trì được bao lâu. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trương Thu Mi, hắn nở nụ cười ung dung, sau đó nhìn đối phương rồi nói, đúng vậy, trưởng phòng Trương nói rất đúng, chúng tôi cũng không điều tra được con thuyền kia là khả nghi buôn lậu. Vương Tử Quân nói làm cho vẻ mặt Trương Thu Mi càng thêm đắc ý, những lời như vậy là tự thừa nhận lời nói vừa rồi là không có chứng cứ, suy đoán lung tung. Rốt cuộc vẫn là nàng nhanh mồm nhanh miệng, nói câu đầu tiên đã ép Vương Tử Quân vào góc tường. Trương Thu Mi căn bản cảm thấy cực kỳ có thành tựu khi liên tiếp áp chế Vương Tử Quân, có câu đuổi giặc đến cùng, nàng là một người phụ nữ, nàng cũng không muốn trở thành sở bá vương để mọi người oán thán. Trưởng phòng Vương, anh đã không có chứng cứ, sao anh có thể nói đó là thuyền buôn lậu? Phải biết rằng phỉ báng cũng là một tội danh, tôi nhắc nhở anh một câu, thân phận của anh cũng không đại biểu cho cá nhân, vì vậy nói chuyện cũng nên thận trọng. Trương Thu Mi không hổ danh là trưởng phòng tuyên truyền, lời nói ra khỏi miệng căn bản đều cực kỳ có ý nghĩa. Vương Tử Quân cười cười với Trương Thu Mi, sau đó hắn thản nhiên nói, cảm ơn, ý của tôi là lần này căn bản không điều tra ra được, thế nhưng cũng không phải có nghĩa là trước đó con thuyền này không tham gia buôn lậu. Vương Tử Quân nói những lời này làm cho Trương Thu Mi tức như điên, nhưng ngay sau đó thì nàng tỉnh táo lại. Vương Tử Quân có bộ dạng không nóng không lạnh, không nóng không vội, điều này làm nàng mẫn cảm ý thức được có vấn đề, chẳng lẽ đối phương nắm chứng cứ gì trong tay sao?
Vương Tử Quân không phải là một người dễ dàng chịu thua, điều này Trương Thu Mi hiểu rất rõ ràng. Nhưng nàng cũng biết rõ người này làm việc căn bản suy nghĩ sâu xa, hơn nữa thường đi từ sau tới trước, dùng câu nói tính trước làm sau để miêu tả một người có lòng dạ cực kỳ sâu sắc như Vương Tử Quân là rất phù hợp. Người này không mưu sẽ không hành động, nếu hành động thì chắc chắn đã suy tính rất kỹ càng. Trương Thu Mi ý thức được điều này thì mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Dù sao nàng ngồi trên vị trí hiện tại cũng xem như tu luyện thành tiên trong quan trường, cũng là một phương chư thần. Dù lúc này vị trí của nàng có biến hóa thế nào đều không bị đánh vùi dập như người trần, căn bản không bao giờ có khả năng bị đánh về nguyên hình. Lần này nàng trêu chọc Vương Tử Quân, tương lai ngày nào đó đối phương sẽ ra tay sát thủ với mình. Khi đầu óc Trương Thu Mi đang xoay chuyển, đang định đưa lập trường của mình đến vị trí trung dung để giảm bớt đối chọi gay gắt vào lúc này. Thế nhưng Vương Tử Quân không cho nàng cơ hội giải thích, chợt nghe hắn nói tiếp, chúng tôi đã nắm nhiều chứng cứ xác thực, mặc dù lần này con thuyền kia không buôn lậu, thế nhưng lại có hơn 30 lần trước vận chuyển hàng buôn lậu, sự việc cực kỳ trọng đại. Vương Tử Quân nói những lời này làm cho Diệp Thừa Dân nắm chặt cây bút, vẻ mặt những người khác cũng cho ra những biến hóa không nhỏ. Nếu thật sự có căn cứ chính xác để xác định con thuyền kia buôn lậu, như vậy tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Dù sao thì cũng xem như có kết luận. Nếu như lần này Vương Tử Quân không bị nắm bắt, như vậy đối phương sẽ không bao giờ bỏ qua cho hành vi cũ của mình. Bầu không khí trong phòng họp cực kỳ ngưng trọng, tình thế xoay chuyển làm cho nhiều người mở rộng tầm mắt. Vương Tử Quân có chứng cứ trong tay, như vậy hội nghị thường ủy lần này không cần phải tiếp tục nữa rồi. Mục đích mở hội nghị thường ủy không phải là vì cho ra một câu giải thích hợp lý với lãnh đạo thượng cấp sao? Bây giờ đã có chứng cứ, tất cả khó khăn bị giải quyết rõ ràng. Hơn nữa phương diện thẩm tra vụ án buôn lậu này sẽ là một vụ án cực kỳ lớn của tỉnh Nam Giang. Đám người thầm nghĩ như vậy, thế là ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân rất phức tạp. Người này chắc chắn sẽ phải rời khỏi Nam Giang, thế nhưng tình huống đối phương khốn khổ rời đi căn bản không tái hiện. Lúc này người có tâm tư thả lỏng nhất phải là Lỗ Kính Thu, nếu như sự thật giống như lời nói của Vương Tử Quân. Có nghĩa là hắn không những không trải qua đại nạn, thậm chí còn có được công lao cực kỳ lớn. Lúc này tâm tư của Trần Hồng Lỗi chợt rơi xuống đáy cốc, hắn không thể ngờ Vương Tử Quân lại dùng lời khẳng định nói rằng mình có chứng cứ. Sao có thể được, sao đối phương lại có chứng cứ? Phải biết rằng hành động lần này được sắp xếp cực kỳ cẩn thận, trên thuyền không có chút dấu vết nào. Trần Hồng Lỗi căn bản cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn không rõ tên khốn quỷ kế đa đoan kia đột phá sự việc từ phương diện nào. Vì vậy Trần Hồng Lỗi trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói, Bí thư Diệp, các vị lãnh đạo, nếu đã có căn cứ mới thì tôi sẽ đi xem xét, đợi sau khi điều tra rõ ràng sẽ đến báo cáo với các vị. Trần Hồng Lỗi làm cục trưởng cục công an tỉnh, lúc này rời đi căn bản cũng không là vấn đề. Khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị gật đầu thì Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Trần Hồng Lỗi rồi nói, Cục trưởng Trần, anh không cần phải đi, có một số việc mà các đồng chí tuyến trên cần anh trả lời rõ ràng. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì cửa phòng họp bị đẩy ra, có vài người đàn ông mặc tây trang đi vào đứng ngay bên cửa. Những người đàn ông này cũng không đi vào thế nhưng ánh mắt lại tập trung lên người của Trần Hồng Lỗi, ánh mắt của bọn họ không khỏi làm cho Trần Hồng Lỗi cảm thấy hoảng loạn. Hắn vô thức nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Trịnh Uy Quân đã đầu thú vào tối qua. Vương Tử Quân nhìn Trần Hồng Lỗi rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Nhưng bây giờ giọng nói bình tĩnh của Vương Tử Quân giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả phòng tuyến của Trần Hồng Lỗi chợt tan vỡ. Tên khốn Trịnh Uy Quân kia chịu khổ nhiều ngày, bây giờ lại từ lỗ nào chui ra, ý nghĩa của sự việc Trịnh Uy Quân đầu thú là thế nào thì Trần Hồng Lỗi hiểu rất rõ. Hầu như Trần Hồng Lỗi dùng hết lực lượng để xoay người đi chỗ khác, hắn há hốc miệng không nói được một lời. Tuy đám người ngồi đây đều không biết Trịnh Uy Quân là ai, thế nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Trần Hồng Lỗi, tất cả mọi người ý thức được sự việc khác thường, thế nên biểu hiện rất khác nhau, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trần Hồng Lỗi đi ra khỏi phòng họp, lúc này vài người đàn ông đứng bên cửa nhanh chóng tiến lên vây quanh lấy hắn. Khi Trần Hồng Lỗi bị đám người này vây quanh, một người đàn ông hơn 50 tuổi chợt lặng lẽ xuất hiện bên ngoài phòng họp. Bí thư Diệp, tôi có công tác cần báo cáo với ngài. Người đàn ông kia đi vào phòng họp thì khẽ nói với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân có biết người đàn ông kia,
sau khi sự việc xảy ra với Trần Hồng Lỗi và người đàn ông này xuất hiện, lão đã ý thức được có chuyện gì xảy ra. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó cùng người đàn ông kia đi vào trong một gian phòng họp nhỏ. Chương 1456, một anh không phải Bá Nhạc mà là người cận thị. Bầu không khí trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Trử Vận Phong nhìn vị trí trống trong phòng, ngón tay liên tục run rẩy. Trần Hồng Lỗi là người được lão đề bạt lên, bây giờ người này lại xảy ra chuyện, ý nghĩa của nó là thế nào? Rõ ràng là lão không làm tốt nhiệm vụ của một Bá Nhạc, ngược lại còn là một người cận thị. Trử Vận Phong là người ngồi trên vị trí lãnh đạo cấp cao nhiều năm, căn bản dự kiến trước được rất nhiều chuyện, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là có thể ngửi được hương vị bên trong. Tuy lão tự nhận mình là người bình tĩnh ung dung, thế nhưng Trần Hồng Lỗi gặp chuyện không may vẫn làm cho lão cảm thấy hoảng hốt, không thể nào bảo trì được sự bình tĩnh tự tin vốn có của mình. Nếu như việc Trần Hồng Lỗi gặp chuyện không may giống như một viên đạn, như vậy mục tiêu mà viên đạn kia bắn đến sẽ là ai? Trử Vận Phong căn bản hiểu chắc chắn điều này, thế là không khỏi nhìn về phía Lý Thừa Uyên. Lúc này lão thấy gương mặt Lý Thừa Uyên giống như có thể vặn ra nước, không thể nào che giấu được vẻ bối rối của mình. Trử Vận Phong lại nhìn về phía Vương Tử Quân ở bên kia, vẻ mặt đối phương quá bình tĩnh, không nói một lời với bất kỳ ai, lẳng lặng ngồi đó cực kỳ bình tĩnh. Khi bầu không khí trong phòng họp càng làm cho người ta cảm thấy bị đè nén, lúc này cửa phòng họp nhỏ bên trong được mở ra, người đàn ông trung niên đi ra khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó cất bước rời đi. Diệp Thừa Dân lúc này vẫn đứng yên nơi cửa phòng. Chủ tịch Trử, có chuyện cần thông báo với anh. Diệp Thừa Dân nhìn Trử Vận Phong, lão nói một câu rồi đi vào trong phòng. Cửa phòng lại đóng lại, mọi người nhìn về phía căn phòng nhỏ mà không khỏi cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, vì căn phòng nó rất có thể sẽ diễn ra một sự kiện kỳ tích. Trưởng phòng Vương, hút điếu thuốc đi. Đậu Minh Đường có chút do dự, sau đó đưa cho Vương Tử Quân một điếu thuốc. Hành động mờ ám của hắn căn bản đã phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong phòng. Mời thuốc là một hành động mờ ám, nhưng đằng sau hành động mờ ám này chính là biểu hiện sự lo lắng. Nếu như nói trước kia Vương Tử Quân đến thì Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường căn bản đã mất đi thế cục, cực kỳ không yên, nhưng bây giờ bọn họ đã đến bờ vô cực Thái Lai, đáng để chúc mừng. Bí thư Đậu, tôi cũng muốn một điếu. Lỗ Kính Tu đã trầm mặc quá lâu, bây giờ đưa bàn tay to về phía Đậu Minh Đường, sau đó trầm giọng nói. Hắn biết mình muốn lấy thuốc của Đậu Minh Đường là quá rêu rao, thế nhưng bây giờ hắn cũng cần phải biểu hiện chính mình. Vừa rồi Lỗ Kính Tu như một con chó bị đánh rơi xuống nước, bây giờ tất cả không còn giống như trước. Lỗ Kính Tu hắn không những không còn là chó rơi xuống nước, ngược lại còn là anh hùng, là người hiệp nghĩa can đảm, không thể bỏ qua công lao. Vừa rồi chính Lỗ Kính Tu không còn cách nào khác, không thể không đứng lên nhận tội thay. Bây giờ gió mây biến đổi, sự việc đã định, nếu như hắn không đứng lên biểu hiện tư thế anh hùng, như vậy không phải những uất ức vừa nhận là không công sao. Đậu Minh Đường biết rõ tâm tình của Lỗ Kính Tu vào lúc này, hắn cũng không cho rằng đối phương làm như vậy có gì là không đúng. Hắn nhanh chóng lấy một điếu ra ném cho Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu hút thuốc rồi nhìn về phía Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa, lúc này hắn thật sự cảm khái ánh mắt nhìn xa trông rộng của anh mình, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Vương Tử Quân tuy xử lý chuyện này, thế nhưng một người có khả năng mạnh mẽ như vậy lại phải rời khỏi Nam Giang, điều này là một tiếc nuối lớn với Lỗ Kính Tu hắn. Khi Lỗ Kính Tu nghĩ đến những điều này thì cửa phòng họp lại mở ra. Trử Ngôn Huy ngồi trong một nhà hàng nhỏ bên đường, hắn thản nhiên tự đắc uống trà. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo, người mà ai ai cũng kiêng kỵ ở Nam Giang bây giờ đã thất bại. Tất cả đều được Trử Ngôn Huy hắn nắm trong lòng bàn tay, đối phó với người kia chỉ là dùng hai chiêu nhỏ mà thôi. Chiêu thứ nhất làm cho đối phương phải cút đi, chiêu thứ hai làm cho người ta phải xám xịt rời đi, thuận tiện còn diệt trừ tận gốc những gì mà đối phương đã gây dựng ở Nam Giang. Đối đãi với một người như Vương Tử Quân thì phải nhổ cỏ tận gốc, phải phát huy ý nghĩa của câu nói này đến cực hạn. Vương Tử Quân biết Trử Ngôn Huy hắn làm ra những thứ này thì cũng được gì. Với trí thông minh và tài trí của Vương Tử Quân thì biết điều này không là vấn đề. Chủ nhiệm nhìn nữ nhân viên đang pha trà cho mình, hắn khẽ cười nói, em gái, anh hỏi em một chút, trên đời này người hiểu em nhất là ai? Cô gái có hơi đỏ mặt, nàng đưa mắt nhìn Trử Ngôn Huy rồi ngượng ngùng cúi đầu, điều này,
dù sao cũng không phải là anh. Chử Ngôn Huy nhìn cô gái còn đang trong thời điểm phát dục mà không khỏi có chút động tâm, thế nhưng hắn biết rõ mình có thể thực hiện cuộc tình một đêm với cô gái này, thế nhưng nếu muốn cùng nhau chung sống thì căn bản là chuyện không thể. Sau khi cắt đứt ý nghĩ của mình, Chử Ngôn Huy cười ha hả nói, ha ha, anh nói cho em biết, trên đời này người hiểu rõ về em nhất chính là kẻ thù của em. Câu nói của Chử Ngôn Huy làm cho cô gái có chút ngạc nhiên, sau đó nàng lắc đầu chối bỏ, Tiểu Lệ trong nhà hàng là bạn tri kỷ của em, nhưng cô ấy không phải là kẻ địch của em. Cô gái căn bản vẫn còn chút tính trẻ con, Chử Ngôn Huy lắc đầu, hắn biết đây không phải là người mình có thể tâm sự, thế nên mở miệng dùng giọng qua loa nói, em vẫn còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu. Người ta không phải còn nhỏ, đã là người lớn rồi đấy nhé. Vì Chử Ngôn Huy là khách quen, hơn nữa giọng điệu ôn hòa nhã nhặn, thế cho nên cô gái cũng rất có hảo cảm với hắn. Chử Ngôn Huy nhìn cô gái xinh đẹp giống như một đóa hoa đang hé nụ, tâm tình của hắn rất tốt. Cô gái kia càng lúc càng có hương vị của phụ nữ, thế là hắn nuốt nước bọt rồi cười nói, ừ, là một quả táo chín. Những cô gái thông minh luôn hiểu cách nhìn mặt nói chuyện, khi nàng thấy Chử Ngôn Huy vui vẻ thì cũng gom góp hứng thú nói, Chử tiên sinh, tôi thấy hôm nay ngài rất vui, không phải có việc vui gì đấy chứ. À, cũng coi như là có một người bạn sẽ phải cút đi, tất nhiên anh sẽ thấy vui sướng. Nếu như trước mặt người có quan hệ thân thiết với mình thì Chử Ngôn Huy tuyệt đối sẽ không nói những lời cởi mở thế này, nhưng bây giờ đối mặt với hắn là một thiếu nữ trong sáng không biết gì nhiều, hắn cảm thấy mình nên mở cõi lòng cho thoải mái. Cô gái kia tất nhiên không hiểu được lời nói của Chử Ngôn Huy, sự việc này là quá khó hiểu. Chử Ngôn Huy nhìn bộ dạng như tỉnh như mê của cô gái, hắn có chút đắc ý, anh là người đẩy người bạn kia cút đi. Em nghĩ mà xem, người ta biết anh ra tay, thế nhưng lại không làm gì được, có phải là tức chết hay không? Ha ha, cô gái sợ hãi an ủi, oan gia nên giải không nên kết, em cảm thấy mọi người nên giải tỏa khúc mắc thì hay hơn. Anh không cho người ta cơ hội xin lỗi sao? Cô gái có chút do dự rồi hỏi. Chương 1456, 2, anh không phải bá nhạc mà là người cận thị. Xin lỗi, không cần, anh chỉ muốn cho người ta nhớ kỹ, thuận anh thì sống, nhận được sự trợ giúp, ngược lại thì nhanh chóng cuốn gói ra đi. Cô gái thấy ly trà của Chử Ngôn Huy đã nguội, nàng dịu dàng châm cho hắn một ly trà mới. Chử Ngôn Huy nâng ly lên uống một ngụm, vẻ mặt có thêm chút lười biếng. Hắn lấy điện thoại ra, kéo đến cái tên thứ ba. Hắn cũng không gọi đi, sau khi trầm ngâm giây lát thì gửi một tin nhắn, cùng nhau uống trà được không? Chử Ngôn Huy nhắn ra ngoài vẫn có chút không yên, tuy hắn nói với nhân viên phục vụ rất tự tin, thế nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tút tút, âm thanh tin nhắn cuối cùng cũng vang lên, Chử Ngôn Huy cực kỳ vui vẻ, xem như tên khốn kia là kẻ thức thời. Tôi ở quán trà, anh khi nào thì đến? Chử Ngôn Huy rất vui vẻ, thế nên nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Bên kia trả lời cũng rất nhanh, tôi đang họp. Mất vài phút nữa. Tôi sẽ chờ, Chử Ngôn Huy nhắn một tin cuối cùng rồi đặt điện thoại xuống, hắn chợt nghĩ đến một khúc hát, như thế nào ấy nhỉ? Vương Tử Quân này là một người cao vời khôn thể chạm trong mắt vô số người, thế nhưng không phải cúi người ngoan ngoãn trước mặt mình sao? Các người có loại trà nào tốt nhất thì nhanh chóng chuẩn bị cho tôi, cô đi đi. Chử Ngôn Huy lấy một xấp tiền 100 đồng đặt lên khay trà, tỏ ý cho cô gái cầm đi. 20 phút trôi qua rất nhanh, khi đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, cửa phòng được đẩy ra, Vương Tử Quân đi vào mới nụ cười trên môi. Chử Ngôn Huy nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn có chút trầm ngâm, sau đó đứng lên nói, trưởng phòng Vương, tôi biết nơi này có trà ngon, thế nên mời anh đến nếm thử, mời anh ngồi. Vương Tử Quân bắt tay Chử Ngôn Huy rồi cười nói, trà nơi này thật sự rất ngon. Đúng vậy, tôi là khách quen của nhà hàng này. Thế nên vẫn có chút quyền lợi của mình. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Chử Ngôn Huy nhanh chóng rót trà. Tiếng nhạc khẽ vang lên trong phòng, Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng cực kỳ tự nhiên. Hai người trầm mặc không nói gì, Chử Ngôn Huy không biết phải làm sao để mở đầu câu chuyện. Vài phút qua đi, Chử Ngôn Huy cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, hắn cầm bình trà châm nước cho Vương Tử Quân, sau đó cười nói, trưởng phòng Vương. Hôm nay tôi dùng trà thay rượu, hy vọng chúng ta có thể cười xóa bỏ ân cừu.
Vương Tử Quân có chút sững sốt, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Hắn nâng ly lên cạn chén với Chử Ngôn Huy, sau đó cười nói, chỉ hy vọng như thế. Sau khi uống xong ly trà thì Chử Ngôn Huy cười nói, trưởng phòng Vương, ngài lần này không chiến thì không có tội, tôi sở dĩ có được thành tích hôm nay cũng là vì kết quả kinh doanh nhiều năm. Tôi nhắc ngài một câu, Nam Giang là sân khấu của tôi, nếu như đổi sang nơi khác thì căn bản không được như vậy. Chử Ngôn Huy nói những lời này cũng không phải khiêm tốn, hắn biết nếu mình và Vương Tử Quân đặt ở nơi khác, mình không phải là đối thủ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười không nói gì mà chỉ nhìn chờ Chử Ngôn Huy nói tiếp. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có đối thủ vĩnh viễn. Trưởng phòng Vương lúc này bay xa vạn dặm, tôi chỉ hy vọng ngài có thể xem tôi là một người bạn, cho dù là một người bạn bình thường cũng được. Người ta nói nhiều bạn thì có nhiều đường phát triển, sau này nếu trưởng phòng Vương có gì cần thì cứ mở miệng. Chử Ngôn Huy nói đến đây thì vuốt ve ly trà trong tay, chờ Vương Tử Quân tỏ thái độ. Anh nói xong rồi chứ? Vương Tử Quân không cho Chử Ngôn Huy thất vọng, hắn lẳng lặng hỏi. Xong rồi, Chử Ngôn Huy khẽ gật đầu. Anh nghĩ quá xa rồi. Vương Tử Quân nói xong rồi đứng lên, khi hắn đứng lên thì cửa phòng mở ra, 10 viên cảnh sát mặc thường phục phóng vào như gió, sau đó nhanh chóng vây quanh Chử Ngôn Huy. Chử Ngôn Huy nhìn tình cảnh chợt biến hóa mà không biết phải làm sao, Vương Tử Quân nhìn gương mặt kinh hoàng của Chử Ngôn Huy, hắn cười cười nói tiền trả tôi sẽ trả. Từ địa phương chuyển lên đơn vị trung ương có quyền lực lớn, đây căn bản là một luân hồi nho nhỏ với Nguyễn Chấn Nhạc. Lần trước Nguyễn Chấn Nhạc xuống tuyến dưới rèn luyện dù không thành công, thậm chí còn làm cho uy tín và thanh danh giảm xuống, thế nhưng hắn thông qua 2 năm liên tục cố gắng mà tìm về được những gì mình đã mất. Ít nhất thì Nguyễn Chấn Nhạc đã quay về là chính mình trong mắt người ngoài. Trong quan trường thường có nhiều chuyện buồn cười, nói anh đi nếu anh đi cũng được, không đi cũng được, nói anh không được đi thì không được đi, có đi cũng không được. Chào cục trưởng Nguyễn, một nữ thờ ru hạ đi qua bên cạnh khẽ cười chào hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn nữ thủ hạ xinh đẹp quyến rũ như một trái táo chín mọng mà không khỏi nở nụ cười có hơi gò bó, hắn cũng không nói lời nào. Thế nhưng cảm giác tham lam trong lòng lại làm hắn khó chịu. Đây là nỗi khổ trong lòng của Nguyễn Chấn Nhạc, vì nguyên nhân liên quan đến Tào Chân Nhi, thế cho nên Nguyễn Chấn Nhạc luôn rơi vào trạng thái đói khát. Nếu như hắn có thể được phát tiết, như vậy tâm tình sẽ rộng lớn sảng khoái hơn rất nhiều. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc không dám làm loạn, hắn cảm thấy mối quan hệ kết giao giữa nam và nữ là quá đặc biệt, dù là anh phong hoa tuyết nguyệt hay cây nhà lá vườn. Nam nữ kết giao với nhau là cả một quá trình này thường xảy ra nhiều chuyện, có đủ trò như khoe mẽ, khiêu khích, thử lòng, trốn tránh. Tất nhiên cũng là một sự kiện tràn đầy tính tri thức, có thể theo sát bên anh khi làm việc quốc gia đại sự, đi theo cả đời. Nếu như người nào có tâm tư và ghi chép lại quá trình này, như vậy sẽ thấy tất cả đều cực kỳ đẹp, thế nhưng nó cũng chỉ có một mục đích duy nhất, là cái giường. Chỉ khi nào đến nơi này thì mới xem như vén tấm màn che mặt của mối kết giao nam nữ. Nguyễn Chấn Nhạc không chỉ một lần muốn được tiến lên, thế nên hắn phải nhẫn nại hơn người thường, ở phương diện này hắn thật sự có thể làm tấm gương mẫu mực. Trong mắt đám cán bộ trẻ đơn vị thì Nguyễn Chấn Nhạc là một vị lãnh đạo trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng, bình dị gần gũi, dù là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, dù là nam hay nữ cũng thích trò chuyện với hắn. Nguyễn Chấn Nhạc quay lại phòng làm việc của mình. Nhân viên phục vụ đã quét dọn sạch sẽ, trên bàn còn đặt một ly trà Bích Loa Xuân thơm ngát. Cấp dưới phục vụ rất đúng chỗ, điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc hoảng hốt cảm thấy giống như mình quay về trạng thái đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy năm xưa. Nguyễn Chấn Nhạc lật xem văn kiện trong tay, điện thoại của hắn chợt vang lên, là âm báo tin nhắn, nội dung tin nhắn chỉ có 2 chữ, thành công. 2 chữ này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ vui mừng, hắn nhìn mà sinh ra cảm giác muốn cười. Lại một quá trình đứng thành hàng được bắt đầu, không, phải nó là mình quá chậm, mà anh cũng nên trả giá lớn cho chính mình. Nguyễn Chấn Nhạc ở trong phòng làm việc trống rỗng, hắn khẽ thì thào lẩm bẩm. Trên đời này anh nếu không biểu hiện công phu của chính mình cho người khác xem, anh cũng chỉ có thể chịu phục người khác mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc đặt điện thoại xuống, hắn vô thức vuốt mặt mình, muốn khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc. Nhưng hắn thật sự khó thể nào giả vờ nghiêm túc được. Tuy hắn rất muốn như vậy nhưng gương mặt giống như cứ mãi đối nghịch với hắn,
vẫn là bộ dạng vui mừng, dù thế nào cũng không thay đổi được. Chương 1457, làm quan khan hiếm tài nguyên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc hít vào một hơi, sau đó nói một câu mời vào. Đi vào là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mái tóc có vẻ hơi hói. Cục trưởng, đây là những vấn đề mà hội nghị vào ngày thứ 6 cần phải thông qua, xin ngài thẩm duyệt. Người đàn ông cung kính đi đến trước mặt Nguyễn Chấn Nhạc rồi nói. Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận văn kiện của người đàn ông kia, hắn liếc mắt nhìn, trong đó có việc nhận chức của Vương Tử Quân. Đó vẫn là một chức vụ chói mắt, làm cho Nguyễn Chấn Nhạc có chút hâm mộ. Trước kia hắn ở rất gần chức vụ này, thế nhưng bây giờ căn bản là quá xa xôi. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc hâm mộ Vương Tử Quân và tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng sau khi văn kiện này được đưa xuống thì người kia sẽ cực kỳ hối hận, vì đối phương ở rất gần vị trí này, nhưng bây giờ thì sao? Sẽ là hối hận như thế nào? Nguyễn Chấn Nhạc thầm cảm khái một câu, hắn phân phó người đàn ông bên cạnh, cũng không có vấn đề gì, mau nhanh chóng dừng việc thông qua văn kiện về việc nhận chức của Vương Tử Quân. Người đàn ông kia chợt sững sờ. Hắn cũng không phải không biết vị lãnh đạo trực tiếp của mình có ân oán với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết việc nhận chức của Vương Tử Quân chính là nội dung quan trọng của đơn vị, được nhiều lãnh đạo chú ý. Cục trưởng Nguyễn, tài liệu này sẽ phải đưa đến tay các vị lãnh đạo văn phòng vào chiều hôm nay. Người đàn ông có chút không yên, thế là không quên nhắc nhở Nguyễn Chấn Nhạc một câu. Nguyễn Chấn Nhạc bây giờ cũng là người thấy rõ thế sự, hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của thủ hạ. Nhưng hắn không muốn giải thích cho đối phương hiểu. Lãnh đạo xử lý vấn đề phải có đạo lý của mình, anh là cấp dưới sao có thể khoa tay múa chân. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nổi giận tím mặt với thủ hạ, hắn phất tay nói, cũng không làm chậm trễ anh đến đưa văn kiện cho lãnh đạo, chỉ là trong đó có chút thay đổi mà thôi. Người đàn ông khúm núm lui ra khỏi phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vào phần văn kiện được để lại, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Thế là không khỏi gọi điện thoại cho một cái tên quen thuộc. Khi âm thanh của Tào Chân Nhi từ bên kia truyền đến thì Nguyễn Chấn Nhạc cười nói, em, trưa nay chúng ta cùng nhau dùng cơm nhé. Tào Chân Nhi thật sự không thích ứng được thái độ khác thường của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng nhanh chóng tỏ ra vui sướng, thật sao? Anh nói đấy nhé, anh mời khách, em chọn địa điểm. Không là vấn đề, chỉ cần em chọn chỗ nào thì anh cũng thích. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng cực kỳ có phong độ nói với đầu dây bên kia. Tào Chân Nhi có chút buồn bực, người đàn ông giống như tảng đá kia hôm nay làm sao vậy? Nàng có chút nghi ngờ, thế là không khỏi dùng giọng do dự hỏi thăm, có phải hôm nay có chuyện vui gì không? Không có chuyện gì lớn, Nguyễn Chấn Nhạc có thể đoán được ý nghĩ của Tào Chân Nhi, hắn cười ha hả nói. Vậy hôm nay là ngày lễ gì sao? Tào Chân Nhi càng hiếu kỳ. Ngày hôm nay thật sự là ngày lễ của chúng ta, Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng cực kỳ hào khí và tự tin nói. Nguyễn Chấn Nhạc đặt điện thoại xuống và bắt đầu bận rộn công tác của mình, đó là ký tên lên các văn kiện. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là mình có nên gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, an ủi trưởng phòng Vương một chút, dù thế nào thì mình cũng là chiến hữu của đối phương. Nhưng sau đó Nguyễn Chấn Nhạc lại thầm nghĩ mình nên đợi một chút, đến khi lãnh đạo cho ra lời xác định. Khi đó mình liên lạc với đối phương cũng không muộn. Khi đó mình gọi điện thoại đến, Vương Tử Quân có chống đỡ được không? Đối phương sẽ vẫn tươi cười với mình sao? Để xem một người luôn chú trọng thể diện như Vương Tử Quân sẽ cho ra hành vi gì. 3 giờ chiều Nguyễn Chấn Nhạc đi làm thì nhận được điện thoại của trưởng ban. Tuy hắn bây giờ là lãnh đạo cao tầng của đơn vị, thế nhưng vẫn không có nhiều cơ hội đến phòng làm việc của trưởng ban Dương Độ Lục. Dù sao thì đến vị trí như của Dương Độ Lục thì lịch trình công tác đều được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ. Nguyễn Chấn Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất đi đến phòng làm việc của Dương Độ Lục, lúc này trưởng ban Dương đang ngồi uy nghiêm phê duyệt văn kiện. Nhưng Dương Độ Lục cũng không cho Nguyễn Chấn Nhạc chờ quá lâu, chỉ một phút sau đã đặt bút trong tay xuống. Chấn Nhạc, công tác gần đây thế nào, tôi nghe ủy viên Trần nói năng lực của anh là rất mạnh, hoàn toàn có thể gánh trọng trách của đơn vị. Dương Độ Lục nói bằng giọng điệu và gương mặt ôn hòa, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác thân cận. Nguyễn Chấn Nhạc công tác ở bên cạnh trưởng ban Dương Độ Lục thời gian khá lâu, hắn căn bản nhìn lãnh đạo của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn cung kính. Hắn nhanh chóng lên tiếng, trưởng ban, tôi đến đơn vị công tác thời gian ngắn,
còn nhiều phương diện không toàn diện, ủy viên Trần cho tôi nhiều sự giúp đỡ rất lớn, nếu không có sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo, tôi căn bản không thể nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác như vậy được. Nguyễn Trấn Nhạc tỏ ra an phận thì Dương Độ Lục càng có thêm vài phần hảo cảm. Dương Độ Lục căn bản khá thưởng thức Nguyễn Trấn Nhạc, đồng thời lại thấy nó còn có chút cảm tình khác, mặc dù cảm tình này là rất phi diệu, nhưng ít nhất thì nó vẫn tồn tại, con của mình và Nguyễn Trấn Nhạc cùng ngã đau trong tay một người, thậm chí có thể nói là bọn họ cùng ngã xuống một cái hố. Khi con trai ngã thì Dương Độ Lục chỉ hy vọng nó có thể dũng cảm đứng lên, ngã xuống hố cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần anh có đủ dũng khí và thực lực đứng lên, như vậy anh vẫn được coi như là một người đàn ông. Nhưng biểu hiện của Dương Quân Tài làm cho lão cảm thấy thất vọng, thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc thì lại khác, người này giống như đáp ứng đầy đủ sự chờ mong của lão về con mình, có thể bò ra khỏi cái hố mà mình đã ngã xuống. Tuy đả kích trước đó làm cho Nguyễn Trấn Nhạc mất đi khá nhiều ưu thế, nhưng chỉ cần người này ra sức truy đuổi, không vứt bỏ tư tưởng, tinh thần không suy sụp, vẫn làm ra được những sự việc làm người ta chú ý. Trong đầu Dương Độ Lục lóe lên những ý nghĩ như vậy, lão không khỏi nghĩ đến những tin tức mà mình vừa nhận được gần đây, thế là lại có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng người này có thể san bằng khoảng cách, bây giờ lại bị đẩy xuống một chút, xem như tạo hóa trêu người. Một chàng phong ba lại được đối phương dọn dẹp khá đẹp đẽ, lại mang đến cho người này một bầu trời mới, nếu có một ngày mình rơi vào tay đối phương, như vậy sẽ có bao nhiêu bẫy dập đang chờ mình. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Dương Độ Lục chợt thở dài một hơi nói, Trấn Nhạc, chút nữa cậu điều chỉnh nội dung hội nghị của đơn vị, chúng ta tạm thời không suy xét về việc nhận chức của đồng chí Vương Tử Quân. Dương Độ Lục nói ra những lời này làm cho Nguyễn Trấn Nhạc sinh ra cảm giác vui mừng như điên, từ sau khi sự việc xảy ra thì hắn đã có suy đoán như vậy. Hắn dám khẳng định Vương Tử Quân sẽ không được điều động đến vị trí đã định sẵn trước đó. Bây giờ Dương Độ Lục chính miệng nói ra điều này, đã chứng minh phán đoán của hắn là đúng, thế là hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ khoái cảm. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Nguyễn Trấn Nhạc dù biết lúc này Dương Độ Lục nói về cái gì, thế nhưng hắn cũng không nhịn được, hắn muốn tìm hiểu thêm một chút. Nguyễn Trấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi Dương Độ Lục, trưởng ban Dương. Vương Tử Quân có phải là chương 1458, một chuyện ăn cơm. Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy câu hỏi của mình rất có nghệ thuật, dù sao thì bây giờ mình hỏi một câu, lãnh đạo có hứng thú trả lời hay không cũng được. Đồng chí Vương Tử Quân không có vấn đề, ngược lại Nam Giang có vấn đề xảy ra, biết đâu lần này sẽ là một cuộc đại phẫu thuật cho Nam Giang. Dương Độ Lục nói rồi đưa một phần văn kiện cho Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc thấy trên văn kiện có đóng dấu bí mật, hắn không khỏi sửng sốt, sau đó cẩn thận xem xét. Khi đọc văn kiện thì hắn không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng. Chuyện gì xảy ra vậy? Nguyễn Trấn Nhạc không tin được những gì mình đang đọc, thế nhưng sự thật lại nói cho hắn biết tất cả không gì chân thật hơn. Sau khi khép bản văn kiện làm cho mình rung động lại, hắn cảm thấy sau lưng ướt như vừa mới tắm. Trưởng ban Dương, như vậy không phải kết quả điều tra lần trước của chúng ta là không hoàn chỉnh sao? Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến nội dung điều tra trước đó, hắn không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao thì trên báo cáo điều tra chủ yếu viết tên của hắn, nếu như tuyến trên truy cứu không tha, như vậy hắn sẽ không thể tránh khỏi bị trừng phạt. Tuy không phải là đả kích gì quá nặng nề, thế nhưng xét từ góc độ của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn đã không còn chịu được đả kích nữa rồi. Bản báo cáo điều tra kia không là vấn đề, không chỉ là các anh, ngay cả chúng tôi cũng không ngờ tập đoàn trong tay Trử Ngôn Huy lại có nhiều vấn đề lớn như vậy, lại liên quan đến quá nhiều người như vậy. Dương Độ Lục phất tay dùng giọng không vui nói, Nam Giang bây giờ rất phiền toái. Nguyễn Trấn Nhạc không khỏi thở dài một hơi, hắn thầm cảm thấy may mắn vì trước đó mình không quá nắm chặt Vương Tử Quân, không thể ngờ chút tiểu thông minh trước đó của mình bây giờ lại giúp mình vượt qua cửa ải. Cậu từng cùng chung ban ngành với đồng chí Vương Tử Quân, cậu cảm thấy nếu để cho Vương Tử Quân tiếp quản ủy ban tỉnh Nam Giang, anh ấy có thể duy trì tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang hay không? Khi Nguyễn Trấn Nhạc chuẩn bị rời đi, Dương Độ Lục chợt hỏi một câu như vậy. Câu hỏi của Dương Độ Lục làm cho Nguyễn Trấn Nhạc cực kỳ khiếp sợ. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí chủ tịch tỉnh Nam Giang, nếu như Vương Tử Quân ngồi lên vị trí kia. Như vậy là một lần bay vọt lên 9 tầng trời. Quan trường là một ngọn tháp vàng mà càng lên cao càng khó đi,
người có thể vượt lên một bước sẽ sáng tạo ra trời đất bao la cho riêng mình. Năm xưa Nguyễn Trấn Nhạc xuống tuyến dưới rèn luyện cũng là vì mong muốn mình có thể tiến lên một bước, nhưng vì khi đó phát sinh sai lầm mà bây giờ căn bản muốn tiến cũng khó đi. Bây giờ Vương Tử Quân lại là người được Dương Độ Lục cho rằng sẽ tiến lên một bước nữa. Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến hậu quả mà Vương Tử Quân sẽ tiến lên, đó là thăng chức trọng dụng, hơn nữa không bao lâu nữa lãnh đạo thứ hai trong tỉnh sẽ là lãnh đạo thứ nhất, như vậy không khỏi làm cho hắn cảm thấy đủ mọi hương vị đang xông vào đầu mình. Cục trưởng Nguyễn, tôi may mắn nghe lời của ngài, nếu không bây giờ sẽ cực kỳ phiền toái. Người đàn ông đầu hói buổi sáng đến báo cáo công tác với Nguyễn Trấn Nhạc, bây giờ lại tươi cười đi vào phòng làm việc của Nguyễn Trấn Nhạc. Hắn đưa văn kiện đã được sửa đổi cho cục trưởng Nguyễn, sau đó dùng giọng cung kính nói. Đúng vậy, mình nói đúng, nhưng cái đúng này lại là mèo mù gặp cá rán, căn bản khác biệt so với ý nghĩ thật sự của mình ngàn dặm. Nguyễn Trấn Nhạc buồn bã nghĩ như vậy, sự thật là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn là người có tâm tư kín đáo, hắn không thể nói những lời này cho cấp dưới nghe được, thế là chỉ nở nụ cười rụt rè rồi nói, không có gì. Nhưng lúc này Nguyễn Trấn Nhạc lại cảm thấy chỉ cần mình tiếp tục ngồi ở vị trí này một ngày, tên khốn đầu hói không có mắt này sẽ bị mình ghẻ lạnh. Ngay cả tâm tư của lãnh đạo là thế nào anh cũng không nhìn ra được, như vậy không phải anh đang muốn chết sao? Lãnh đạo còn không chịu xem báo cáo, thế nhưng anh vẫn ở lại lải nhải vuốt mông ngựa, cũng quá xem thường trình độ của lãnh đạo rồi. Thử nghĩ mà xem, có vị lãnh đạo nào đi đến vị trí như thế này lại để anh dễ dàng nhìn chúng như thế? Dù cho anh có ba hoa trích chòe thì tất cả lời nói cũng là ngu xuẩn, cũng không nên nói ra khỏi miệng. Hèn gì anh là người có mái tóc giống hệt như Địa Trung Hải, tuổi thọ cũng đã lớn mà chưa phát triển ra thể thống gì. Nguyễn Trấn Nhạc vừa đuổi cấp dưới đi thì nhận được một cuộc điện thoại cực kỳ vui vẻ của Tào Chân Nhi. Lúc này Tào Chân Nhi nói đã xác định quán cơm, thế nhưng lại mời đến vài người bạn, muốn cùng bọn họ chúc mừng hắn. Nguyễn Trấn Nhạc luôn cảm thấy Tào Chân Nhi chính là một sai lầm lớn của đời mình. Hắn là một người trong quan trường, dù cho bận rộn thế nào thì khi mệt cũng cần nghỉ ngơi, gia đình chính là bến cảng ấm áp của mọi người. Thế cho nên đối với hắn thì căn bản thiếu đi một bến cảng ấm áp như vậy, mất đi một nửa vui thú của đời người. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì trong lòng Nguyễn Trấn Nhạc sinh ra những hương vị không tốt. Trước mặt người ngoài thì hắn và Tào Chân Nhi là một cặp đôi trời sinh đáng được ngưỡng mộ, hai bên yêu thương giúp đỡ nhau rất hạnh phúc, nhưng thực tế có chuyện gì xảy ra thì hai người đồng sàng dị mộng hiểu rõ ràng nhất. Đánh giá một cách khách quan thì Tào Chân Nhi tuy có bộ dạng không cực kỳ xinh đẹp nhưng lại có khí chất cao vời hơn người, hơn nữa làn da trắng mịn màng nõn nà như ngọc cũng xem như là một người phụ nữ cực phẩm. Nguyễn Trấn Nhạc quen biết rất ít phụ nữ, hắn lại là người còn trẻ, có tâm tư kín đáo. Cho dù là người phụ nữ nào có tâm tư với hắn cũng đều bị bóp nát từ trong trứng nước. Hắn muôn trung thành với hôn nhân của mình, không dám bước thêm bước nữa. Dù bây giờ mối quan hệ giữa hắn và Tào Chân Nhi liên tục sa sút, hắn cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. Có vài lần Nguyễn Trấn Nhạc cũng có khúc mắc với vài người phụ nữ, những người này mở cửa cánh cửa cấm với hắn, nếu như hắn thật sự có khát vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Nhưng từ sâu trong lòng hắn luôn có một con sâu đang vùng vẫy, mỗi lần hắn thấy sự việc rơi xuống đầu, nghĩ trước nghĩ sau thì lại né tránh, cũng là vì kết quả vùng vẫy khó chịu của con sâu kia. Vài năm trước Nguyễn Trấn Nhạc kiên định cho rằng mình xuống địa phương rèn luyện thì sẽ tô đậm thêm lý lịch của mình, thế nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn thất bại. Lúc này khi mà hắn đứng vững gót chân thì vận mệnh đã mở một con đường khác, hắn đi theo con đường này có thể đạt được độ cao chính trị của cuộc đời mình. Điều kiện tiên quyết của hắn vào lúc này chính là không được tiếp tục phạm sai lầm, đặc biệt là ở phương diện liên quan đến phụ nữ. Hắn thông báo cho chính mình không nên được nhỏ mất lớn, nên bảo trì quan hệ tốt với Tào Chân Nhi, đây chính là cảnh giới cao nhất mà mình nên áp dụng. Biết đâu mình chủ động lấy lòng sẽ làm cho Tào Chân Nhi vui mừng. Nguyễn Trấn Nhạc không khỏi thầm cảm thấy bi ai vì mối quan hệ giữa mình và vợ, thế là thuận miệng đồng ý đi đến dùng cơm. Chương 1458, hai chuyện ăn cơm. Vương Tử Quân tỉnh ngủ từ sáng sớm, hắn duỗi lưng một cái, hôm qua phải họp đến 12 giờ đêm, về đến nhà thì đã rạng sáng. Tuy hắn là người có tinh lực mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy rất ngọt ngào.
Tối qua khi hắn rón rén về nhà thì không ngờ Mạc Tiểu Bắc rõ ràng cười hì hì chui vào trong chăn của hắn, thế là hắn không khỏi cảm khái người phụ nữ trí thức công tác điên cuồng này càng ngày càng giống như một người phụ nữ chín mọng trên cành. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, Mạc Tiểu Bắc vẫn đang ngủ say, hắn đứng lên khỏi giường, chuẩn bị nấu bữa sáng. Vương Tử Quân làm vệ sinh cá nhân, hắn đi đến phòng bếp, nhìn tủ lạnh trống không, thế là không khỏi vứt bỏ đi ý nghĩ định nấu nướng thay cho vợ của mình. Trước cổng khu nhà có một quán bán thức ăn sáng rất ngon, đến đó mua vài món về nhà dùng tạm cũng được. Vương Tử Quân cho ra quyết tâm, hắn mặc trang phục thể dục chạy bộ ra khỏi cửa. Lúc này đã có nhiều người đang tập thể dục buổi sáng, bọn họ thấy Vương Tử Quân chạy đến thì liên tục mỉm cười chào hỏi. Trưởng phòng Vương, ngài chạy thể dục buổi sáng đấy à? Chào buổi sáng trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân căn bản mỉm cười đối với những người chào hỏi mình, hắn gật đầu và chợt phát hiện trong đám người kia có cả Chủ tịch Khương. Vương Tử Quân cảm thấy nếu mình chạy vượt qua Chủ tịch Khương thì có chút không lễ phép, nhưng lúc này hắn đã tới rồi, cũng không có ý định rụt về. Nếu bây giờ hắn vượt qua thì chỉ sợ sẽ làm cho đối phương có chút xấu hổ. Vương Tử Quân đi vào quán bán thức ăn sáng, lúc này bên trong đã có không ít người. Khi Vương Tử Quân đi vào cửa thì một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn bên ngoài chợt đứng lên. Chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân thấy người đàn ông kia đi đến thì có chút sững sốt, hắn nhanh chóng nhớ ra người này chính là Chủ tịch Đồ Ấn Phàm của thành phố Ngân Bằng. Đồ Ấn Phàm là Chủ tịch thành phố Ngân Bằng, nếu nói từ phương diện cấp bậc thì gần như ngang hàng với Vương Tử Quân, thế nên Vương Tử Quân không ngờ gặp mặt đối phương ở nơi này. Vương Tử Quân rất khách khí với Đồ Ấn Phàm, hắn đặt hộp cơm mình chuẩn bị mua xuống, sau đó cười híp mắt nói, chào Chủ tịch Đồ, hôm nay thật sự là trùng hợp. Đồ Ấn Phàm thấy Vương Tử Quân thì thật sự vui mừng như điên. Lần này hắn đến thành phố Đông Hồng tuy trên danh nghĩa là phối hợp thúc đẩy vài hạng mục, thế nhưng thực tế lại muốn gặp mặt Vương Tử Quân một lần. Tất nhiên nếu có thể tiếp xúc sâu với Vương Tử Quân thì lại là một chuyện quá tốt. Thế cục Nam Giang biến đổi làm cho Đồ Ấn Phàm sinh ra cảm giác trợn mắt há mồm, hắn không thể ngờ một vị trưởng phòng tổ chức đã mất đi tất cả thế cục như Vương Tử Quân lại có thể lật bàn, Trừ Ngôn Huy lại gặp chuyện không may làm cho toàn tỉnh Nam Giang rơi vào tình huống xấu. Bây giờ trong quan trường Nam Giang có nhiều người cực kỳ lo sợ bất an, Trừ Vận Phong là bến tàu lâu đời nhất ở Nam Giang, tất nhiên trong bến tàu này có không ít thuyền đang neo đậu. Trừ Ngôn Huy rốt cuộc sẽ còn liên quan đến ai? Điều này làm cho Đồ Ấn Phàm cảm thấy khó dự đoán được. Đồ Ấn Phàm tuy có quan hệ bình thường với Trừ Vận Phong, hắn biết mình không có chuyện gì, thế nhưng như vậy vẫn còn là chưa đủ. Hắn nhìn vào tình thế biến ảo lần này và thấy được cơ hội cho mình, nếu như hắn có thể nhân cơ hội này tiến lên một bước thì căn bản là quá tốt. Nói cho cùng thì liên lạc mật thiết với lãnh đạo cũng là vì lợi ích thực tế của mình, mặc dù lời này có chút cực đoan, thế nhưng không thể không phủ nhận nó cực kỳ có ý nghĩa. Vì sao lại gọi là quan trường? Vì có nhiều người muốn làm quan, vì sao có nhiều người phát triển như cá gặp nước, lại có nhiều người lực bất tòng tâm. Cũng là vì người kia không cho ra phương pháp leo lên một con thuyền tốt. Lúc này Vương Tử Quân là một chiếc cano của mình. Đồ Ấn Phàm nhất định phải liên hệ chặt chẽ với trưởng phòng Vương, chỉ như vậy mới có được kết quả đi sang bến bờ mình mơ ước. Mặc dù Đồ Ấn Phàm tự nghĩ vị trí của mình đã là cực kỳ quan trọng, thế nhưng nếu muốn tiến lên thì căn bản không dễ dàng chút nào. Nếu hắn nhìn chuẩn một vị trí, có quyết đoán muốn chiếm lĩnh, thế nhưng lại không có nhiều sân khấu để trình diễn. Không phải hắn xem thường mình, hắn chỉ buồn rầu vì mình đang đội mâm bánh trái thủ heo, thế nhưng lại không tìm được cửa miếu để đi vào thắp hương, điều này không phải làm cho người ta cảm thấy quá bức bối sao. Còn phương diện đề bạt, nếu như anh không có năng lực và thành tích rõ ràng thì căn bản là không đủ. Hơn nữa còn phải có người thưởng thức anh mới được. Bây giờ trong tỉnh Nam Giang người có thể quyết định những vấn đề này ngoài Bí thư Diệp Thừa Dân thì chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân. Sau khi trải qua chuyện này thì vị trí của trưởng phòng Vương sẽ được nhấc lên cao, Đồ Ấn Phàm căn bản không có tình cảm gì với Vương Tử Quân, thế nên hắn cực kỳ lo lắng vì mình có được gặp mặt liên hệ cảm tình với trưởng phòng Vương hay không. Hôm nay Đồ Ấn Phàm đến đây dùng cơm, chủ yếu là vì tối qua hắn tham gia một bữa tiệc với đám bạn. Một người bạn của hắn rất quen thuộc Vương Tử Quân, nói rõ một thói quen của trưởng phòng Vương, chính là trưởng phòng Vương thích ăn sáng ở quán nào thì thường đến đó,
Đồ Ấn Phàm cũng biết được địa điểm thông qua người bạn này. Đồ Ấn Phàm đến đây dùng bữa sáng cũng không có ý nghĩ sẽ gặp được Vương Tử Quân, dù sao tỷ lệ của chuyện này cũng là quá nhỏ, dù trưởng phòng Vương Thích ăn sáng ở chỗ này thế nhưng hôm nay cũng không nhất định sẽ đến đây. Lúc này lại được gặp Vương Tử Quân, điều này không khỏi làm cho Đồ Ấn Phàm vui sướng đến mức muốn rớt cả tim ra ngoài. Hắn nhìn chiếc hộp giữ ấm trong tay của Vương Tử Quân rồi cười nói, trưởng phòng Vương, anh xem hai chúng ta khó có cơ hội gặp mặt, hôm nay tôi muốn xin ngài một bữa cơm sáng. Vương Tử Quân căn bản không có nhiều tiếp xúc với Đồ Ấn Phàm, cũng không muốn lôi kéo làm quen, nhưng nếu hắn từ chối thì sẽ làm cho người ta xấu hổ. Thế là hắn cười nói, chủ tịch Đồ, thành phố Ngân Bằng có tốc độ phát triển kinh tế hừng hực trong tỉnh, có thể nói là phát triển không ngừng. Anh dùng cơm sáng lại muốn tôi trả tiền sao? Anh phải là người mở hầu bao mới được. Đồ Ấn Phàm nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng cười ha hả, hắn khẽ gật đầu với thư ký ngồi bên cạnh, sau đó cười nói, trưởng phòng Vương, khi Ngân Bằng liên tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nếu như chúng tôi không mời ngài được một bữa cơm, như vậy tôi căn bản là tội nhân của hơn 9 triệu dân thành phố Ngân Bằng. Mời ngài, trưởng phòng Vương, chỗ này của tôi có món cháo gạch cua rất ngon. Ngài cũng nên làm vài chén. Chương 1458, ba chuyện ăn cơm. Một tô cháo gạch cua, hai dĩa dưa muối, còn có một lồng bánh bao hấp, không khỏi làm cho khẩu vị của Vương Tử Quân mở rộng. Hắn vừa ăn sáng vừa nghe Đồ Ấn Phàm nói chuyện, chỉ là một vài chủ đề thoải mái, không liên quan đến công tác. Đồ Ấn Phàm sao lại ở chỗ này? Rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý? Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến điều này. Đối với hắn thì dùng một bữa cơm gặp mặt một người cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Tình cảnh mưa gió máu tanh lần này cuối cùng được Vương Tử Quân vung tay thay đổi cục diện, nhưng trong lúc mạo hiểm thì hắn căn bản thể nghiệm được tất cả mọi hoàn cảnh xấu. Nếu như không phải cuối cùng Trịnh Uy Quân ra đầu thú, hắn đã phải ảm đạm rời khỏi Nam Giang. Khi đó chính mình sở dĩ đồng ý phương án nguy hiểm của Đoạn Văn Đống, nguyên nhân cũng là vì tình thế quá bức bách. Hắn đã bị người ta ép cho không còn đường lui, tất nhiên cũng là vì Chử Ngôn Huy kinh doanh nhiều năm ở Nam Giang, cơ sở quá mạnh, không phải người thường có thể so sánh được. Quan hệ đôi khi là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù là anh đúng, thế nhưng nhiều người vẫn không tán thành anh, cho dù anh là một người có thực lực mạnh mẽ, khi mà số đông phản đối anh tại vị, như vậy anh chỉ còn một kết quả mà thôi, chỉ sợ sẽ là người hy sinh cho số đông. Nếu như anh muốn tăng tiến lực ảnh hưởng của mình, nếu như anh muốn đào sâu phát triển, như vậy cần phải tích lũy những mối quan hệ rộng rãi. Trưởng phòng Vương, thành phố chúng tôi có vài phần công tác cần báo cáo, tôi muốn báo cáo với ngài một chút, anh xem khi nào rảnh thì cho tôi một cơ hội. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì Đồ Ấn Phàm dùng giọng chờ mong nói. Hôm nay lịch trình làm việc đã được sắp xếp đầy tràn rồi. Vương Tử Quân trả lời làm cho Đồ Ấn Phàm cực kỳ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại nghe Vương Tử Quân cười nói, chủ tịch Đồ nếu có rảnh vào buổi tối, như vậy tôi sẽ mời anh dùng cơm. Vương Tử Quân về đến nhà thì Mạc Tiểu Bắc đang chải tóc, nàng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng oán trách nói, anh lần này quá là sơ ý, không mang theo đồng nào cũng ra ngoài mua cơm sao. Người ta có thẻ ngân hàng, có tiền mặt, còn anh thì sao? Anh chỉ có cái mặt thôi. Vương Tử Quân nghe Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì chợt sững sờ, hắn không khỏi cho tay vào túi sờ soạng một chút, thế nhưng bên trong giống tuyết không có gì cả. Vương Tử Quân nghĩ đến việc mình mời Đồ Ấn Phàm dùng cơm mà không nhịn được phải cười phá lên ha hả. May mà Đồ Ấn Phàm chủ động trả tiền, nếu không thì quá xấu hổ rồi. 7 giờ 40 thì Du Giang Vĩ và chiếc xe Audi số 7 tỉnh ủy đã chờ sẵn bên dưới. Sau khi Vương Tử Quân đi ra thì Du Giang Vĩ tự nhiên tiến lên nhận lấy cặp văn kiện, sau đó cười nói trưởng phòng, đi đến đơn vị sao. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ, hắn phát hiện lúc này Du Giang Vĩ cực kỳ có tinh thần, thế là hắn cười cười nói, hôm nay không có nhiệm vụ gì, chúng ta không đi đến đơn vị thì đi đâu. Tâm tình của Du Giang Vĩ hai ngày hôm qua biến chuyển quá lớn. Hai ngày trước hắn còn cảm thấy hoảng loạn vì Vương Tử Quân sẽ bị di rời. Thậm chí cũng vì sự kiện của Cục Công an thành phố Đông Hồng mà không thể ngủ được. Thế nhưng sự việc thay đổi quá lớn lại làm cho hắn sinh ra cảm giác như đang nằm mơ. Trưởng phòng Vương Tử Quân đứng ở hội nghị thường ủy cho ra những chứng cứ quá chính xác, một sự kiện đã được không ít người cho rằng sẽ kết thúc lại bị trưởng phòng Vương lật bàn,
còn Chử Ngôn Huy là một đệ nhất công tử ở Nam Giang, lại là một tên tội phạm buôn lậu bị Bộ Công an đưa đi. Đám người trước đó liên tục hợp lực vây công trưởng phòng Vương Tử Quân bây giờ đã mọc dài lông ra rồi. Du Giang Vĩ giữ lấy một bộ điện thoại của trưởng phòng Vương Tử Quân, ngày hôm qua hầu như tất cả những người có thể diện ở Nam Giang đều gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương. Thậm chí có những người mà Du Giang Vĩ chỉ dám hâm mộ thế nhưng bây giờ lại xưng anh em với hắn. Tuy Du Giang Vĩ cảm thấy tiểu nhân đắc chí như mình là không hay, thế nhưng hắn vẫn rất thích hưởng thụ cảm giác này. Khi vấn đề của Chử Ngôn Huy được điều tra làm rõ, như vậy bức thư tố cáo gửi lên lãnh đạo Trung ương về Vương Tử Quân sẽ được làm sáng tỏ, khả năng trưởng phòng Vương rời khỏi Nam Giang sẽ không còn. Chử Ngôn Huy rốt cuộc có liên lụy đến ai? Cũng không ai có thể nói chính xác được, nhưng dù là một viên chức bình thường của tỉnh Nam Giang cũng có thể thấy tình hình đang chấn động, quan trường bùng nổ, thậm chí có thể nói là một cơn động đất cực mạnh. Trưởng phòng Vương là người có được công lao lớn trong vụ chấn động này, lãnh đạo căn bản rơi vào tình thế cực kỳ uất ức, thế nên tuyến trên cần có lời an ủi rõ ràng. Tất nhiên lời an ủi như vậy phải có độ nặng mới được. Nếu như Chử Vận Phong lui ra, trưởng phòng Vương có cơ hội tiến lên một bước hay không? Vương Tử Quân đi vào phòng, bên ngoài phòng đã có không ít người đang chờ. Vương Tử Quân đối mặt với những gương mặt cười tươi hớn hở kia, hắn không khỏi hàn huyên với bọn họ vài câu, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Du Giang Vĩ đưa những người hầu như là quyền cao chức trọng dưới địa phương vào chờ trong phòng làm việc của mình, sau đó mới đi vào phòng làm việc của trưởng phòng Vương, xin chỉ thị xem hôm nay sẽ gặp ai. Vương Tử Quân nhìn danh sách những người được Du Giang Vĩ đưa đến, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, hôm nay không gặp ai cả, cậu nói với các vị lãnh đạo ở bên ngoài, nói hôm nay tôi có chút chuyện, còn việc sắp xếp như thế nào, cậu giao cho văn phòng xử lý. Vương Tử Quân trả lời làm cho Du Giang Vĩ thở dài một hơi, những người kia tuy hắn cũng muốn tình nguyện kết giao, thế nhưng bây giờ lại là một nhóm người quá lớn, làm cho hắn không biết nên sắp xếp như thế nào. Dù sao bây giờ hắn cũng không muốn đắc tội với ai. Tuy 3 giờ Vương Tử Quân nhìn qua đã bay cao vạn dặm, có thể biểu hiện tư thái trước mặt người khác cũng hợp tình hợp lý, cũng không có người nói cái gì. Nhưng núi non sông ngòi cũng có lúc bị dịch chuyển, biết đâu sẽ có ngày hắn cần phải liên hệ với người ta. Sau khi Du Giang Vĩ rời đi, những ý nghĩ này liên tục xoay chuyển trong đầu hắn. Bây giờ nhiều người đi đến muốn gặp mình, đó là một sự thừa nhận với mình, đồng thời cũng là biểu hiện khi lòng người đang bàng hoàng. Chử Ngôn Huy gặp chuyện không may, nhiều người nhìn vào cảm thấy đây là tình huống nhà lớn sụp đổ với Chử Vận Phong. Lúc này cái cây của Chử Vận Phong ở Nam Giang là quá lớn, cũng quá bền bỉ, có quá nhiều người đang được hưởng lợi dưới tán cây này, thế nhưng lại có một quả bom làm cho cây đại thụ ngã đổ, không phải sẽ tạo nên động đất trong Nam Giang sao? Điều này căn bản làm cho lòng người bàng hoàng. Chương 1459, chuyển cây đại thụ. Vì vậy nhiều người hy vọng bây giờ tìm được bến tàu cho mình, tuy Vương Tử Quân cảm thấy dù là Diệp Thừa Dân hay những người khác đều hy vọng bảo trì được sự ổn định của Nam Giang, trên cơ bản không có điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Thế nhưng việc này cũng không ngăn cản được ý nghĩ của mọi người, hầu như không thể nào không cảm thấy hoảng loạn. Nếu lòng người rối loạn thì tất nhiên sẽ phát sinh vấn đề, Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy. Trưởng phòng tổ chức Nam Giang, hắn không muốn làm cho công tác của mình xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vương Tử Quân trầm ngâm rồi chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Thừa Dân, nhưng khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại thì tiếng chuông vang lên, hắn nhìn lên màn hình báo số, sau đó khẽ nhấc máy lên tiếng, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, tôi là Diệp Thừa Dân, vừa rồi tôi nhìn qua lịch trình được sắp xếp hôm nay, phát hiện sáng nay chúng ta phải đến họp ở khách sạn Nam Giang. Tôi có một số việc cần phải trao đổi với anh. Anh xem 30 phút sau chúng ta gặp mặt được không? Điện thoại vừa nối thông thì bên trong đã vang lên giọng nói bình thản của Diệp Thừa Dân. Bình thường Diệp Thừa Dân gọi điện thoại thì đều cho thư ký liên hệ, bây giờ bí thư Diệp tự mình gọi điện thoại đến, mặc dù chỉ là một hành động nhỏ, thế nhưng lại có sự khác biệt. Vương Tử Quân phỏng đoán ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, hắn chợt cười nói, vâng, tôi nghe lời lãnh đạo. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi suy tư về thái độ của Diệp Thừa Dân, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, Khuất Chấn Hưng đang đặt một ly trà bên cạnh Đào Nhất Hành rồi khẽ nói, bí thư, nửa giờ trước còn chưa có sắp xếp,
vì sao không gọi điện thoại yêu cầu trưởng phòng Vương đến đây một chuyến. Diệp Thừa Dân cũng không nói lời nào, lão khẽ cười với Khuất Trấn Hưng, rõ ràng tâm tình của lão là rất tốt, cũng không quá quan tâm đối với một câu hỏi ngẫu hứng của một cán bộ trẻ như Khuất Trấn Hưng. Đào Nhất Hành ở bên cạnh lại cười nói, Trấn Hưng, sau này cậu không những chú ý công tác bên cạnh bí thư, còn phải chú ý đến đại cục, bây giờ trưởng phòng Vương không còn giống như trước. Đào Nhất Hành nói đến năm chữ không còn giống như trước thì trong mắt lóe lên cái nhìn hâm mộ, còn có chút ghen ghét. Trên vị trí của hắn có thể cảm ứng được tầm quan trọng của Vương Tử Quân vào lúc này, khi Trử Ngôn Huy gặp chuyện không may thì Trử Vận Phong đang có lực lượng chống lại Diệp Thừa Dân lại như mặt trời lặn về Tây. Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của Đậu Minh Đường và Lỗ Kính Thu, bây giờ lại là một lực lượng có xu thế chống lại bí thư Diệp Thừa Dân. Điều này chính là nguyên nhân làm cho Diệp Thừa Dân phải tự mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, để hai bên cùng gặp mặt nhau ở khách sạn Nam Giang. Mục đích làm như vậy chỉ có một, đó là phản ánh sự tôn trọng của bí thư Diệp Thừa Dân với trưởng phòng Vương. Như vậy chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân đã ngày càng lớn. Khi Đào Nhất Hành đang cảm khái thì chợt nghe Diệp Thừa Dân lên tiếng, thư ký trưởng, trước kia anh từng làm chủ tịch thành phố bên dưới, còn làm bí thư thị ủy, cũng là người được lãnh đạo thừa nhận về năng lực phát triển kinh tế. Nếu để cho anh tiến lên nắm giữ trọng trách kinh tế tài chính, như vậy anh có lòng tin không? Phụ trách kinh tế tài chính, Đào Nhất Hành có hơi ngây người, sau đó chợt vui mừng như điên. Dù sao thì người phụ trách công tác kinh tế tài chính trong tỉnh cũng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Tuy vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh và thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đều là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng chỉ một người ở trên vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy như Đào Nhất Hành mới cảm ứng được sự khác biệt giữa mình và Lý Thừa Huyên. Bây giờ Diệp Thừa Dân có ý cho hắn tiếp nhận vị trí của Lý Thừa Huyên, sao không làm cho hắn vui mừng cho được? Dù sao tiến lên một bước này cũng là cực kỳ quan trọng đối với hắn. Bí thư, dù năng lực của tôi còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành lời nhắn nhủ của ngài. Đào Nhất Hành đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu cười nói, lúc này Trử Ngôn Huy xảy ra chuyện, chúng ta không những bảo đảm bảo cho sự ổn định ban ngành của Nam Giang, còn càng phải đẩy mạnh phát triển kinh tế Nam Giang, thể hiện sức chiến đấu của ban ngành trong tỉnh. Nhất Hành, anh là người nắm công tác kinh tế của Nam Giang, trọng trách của anh là không nhẹ. Cảm ơn bí thư đã tín nhiệm tôi nhất định sẽ xuất ra 100% quyết tâm, sẽ nắm chặt công tác kinh tế của tỉnh. Đào Nhất Hành tỏ thái độ rõ ràng, sau đó lại hỏi, bí thư, chủ tịch Trử bên kia có phải sắp có điều động rồi không? Diệp Thừa Dân vuốt tóc rồi dùng giọng lạnh nhạt nói, những chuyện này không phải là thứ mà chúng ta có thể quan tâm, tất cả là do lãnh đạo thượng cấp sắp xếp, chúng ta chỉ cần thực hiện đúng bản chức của mình, tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo là được. Đào Nhất Hành cảm thấy Diệp Thừa Dân căn bản cố ý không cho mình một đáp án khẳng định ở sự việc này, thế nhưng lúc này tuyến trên sắp xếp cho Trử Vận Phong như thế nào thì hắn cũng có ý nghĩ của mình. Tuy Trử Ngôn Huy gặp chuyện không may làm cho Trử Vận Phong sinh ra cảm giác như sắp đổ ngã, thế nhưng Diệp Thừa Dân biết bây giờ Trử Vận Phong cũng không phải không có cơ hội ở lại. Tuyến trên có người ra mặt nói chuyện. Hơn nữa nhìn từ phương diện thành tích thì Trử Vận Phong công tác nhiều năm ở Nam Giang cũng không phải không có gì, có thể nói tất cả công tác của Trử Vận Phong đều mang tính thực chất. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến Trử Vận Phong, thế nên chuyện Trử Vận Phong đi hay ở cũng khó xác định. Lúc này trong Nam Giang chỉ có một người có thể phản ánh vấn đề với lãnh đạo thượng cấp, người đó là Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân bên kia có ý nghĩ như thế nào thì Diệp Thừa Dân căn bản khó nắm chắc. Lão là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, lão tất nhiên muốn ý chỉ của mình được quán triệt, thế nhưng không dễ dàng chút nào. Khi thấy Diệp Thừa Dân giống như đang suy tư vài chuyện gì đó, Đào Nhất Hành nhanh chóng đứng lên. Hắn đã nói quá đủ với Diệp Thừa Dân, nếu như lúc này không đi thì hiệu quả sẽ đảo ngược. Nhất Hành, anh vốn có quan hệ khá tốt với trưởng phòng Vương, bây giờ nên đi lại nhiều hơn. Khi Đào Nhất Hành nói lời cáo từ với Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân chợt trầm ngâm giây lát rồi nói. Đào Nhất Hành gật đầu đồng ý, thế nhưng trong lòng lại có chút khổ sở. Hắn dù là người có vị trí xếp sau Vương Tử Quân trong hội nghị thường ủy, thế nhưng nhìn từ phương diện lực ảnh hưởng thì lại cách nhau quá xa, phải đến mức hắn bắt buộc liên hệ với đối phương. Dù hắn có cảm thấy thoải mái hay không thì đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp,
hắn vẫn phải bấm số điện thoại của Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, tôi là Đào Nhất Hành, xin hỏi lãnh đạo bây giờ có rảnh không, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân vừa nói vừa cười ha hả với Đào Nhất Hành, tâm tư của hắn lại chuyển lên người phụ nữ ngồi đối diện với mình. Cũng không phải người phụ nữ này quá xinh đẹp, mà người phụ nữ này căn bản không tầm thường. Trương Thu Mi là trưởng phòng tuyên truyền, tuy không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất tỉnh ủy, thế nhưng lại tuyệt đối là người có quyền lực nhất. Trước kia khi mà nàng đang hô phong hoán vũ trong chính đàn Nam Giang làm cho người ta sinh ra cảm giác không dám coi thường. Vương Tử Quân tất nhiên không có quá nhiều hảo cảm với một người luôn đứng sau lưng phất cờ hò reo cho Trử Vận Phong như Trương Thu Mi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng vị trí của hai người là khác biệt, hơn nữa không liên hệ quá nhiều, thế cho nên hai bên cũng không có giao tình. Nhưng hôm nay Trương Thu Mi lại đến tìm Vương Tử Quân, trên danh nghĩa là trao đổi ý kiến với phòng tổ chức về phương diện tăng cường tuyên truyền về sự việc trao đổi cán bộ, chẳng qua mục đích thực tế cũng không phải chỉ là như vậy mà thôi. Trương Thu Mi nói vài câu liên quan đến công tác. Sau đó bắt đầu giải thích về chuyện lần trước nàng phản ánh với thượng cấp về vấn đề của Vương Tử Quân, vẻ mặt nàng cực kỳ phẫn nộ, bộ dạng giống như đang rất ủng hộ Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại của Đào Nhất Hành, Trương Thu Mi nói tiếp, trưởng phòng Vương, con người đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, tôi khi đó bị đám người kia ép quá mạnh, thế cho nên mới ký tên. Ngài cũng biết rồi đấy, tôi đây cho đến bây giờ cũng không có ý gì xấu, cũng không muốn đối nghịch với anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chân thành của Trương Thu Mi, hắn không khỏi có chút xem thường. Nhưng biểu hiện bề ngoài thì vẫn cười nói, chị Trương, phê bình và tự phê bình chính là truyền thống tốt đẹp của đảng, ngài có ý kiến với tôi là quan tâm đến tôi, nếu tôi có khuyết điểm thì sẽ phải sửa lại, thế nên ngài cũng không nên đặt nặng trong lòng. Trương Thu Mi nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của Vương Tử Quân, trong lòng chợt phát lạnh. Khi nàng còn định nói thêm vài lời, Vương Tử Quân chợt đứng lên nói, trưởng phòng Trương, tôi còn có một hội nghị cần phải tham gia, sau này chúng ta tiếp tục trò chuyện. Trương 1460, một không phá thì không xây được, không thay đổi thì khó phát triển. Nhà khách Nam Giang chính là khách sạn 5 sao đúng tiêu chuẩn, hầu như là một khách sạn đứng những vị trí đầu trong nước. Tất nhiên khi xe của Vương Tử Quân dừng ở ngoài khách sạn, giám đốc khách sạn đã nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Vương Tử Quân rất có khả năng một ngày nào đó sẽ là đại tướng biên cương, tất nhiên đây là mạch quan hệ hiếm có trong quan trường, dù là ai cũng muốn nắm bắt lấy mạch quan hệ này. Vương Tử Quân bắt tay với viên giám đốc khách sạn, sau đó hắn đi vào bên trong. Đám nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng đưa hắn vào một gian phòng đã được chuẩn bị sẵn. Gian phòng này được thiết kế bên cạnh hồ nước, gió thổi qua mang đến hơi nước mát lạnh. Căn bản tạo nên sự đối lập với bầu không khí ngày hè. Trưởng phòng Vương, gần đây khách sạn chúng tôi có mời một nhân viên pha chế người nước ngoài, ngài có cần uống một ly rượu không? Viên giám đốc khách sạn thấy Vương Tử Quân ngồi xuống thì dùng giọng gần như nịnh nọt nói. Vương Tử Quân cười cười nói, không cần, tôi đã quen uống trà. Vương Tử Quân nói xong thì điện thoại vang lên, là điện thoại của viên giám đốc khách sạn. Người này quá sợ hãi. Hắn cầm điện thoại rồi chuẩn bị tắt máy. Anh nên tiếp tục bận rộn vì công tác của mình đi, chỗ này của tôi cũng không cần anh đặc biệt đi đến tiếp đãi. Vương Tử Quân biết rõ đối phương là giám đốc khách sạn Nam Giang, căn bản còn nhiều người cần được tiếp đãi, thế nên hắn lên tiếng, cũng không muốn cho đối phương cứ ở lì nơi đây. Viên giám đốc cúi đầu khom lưng đi ra khỏi phòng, hắn đi ra khỏi cửa thì nhanh chóng gọi điện thoại đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Khuất Trấn Hưng, bí thư Diệp đã đến rồi. Viên giám đốc khách sạn không dám đắc tội một người là đệ nhất thư ký tỉnh Nam Giang như Khuất Trấn Hưng, bây giờ chủ tịch Trử đang dần lui ra, bí thư Diệp xem như càng thêm ổn định ở Nam Giang, Khuất Trấn Hưng là thư ký cũng xem như nước lên thuyền lên. Viên giám đốc nhanh chóng đi ra đại sảnh khách sạn, hắn thấy chiếc xe số 1 tỉnh ủy Nam Giang đã dừng trên vị trí chuyên dụng. Hắn nhìn bí thư Diệp Thừa Dân đi ra khỏi xe, thế là nhanh chóng tiến lên chào đón. Hắn là giám đốc khách sạn Nam Giang, hắn biết hôm nay có một hội nghị cần Diệp Thừa Dân chủ trì, nhưng vẫn còn nửa giờ sau mới đến lúc mở hội nghị, đừng nói là bí thư Diệp Thừa Dân, ngay cả các vị phó chủ tịch tỉnh bình thường còn chưa đến. Dưới tình huống này thì người đến tham gia họp đầu tiên phải là những vị lãnh đạo cấp bậc nhỏ hơn,
nếu như lãnh đạo đứng đầu đến trước ngồi chờ một lúc lâu mà không thấy người nào đến, không phải là có vấn đề lớn xảy ra sao? Viên giám đốc nghĩ như vậy mà không khỏi sợ đến mức vã mồ hôi ướt đẫm. Chẳng lẽ sắp xếp sai thời gian? Việc này đúng là quá kỳ quái. Điều này là không có khả năng, những sai lầm này không nên xuất hiện, vì các vị lãnh đạo đều rất bận rộn, nếu như đặt sai thời gian hội nghị, như vậy Khuất Trấn Hưng và văn phòng tỉnh ủy sẽ cực kỳ khốn khổ. Mặc dù bí thư Diệp sẽ không phát giận, thế nhưng Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, nhất định sẽ cho ra một lệnh giới nghiêm, sẽ đào móc trách nhiệm của từng người. Cũng vì hắn ngồi trên vị trí giám đốc khách sạn Nam Giang cũng không dễ dàng, thế nhưng chẳng lẽ có người nào đó không thích mình, bây giờ cố ý hãm hại sao? Chỉ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng dòng suy nghĩ như vậy căn bản làm cho hắn quá sợ hãi, không khỏi suy đoán lung tung về kết quả của mình. Sau khi đi vào đại sảnh thì Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đưa Diệp Thừa Dân đi đến một gian phòng. Sau khi nghe sắp xếp của Khuất Trấn Hưng thì viên giám đốc chợt bừng tỉnh, thì ra bí thư Diệp muốn liên hệ gì đó với trưởng phòng Vương. Hắn là một người cực kỳ linh thông tin tức trong tỉnh Nam Giang, hắn tất nhiên biết rõ bây giờ lời nói của ai có độ nặng nhất Nam Giang. Hiện tại hai vị lãnh đạo kia gặp mặt trò chuyện, có lẽ sắp có động đất ở Nam Giang rồi. Bí thư Diệp, khi đi đến cửa phòng thì Vương Tử Quân đã chờ sẵn, hắn sở dĩ đến trước 5 phút vì muốn nghênh đón Diệp Thừa Dân. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng không yêu cầu hắn đi đến phòng làm việc, thế cho nên hắn cũng phải giữ lễ tiết vốn có của mình. Khi thấy Vương Tử Quân đi ra nghênh đón, gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Diệp Thừa Dân chợt trở nên sáng lạn. Khi thấy mặt Vương Tử Quân thì lão cũng nhanh chóng tiến lên, hơn nữa còn trịnh trọng đưa tay ra với Vương Tử Quân. Khi đi vào trong phòng thì trà nước đã chuẩn bị xong, Khuất Trấn Hưng và Du Giang Vĩ là hai vị thư ký, bọn họ đều ăn ý rời đi, để lại tất cả không gian cho Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân ngồi trước mặt Vương Tử Quân, hai bên giống như bạn bè gặp lại, nói chuyện cực kỳ thân thiết. Diệp Thừa Dân nói, trưởng phòng Tử Quân, vẫn là lãnh đạo thượng cấp có biện pháp, tôi mãi cường điệu trưởng phòng Tử Quân là người làm việc có lý có chứng cứ, không thể nào làm bậy được, thế nhưng bọn họ căn bản không tin, làm cho anh phải chịu uất ức. Vương Tử Quân thầm nghĩ ngài mở miệng nói quá hay rồi, bọn họ là ai? Ngoài Trử Vận Phong ra thì bọn họ chính là đám chó của Diệp Thừa Dân anh nói đi hướng đông thì bọn họ không dám quay sang hướng tây, anh nói bọn họ đánh chó thì sẽ không dám đuổi gà. Nếu như anh thật sự lên tiếng, bọn họ cần phải đối nghịch với Vương Tử Quân tôi sao? Đúng là quá buồn cười. Nhưng những lời như vậy chỉ có thể suy nghĩ trong lòng mà thôi, Vương Tử Quân vẫn phải nói, cảm ơn Bí Thư Diệp đã quan tâm, thật ra cũng không có gì gọi là uất ức. Ngược lại tôi là người làm việc lỗ mãng, lại nóng tính, thế nên làm cho Bí Thư gặp phải không ít phiền toái. Lỗ mãng sao? Ha ha ha, tôi lại không nghĩ như vậy. Trưởng phòng Tử Quân, nếu như anh làm việc lỗ mãng mà có thể cắt đi khối u ác tính của Nam Giang, như vậy thì vấn đề phát triển khỏe mạnh của Nam Giang sẽ đặt nặng lên vai anh. Diệp Thừa Dân nói rồi cười lên ha hả. Mặc kệ Diệp Thừa Dân nói những lời này là giả hay thật thì Vương Tử Quân cũng cười theo. Hai người nói đùa vài câu thì bầu không khí trong phòng đã tốt đẹp hơn. Diệp Thừa Dân uống một ngụm trà, lão thấy Vương Tử Quân chủ yếu là bàn chuyện nhà. Lão biết nếu như mình không nói rõ mục đích gặp mặt lần này, như vậy đối phương sẽ chơi trò đánh thái cực quyền với mình. Nhưng Diệp Thừa Dân cũng không có biện pháp nào khác, dù sao thì quyền chủ động cũng nằm trong tay Vương Tử Quân, cho dù không làm gì thì thành tích vẫn bày ở vị trí đầu tiên, anh có thể làm gì được anh ta. Vương Tử Quân được lãnh đạo thừa nhận là một người có thể ngồi chiếu trong Trung Nguyên, bây giờ lại bị uất ức, còn không quan tâm đến được mất cá nhân, công lao quá lớn, tất nhiên sẽ được sắp xếp một vị trí cao vời. Ngược lại chính Diệp Thừa Dân muốn bố cục công tác ở Nam Giang, căn bản không thiếu sự ủng hộ của người này. Chương 1462, không phá thì không xây được, không thay đổi thì khó phát triển. Trưởng phòng Tử Quân, lần này Cục Công an thành phố Đông Hồng cho ra hành động tuy đã trừ đi khối u ác tính của tỉnh Nam Giang, thế nhưng lại tạo nên không ít vấn đề khó khăn cho công tác của chúng ta. Tuy tình huống cụ thể còn chưa được nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng những người liên quan đến sự việc này là quá nhiều, không khỏi làm cho chúng ta mau chóng suy xét. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì nhìn Vương Tử Quân rồi nói, tôi đã thông qua với thượng cấp, ý nghĩ của lãnh đạo chính là ban ngành Nam Giang nhất định phải có điều chỉnh,
sẽ có vài đồng chí được phái xuống từ tuyến trên, nhưng có một vài vị trí phải tôn trọng ý kiến của chúng ta. Anh là trưởng phòng tổ chức, trọng trách của anh là không nhẹ. Tuyến trên có tính toán mổ xẻ ban ngành Nam Giang, điều này nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt nhìn lên mặt Diệp Thừa Dân, trầm ngâm giây lát rồi nói, Bí Thư Diệp, tôi cho rằng điều quan trọng nhất vào lúc này đối với ban ngành Nam Giang chính là một chữ ổn, nếu ổn định nhân tâm thì vạn nghề hưng thịnh. Càng vào lúc tình cảnh lay động lòng người như thế này thì càng cần phải có tiêu chí ổn định nhân tâm, phải ổn định nhân tâm của Nam Giang. Tất cả mọi người nếu cứ nơm nớp lo sợ thì căn bản không thể nào đặt tinh lực lên phương diện công tác được, căn bản là cực kỳ bất lợi cho sự phát triển tổng thể của Nam Giang. Vương Tử Quân nói ra những lời này cũng không liên quan đến sự việc hay con người cụ thể, nhưng hắn nói ra lại làm cho Diệp Thừa Dân không khỏi cau mày. Mặc dù lão cho rằng Vương Tử Quân nói như vậy xuất phát từ đại cục, thế nhưng lại đi ngược lại lý niệm của hắn. Nhìn từ góc độ của Diệp Thừa Dân, lão hy vọng có thể thay máu ban ngành Nam Giang. Những năm qua Diệp Thừa Dân làm bí thư tỉnh ủy Nam Giang, lão cũng không phải là một vị lãnh đạo mà đám người bên dưới luôn tuân thủ theo một cách tuyệt đối. Truy cứu nguyên nhân của nó, rõ ràng là vì thế lực của Trử Vận Phong đã thẩm thấu đến những địa phương hẻo lánh trong tỉnh Nam Giang. Trử Vận Phong đã đi đến bước đường cùng, bây giờ Diệp Thừa Dân vung tay thay máu, rõ ràng là có ý nghĩ rút củi đáy nồi, chỉ cần vung tay một cái thì lực lượng của Trử Vận Phong sẽ tự động sụp đổ. Cho dù Vương Tử Quân có lưu lại một phần thực lực, thế nhưng cũng khó quan tâm đến nơi đến chốn, quyền chủ động sẽ luôn nằm trong tay của Diệp Thừa Dân. Nhìn từ góc độ này, Diệp Thừa Dân lại là cao thủ vận dụng quyền lực, thế cho nên nhanh chóng bày ra một quân cờ mấu chốt cho mình. Nhưng ý kiến của Vương Tử Quân lại trái ngược với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân trầm mặc không nói, thế là không khỏi mẫn cảm nhìn chằm chằm, cảm thấy trên mặt đối phương có chút xấu hổ, thậm chí còn có chút giận dỗi vừa lóe lên đã biến mất. Vương Tử Quân có hơi run lên, trong quan trường không nhất định phải phân biệt rõ địch ta, rất nhiều phương diện không đoán đúng ý đồ của lãnh đạo, không nói đến đúng bản chất sự việc mà lãnh đạo vạch phương hướng, như vậy sẽ trồng trong lòng lãnh đạo một cây gai, làm cho lãnh đạo khó bảo trì được tâm tình tốt với mình. Quả nhiên Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát thì thản nhiên nói, trưởng phòng Tử Quân, ý nghĩ của anh là không tồi, nhưng có một việc mà anh cần suy xét, đó là rút cây cải sẽ mang theo một mớ bùn. Có một số việc mà chúng ta thật sự khó cho ra phán đoán. Nếu chúng ta cứ mãi do dự ở phương diện này, không bằng vung tay chém sạch dây rối, ra tay độc ác một lần cho xong, đẩy mạnh công tác về phía trước. Có câu không phá thì không xây được, chỉ cần chúng ta mất 3 đến 5 tháng, nhất định sẽ tạo nên cho ban ngành Nam Giang một đội ngũ có lực chiến đấu cực mạnh, như vậy không phải sẽ cực kỳ có lợi cho sự phát triển chỉnh thể của Nam Giang sao? Không phá thì không xây được. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Hắn nhìn gương mặt ngưng trọng của Diệp Thừa Dân, hắn biết rõ đây là Diệp Thừa Dân đã xác định con đường của mình, nếu như mình cố ý phản đối, như vậy thì đối phương sẽ nhanh chóng vạch mặt với mình. Trên quan trường thật sự có nhiều thứ ảo diệu, Diệp Thừa Dân lần này lén trao đổi với mình, nó có ý nghĩa không nói nên lời. Người này căn bản khá mong đợi với Vương Tử Quân, hy vọng Vương Tử Quân có thể thuận theo ý mình. Trong lúc này Vương Tử Quân thấy có hai con đường xuất hiện trước mặt, con đường thứ nhất chính là đi theo quy hoạch của Diệp Thừa Dân, như vậy sau này con đường mình đi sẽ bằng phẳng hơn khá nhiều, con đường thứ hai chính là kiên trì ý kiến của mình, duy trì sự ổn định của đại cục Nam Giang. Hắn tin tưởng dù có vài người đi theo chân Trử Vận Phong, thế nhưng đại đa số đều phải một lòng vì công tác. Vương Tử Quân không biểu hiện thái độ, Diệp Thừa Dân cũng không thúc giục. Lúc này vẻ mặt của Diệp Thừa Dân rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút không yên, đối với lão thì thái độ của Vương Tử Quân là cực kỳ quan trọng. Dù sao hai người liên hợp với nhau cũng đủ làm cho thượng cấp tôn trọng ý kiến của Nam Giang, chỉ khi nào hai người liên thủ với nhau mới có thể khống chế được đại cục ở Nam Giang. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, ánh mắt hắn chuyển ra bên ngoài, hắn nhìn hồ nước gió thổi lăn tăn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Thật lòng hắn cũng không tình nguyện đứng về phía đối lập với Diệp Thừa Dân, tuy lúc này hắn đã vượt qua thời điểm gian nan nhất, thế nhưng hắn vẫn mẫn cảm ý thức được thời gian mình dạo chơi ở Nam Giang cũng không còn quá lâu. Trừ khi mình được tiến lên một bước, Vương Tử Quân biết mình có khả năng tiến lên, thế nhưng khả năng này là quá nhỏ. Chính mình dù đã chiến đấu ở ba vị trí trên cấp bậc phó bộ,
thế nhưng dù nhìn từ phương diện tuổi tác hay lý lịch cũng thua kém rất nhiều. Nếu như ở tỉnh khác thì cơ hội của Vương Tử Quân sẽ lớn hơn, nhưng đây là tỉnh Nam Giang, như vậy rất khó nói. Nam Giang là nơi thế nào? Là một trong những trung tâm kinh tế, cho dù Lâm Trạch Viễn tin tưởng mình, cũng không dễ dàng đặt một gánh nặng của trung tâm kinh tế như Nam Giang lên người mình. Hơn nữa lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở Nam Giang cũng không cho phép hắn là một tồn tại quá lâu dài, dù sao thì mình ở lại đây quá dài cũng gây bất lợi cho người khác triển khai mở rộng công tác. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Vương Tử Quân khỏi trạng thái trầm ngâm, khi Diệp Thừa Dân nói một câu mời vào, Khuất Chấn Hưng khẽ đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân, sau đó cung kính nói, Bí Thư Diệp, đã có thể bắt đầu hội nghị. Diệp Thừa Dân gật đầu cười cười nói, tôi trò chuyện với trưởng phòng Vương đúng là quá vui vẻ nên quên mất, xem ra thời gian qua đi rất nhanh. Lời nói của Khuất Chấn Hưng căn bản là một sự giải thoát cho hai người Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói, chờ khi tan họp tôi sẽ tiếp tục nghe lời dạy bảo của Bí Thư. Hai người nhìn nhau cười mà không nói thêm điều gì, đối phương có đồng ý hay không, hai bên đều thầm hiểu vấn đề. Buổi tối Vương Tử Quân từ chối nhiều bữa tiệc để mời cơm đồ ấn phàm. Thế nhưng kế hoạch không thể không biến đổi, mặc dù hắn đã dốc toàn lực nhưng cuối cùng vẫn để cho Du Giang Vĩ gọi điện thoại cho đồ ấn phàm rời sang ngày mai. Đây cũng không phải là Vương Tử Quân cố ý ra vẻ, mà là vì hắn thật sự khó thể từ chối được người khác. Khi tan tầm vào buổi chiều thì hắn nhận được điện thoại của Trử Vận Phong, khi đó Trử Vận Phong chỉ nói mời hắn đi ăn tối. Hai người đã nhập gánh công tác được hơn một năm, hai bên có thể nói là ít khi đi dùng cơm với nhau. Bây giờ thế sự biến đổi, Trử Vận Phong không còn uy thế như năm xưa, thế nên Vương Tử Quân có thể tìm lý do để từ chối lời mời của Trử Vận Phong. Nhưng Vương Tử Quân do dự giây lát rồi tiếp nhận lời mời của Chủ tịch Trử. Có câu nói thế này, người không thể vì được mất nhất thời mà đánh mất ý chí, cũng không thể vì được mất nhất thời mà tự đắc ý. Vương Tử Quân thầm nghĩ dù thế nào thì mình cũng vui vẻ tham gia bữa cơm của Trử Vận Phong, như vậy cũng xem như tỏ vẻ hảo hữu với Chủ tịch Trử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.